Chương 291, Thế cờ thất Tinh tụ hội. Tần Vô Song cũng quay lại nhìn thẻ đen trong tay Lâm Thanh Diện, mặc dù không biết nhiều về chuyện kinh doanh nhưng cô ta cũng có nghe nói đến thẻ đen ngân hàng thế giới. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện lấy chiếc thẻ ngân hàng xa hoa này ra thì trên gương mặt xinh đẹp của cô ta lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc. Cô ta vốn tưởng rằng lần này Lâm Thanh Diện nhất định sẽ đến cầu xin cô ta, ai ngờ Lâm Thanh Diện thực sự có thể trả được hơn 300 triệu hơn nữa còn trả theo tiêu chuẩn thẻ đen ngân hàng thế giới e rằng tài sản lâm thanh diện sở hữu còn nhiều hơn toàn bộ tài sản của nhà họ tần cộng lại thẻ thẻ đen ngân hàng thế giới sao anh lại có cái thẻ này tần vô song vô thức hỏi lâm thanh diện cười với cô ta nói tôi làm nói xong anh đưa thẻ ngân hàng cho giám đốc giám đốc cũng không dám lơ là nhanh chóng cầm thẻ đến quê lễ tân quẹt thẻ sau khi đền tiền xong Lâm Thanh Diện đi tới chỗ Tần Vô Song và Mã Tấn Bình, thấy hai người bọn họ vẫn tràn đầy kinh ngạc, anh hỏi một câu, hai người sao thế? Mã Tấn Bình phản ứng lại, anh ta ghen ti nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện chỉ là một tên phế vật, không ngờ trong tay người ta lại có một tấm thẻ đen ngân hàng thế giới. Hơn nữa nghĩ đến thái độ của Tần Vô Song đối với Lâm Thanh Diện càng khiến lòng anh ta khó chịu hơn, lần này anh ta thật sự coi Lâm Thanh Diện là tình địch của mình. Tân vô song hít một hơi thật sâu, cô ta nghĩ, Lâm Thanh Diện chơi cờ vây giỏi như thế, cho dù gia đình không có tiền thì khả năng thiên phú và trình độ chơi cờ vây cũng đủ bù đắp được điểm này. Cô ta nghĩ, mình là con cả nhà họ Tân, dù thế nào thì điều kiện sống cũng là một trong những lợi thế của cô ta, cho dù Lâm Thanh Diện không có cảm giác gì với mình, nhưng chỉ cần cô ta cho anh một chút vật chất thì một ngày nào đó Lâm Thanh Diện có thể sẽ bỏ vợ của mình và quay sang yêu cô ta. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thanh Diện lấy ra tấm thẻ đen ngân hàng thế giới thì trong lòng cô ta mới hiểu, Lâm Thanh Diện ăn mặc bình thường như vậy, chẳng qua chỉ là khiêm tốn mà thôi, thứ Lâm Thanh Diện có, không thua gì so với cô chủ nhà họ Tân cô. Thậm chí có thể nói, cho dù Tân Đốc Công là người đứng đầu nhà họ Tân thì ông ta cũng không đủ tư cách cầm được tấm thẻ đen ngân hàng thế giới, điều này có nghĩa là thế lực của Lâm Thanh Diện có thể còn lớn hơn cả nhà họ Tân. Tên này cũng quá giỏi rồi audio điện tử võ tấn bền. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện quẹt thẻ trà tiên, Tân Vô Song không khỏi có chút mất mát, cô ta vốn còn ôm một tia hy vọng đối với Lâm Thanh Diện, nhưng xem ra bây giờ Lâm Thanh Diện thực sự không có một chút hứng thú với cô ta. Lâm Thanh Diện nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Tần Vô Song, anh cười nói với cô ta, tôi không đối đầu với cô nữa. Đừng tức giận nữa, gương mặt đang xinh đẹp liền trở nên khó coi rồi. Lần này Tân Vô Song hoàn toàn nản lòng với Lâm Thanh Diện tuy rằng trong lòng vẫn có chút tức giận nhưng cô ta cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục âm ỉ với lâm thanh diện như vậy thì sẽ chỉ làm cho anh thêm chán ghét mà thôi được thôi tôi biết rồi anh đúng là một tên vô vị bà đây không quan tâm anh nữa tân vô song nói bây giờ cùng tôi vào trong lát nữa ăn cơm tối lâm thanh diện gật đầu đi theo tần vô song vào bên trong trong lòng mã tấn bình tràn đầy ghen tị nhưng cũng không dám nói gì nhanh chóng đi theo khi vào phòng riêng Tần Vô Song vẫy tay gọi mọi người lại, giới thiệu Lâm Thanh Diện cho mọi người. Lâm Thanh Diện được ba tôi mời tham gia trận đấu này. Câu lạc bộ của chúng ta có thể giành được chức vô địch lần này hay không, chính là dựa vào anh ấy, Tần Vô Song nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ ẩn Vô Song lại đánh giá cao Lâm Thanh Diện như vậy. Mã Tấn Bình thâm nghĩ, anh ta chưa từng nghe đến tên của Lâm Thanh Diện ở thành phố Thanh Vân, nếu trình độ cờ vây của anh thực sự cao như vậy, thì mọi người hẳn đã sớm nghe đến danh tiếng của anh rồi. Vì vậy trong lòng anh ta nghi ngờ Lâm Thanh Diện căn bản không có trình độ gì cả, sở dĩ anh có thể tham gia trận đấu này chắc là bỏ tiền ra mua rồi, dẫu sao thì anh cũng có thể đen ngân hàng thế giới, cho dù trực tiếp mua chức vô địch của trận đấu này thì cũng không có gì là khó. Nghĩ đến đây, Mã Tấn Bình đột nhiên khinh thường Lâm Thanh Diện, vì không thể so sánh với Lâm Thanh Diện về mặt tiền bạc, nên anh ta đương nhiên phải tìm lý do khác để làm cho lòng mình cân băng một chút. Anh ta cười liếc Tân Vô Song một cái, nói: "Vô Song, em đừng đùa bọn anh nữa. Câu lạc bộ của chúng ta muốn đoạt chức vô địch thì dễ như trở bàn tay. Tại sao phải dựa vào một người không biết đánh cờ như anh ta chứ?" Nói xong, anh ta bắt đầu nháy mắt với những người trong phòng riêng. Mọi người lập tức hiểu ý của Mã Tấn Bình, trình độ cờ vây của Mã Tấn Bình chỉ đứng sau Tân Vô Song trong hiệp hội, cộng thêm địa vị của nhà họ Mã nên Mã Tấn Bình cũng có chút uy tín trong số những người này. Chị Vô Song, người này nhìn rất bình thường, chúng ta muốn vô địch, tại sao phải dựa vào anh ta? Đúng vậy, với thực lực của chị Vô Song, việc giành chức vô địch giống như ăn một miếng bánh. Chúng em chưa từng thấy người này bao giờ, em e rằng anh ta thậm chí còn không lọt vào nổi trận chung kết nữa. Một nhóm người cùng với Mã Tấn Bình bắt đầu chế nhạo Lâm Thanh Diện. Tân Vô Song không ngờ mọi người lại phản ứng như vậy, bọn họ còn tưởng rằng cô ta đang nói đùa. Tôi không đùa các người lần này chúng ta phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh. Tôi đã xem qua trận đấu của người đó rồi. Nếu thực sự đấu với anh ta, tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Vì vậy lần này chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người Lâm Thanh Diện. Tân vô Song giải thích. Mọi người vẫn như cũ không tin lời cô ta nói là người chơi cờ trong lòng thường có chút thanh cao, để bọn họ tin tưởng một người xa lạ vẫn có chút khó khăn. Chị vô Song ngay cả chị còn không thắng nổi vậy thì làm sao chúng em tin được tên vô danh này có thể thắng được anh ta thực sự lợi hại như vậy sao lúc này một người nhìn chằm chem vào lâm thanh diện hỏi tân vô song gật đầu chắc chắn nói tôi với lâm thanh diện đã chơi một ván tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy tất cả mọi người đều bị sốc khi nghe những lời tân vô song nói nếu đúng như những gì cô ta nói thì thực lực của lâm thanh diện quả thực đáng để họ nể phục mã tấn bình vẫn không phục Nhìn thấy trên bàn có bảy một ván cờ, lúc nãy một đám người nhìn chằm chằm ván cờ hồi lâu mà không giải được, ván cờ này đưa cho một cao thủ cờ vây giải thì cũng khá khó đấy. Anh ta đảo mắt rồi nói, "Vô song, em nói như thế, bọn anh cũng không thể tin được." Đúng lúc có một ván cờ đang lở rỡ, nếu Lâm Thanh Diện có thực lực thì chắc anh ta giải nó cũng dễ dàng thôi. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh ta đến đây. Không bằng để cho anh ta chứng minh thực lực của mình đi. Tân vô song quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, cô ta muốn hỏi ý kiến của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ giải nó. Trong lòng anh biết rất rõ, muốn được một người xa lạ tin tưởng anh trong thời gian ngắn nhất thì cách trực tiếp nhất chính là bộc lộ được hết thực lực của mình, cho nên anh cảm thấy không có gì không ổn hết. Trên mặt Mã Tấn bình lộ ra một nụ cười tự mãn, thâm nghĩ ván cờ này không đơn giản như anh nghĩ đâu, đợi lát nữa anh giải không ra, để xem anh mất mặt ra sao. Lâm Thanh Diện đi về phía bàn cờ, mọi người cũng đi theo sau, bọn họ muốn xem xem Lâm Thanh Diện phá giải ván cờ này như thế nào. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì bọn họ có nhiều người như vậy, tốn rất nhiều thời gian cũng không tìm ra được manh mối gì, một mình Lâm Thanh Diện muốn giải ván cờ này thì khó càng thêm khó. Tân vô song cũng đi theo, nhìn chăm chăm bàn cờ, sau đó vẻ mặt liền thay đổi, cô ta nói đây là thất tính tụ hội sao một người đàn ông bên cạnh lập tức gật đầu giải thích xem ra chị vô song cũng có chút hiểu biết ván cờ này thất tinh tụ hội là một trong những thế cờ nổi tiếng nhất trong những năm gần đây nghe nói cho đến nay cũng chỉ có vài người giải được thế cờ thất tinh tụ hội này bọn họ đều là những cao thủ hàng đầu trên thế giới đã từng có người yêu cầu những cao thủ này công bố phương pháp phá giải thế trận của ván cờ thất tinh tụ hội này nhưng đều bị từ chối cho nên bây giờ chúng ta không có cách nào để phá giải thế trận cờ vây này chỉ có thể dựa vào bộ óc của chúng ta thôi. Mã Tấn Bình mỉm cười liếc nhìn Tân Vô Song và Lâm Thanh Diện, rồi nói tuy rằng thế cờ thất tinh tụ hội này rất khó phá giải, nhưng bởi vì nó khó nên nó có thể làm nối bật trình độ của một người. Vô Song, không phải em nói Lâm Thanh Diện có thể thay mặt chúng ta giành chức vô địch lần này sao? Vậy nên anh nghĩ anh ta nhất định sẽ giải được ván cờ này, bằng không sao anh ta lại được em coi trọng như vậy? Tân Vô Song nhíu mày, Nói thế trận thất tinh tụ hội này có độ khó cao nhất toàn quốc, ở thành phố Thanh Vân sợ rằng không ai có thể giải được ván cờ này. Để Lâm Thanh Diện giải ván cờ này để chứng minh thực lực của bản thân có phải có chút làm khó người khác không? Vô song, em đừng trách hoàn anh, là chính anh ta đồng ý giải ván cờ này. Nếu anh ta không giải được ván cờ này thì chỉ có thể nói rõ được vấn đề năng lực của anh ta. Đây không phải là anh làm khó anh ta, Mã Tấn Bình lập tức làm ra vẻ vô tội nói. Tân vô song tức giận liếc nhìn Mã Tấn Bình, sau đó cô ta quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diệt, nói, Lâm Thanh Diện, anh đừng giải ván cờ này nữa, ván cờ này vốn không thể giải được. Thực lực của anh tôi đã lĩnh giáo qua rồi, đợi đến trận đấu ngày mai thì bọn họ sẽ rõ thôi. Lâm Thanh Diện không để ý tới Tân Vô Song mà nhìn chằm chằm ván cờ trên bàn cờ hồi lâu, im lặng không nói lời nào. Mã Tấn Bình nhìn thấy Lâm Thanh Diện bắt đầu nhìn chằm chằm vào ván cờ, lập tức nói xem ra lâm thanh diện cho rằng mình có thể giải được ván cờ này vậy chúng ta hãy cho anh ta một chút thời gian để xem xem anh ta có giải được ván cờ thất tinh tụ hội này không những người xung quanh bật cười hiển nhiên bọn họ không cho rằng lâm thanh diện có thể giải được ván cờ này hay là thôi đi nếu cứ tiếp tục nhìn như thế này đoán chừng sẽ nhìn đến mai mất chúng ta còn chưa ăn cơm nữa đúng vậy hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi ván cờ thất tinh tụ hội này đối với anh ta mà nói thực sự có chút khó giải quyết. Đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong rồi tìm một người đấu với anh ta một ván. Nếu không chúng ta cũng không biết thực lực của anh ta ra sao. Có một số người không muốn đợi Lâm Thanh Diện giải ván cờ này, bọn họ suốt ruột lên tiếng. Lúc này, cặp lông mày nhíu chặt của Lâm Thanh Diện bỗng dẫn ra, trên mặt anh lộ ra một nụ cười thoải mái. Không cần đợi nữa, tôi đã giải được ván cờ này rồi, sau khi tôi giải xong có thể đi ăn, chương 292, tấm ngầm tầm ngâm mà đánh chết phoi. Anh nói cái gì, bây giờ anh sẽ giải ván cờ này à? á? Mã Tấn Bình nghe thấy những lời Lâm Thanh Diện nói thì lập tức trợn to hai mắt. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó vươn tay ra cầm lấy quân cờ trên bàn cờ. Mọi người đều không tin nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ cho rằng anh đang phô trương thanh thế. Anh ta đang lừa chúng ta sao? chỉ mất một lúc mà anh ta có thể giải được ván cờ thất tỉnh tụ hội này rồi sao? Chẳng chắn là đang giả vờ rồi, cho tới nay cũng chỉ có một số ít cao thủ giải được ván cờ này. Anh ta mới xem có một lúc mà có thể giải được, vậy thì ván cờ này không thể nổi tiếng được. Cảm giác như anh ta chỉ là một tên hiểu biết nông cạn, nghĩ rằng mình có thể giải được rồi nhưng thực ra anh ta căn bản không nhìn thấy được sự kỳ diệu của ván cờ này. Anh ta cảm thấy mình có thể giải nó, chẳng qua đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tân vô song cũng không tin Lâm Thanh Diện có thể giải được ván cờ thất tinh tụ hội nhanh như vậy, nhưng mà trình độ của Lâm Thanh Diện cao hơn cô ta, tên nhóc này luôn khiến người ta kinh ngạc, nói không chừng anh ta thật sự có thể khiến mọi người khiếp sợ một trận. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến những lời bình luận của những người xung quanh mà bắt đầu xếp các quân cờ lên bàn cờ, bày ra phương pháp mà mình nghĩ ra để phá giải ván cờ trên bàn cờ này. Lúc đầu mọi người nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Lâm Thanh Diện thì đều cười khinh thường, cho rằng anh chỉ đang giả bộ mà thôi. Nhưng khi quân cờ được Lâm Thanh Diện đặt xuống, vẻ mặt của mọi người bắt đầu trở nên nghiêm túc, vốn một vài người còn đang chế nhạo Lâm Thanh Diện thì lúc này cũng chăm chú nhìn vào bàn cờ. Ngay cả Mã Tấn Bình cũng cau mày nhìn chằm chằm vào bàn cờ, bởi vì mỗi khi Lâm Thanh Diện đặt xuống một quân cờ thì bọn họ sẽ có thêm sự hiểu biết mới về ván cờ thất tinh tụ hội này. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Thanh Diện thực sự có thể giải được ván cờ này. Thời gian trôi qua, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ, lại còn có thể như vậy sao? Giờ phút này bọn họ đã không còn dám chế nhạo anh nữa, cho dù chỉ đánh đến bước này thôi thì cũng không phải là chuyện người thường có thể nghĩ ra. Cái này đã chứng minh thực lực của Lâm Thanh Diện vượt xa bọn họ. Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện đặt quân cờ cuối cùng xuống, sau đó anh quay đầu lại liếc nhìn những người xung quanh, nói, "Đã giải xong, có thể đi ăn rồi." Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi vẻ mặt như không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, bọn họ không ngờ rằng anh thực sự có thể giải được ván cờ thất tinh tụ hội này. Điều quan trọng nhất là anh chỉ mất chưa đến 20 phút, theo sự hiểu biết của bọn họ, ngay cả những cao thủ hàng đầu cũng phải mất vài tiếng mới có thể phá giải được ván cờ thất tinh tụ hội này. Lâm Thanh Diện có thể giải nhanh như vậy, thật sự đúng là kỳ tích. Anh, sao anh có thể phá giải ván cờ này nhanh như vậy? Có phải ngay từ đầu anh đã biết cách phá giải ván cờ thất tinh tụ hội này rồi không? Mã Tấn Bình rất không phục, anh ta luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể phá giải ván cờ thất tinh tụ hội này nhanh chóng như vậy là bởi vì anh đã biết cách giải nó từ trước. "Hừ, không phải các người vừa nói đó sao, ván cờ này chỉ có một số cao thủ quốc tế mới giải được, các người không có cách nào giải nó thì làm sao tôi biết trước được." Lâm Thanh Diện nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thanh Diện nói rất có lý chỉ có một số cao thủ quốc tế mới biết cách giải ván cờ này, cho dù Lâm Thanh Diện có được cách giải ván cờ này từ các cao thủ quốc tế thì cũng chỉ có thể nói rõ được Lâm Thanh Diện có mối quan hệ không bình thường với những cao thủ quốc tế đó. Dẫu sao nếu không quen biết người ta, người ta cũng không thể nói cho Lâm Thanh Diện cách phá giải ván cờ. Cho dù có nhìn thế nào thì Lâm Thanh Diện cũng không phải là người bình thường. Tần vô song nhìn chằm chằm mã tấn bình, cô ta nói, sao anh lại viện cớ nhiều như vậy? cho dù Lâm Thanh Diện biết trước cách giải, vậy thì anh cũng đi tìm cách để biết cách giải nó đi. Chẳng lẽ thừa nhận Lâm Thanh Diện giỏi gian khó với anh như vậy sao? Mã Tấn Bình nhất thời cảm thấy xấu hổ, anh ta thật sự không muốn thừa nhận Lâm Thanh Diện giỏi hơn mình cho nên kiếm đủ mọi cỡ, bây giờ bị trực tiếp phơi bày, hơn nữa còn bị tân vô song phơi bày, anh ta hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Vô song, anh không có ý đó, Mã Tấn Bình muốn khôi phục hình tượng của mình trước mặt tân vô song, Tần vô song hừ lạnh một tiếng, sau đó lôi kéo Lâm Thanh Diện ngồi vào bàn nói, ngồi xuống hết đi, gọi đồ ăn. Nói xong, cô ta mặt đây si mê nhìn Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, anh thật lợi hại, tôi bảo đảm với anh sau này sẽ không bao giờ gây sự với anh nữa. Lâm Thanh Diện lịch sự cười với cô ta, trong lòng cảm thấy có chút bất lực, anh cũng cảm nhận được tình cảm của Tân Vô Song đối với mình, nhưng anh đã kết hôn rồi, những suy nghĩ của tân vô song đối với anh đã định trước không cách nào thực hiện được. Mọi người ngồi vào bàn, không ít người bắt đầu chào hỏi Lâm Thanh Diện. Dù họ có ở đâu thì thực lực luôn là tiêu chí duy nhất để thuyết phục mọi người. Lâm Thanh Diện giờ đã chứng minh được thực lực của mình, tự nhiên có thể nhận được sự tôn trọng của những người này. Mã Tấn Bình muốn ngồi bên cạnh Tần Vô Song, nhưng lại bị Tần Vô Song chừng mắt, nhìn thấy Mã Tấn Bình chật vật, trong lòng bọn họ có chút buồn cười. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng biết từ trước đến nay tần vô song vốn là một người lạnh lùng, bây giờ e rằng thật sự đã gặp phải người có thể khiến cô ta trở thành một cô gái nhỏ dịu dàng rồi. Không lâu sau thì phục vụ đưa món ăn đến, bọn họ vừa ăn vừa bàn về trận đấu cờ vây ngày mai. Trận đấu này tổ chức trong 3 ngày, vì số người tham gia tương đối nhiều nên thực hiện phương án loại trực tiếp. Hai ngày đầu là đấu loại trực tiếp và ngày cuối cùng là chung kết. Trận đấu lần này, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ tham gia, Đến lúc đó cho dù có gặp nhau trên trận đấu cũng phải đấu một cách công bằng. Lâm Thanh Diện nghe những những người này thảo luận, thỉnh thoảng xen vào một câu, dù sao thì trận đấu này đối với anh mà nói cũng không khó mấy, cho dù có xảy ra bất kỳ tình huống nào thì anh cũng có thể dễ dàng ứng phó được. Tâm trí của Tần Vô Song vốn không đặt trên trận đấu ngày mai, bây giờ cách một lúc cô ta sẽ đưa mắt nhìn Lâm Thanh Diện khiến cho Mã Tấn Bình đang ngồi ở đối diện giận tím người. Không bao lâu sau, bữa ăn kết thúc sau khi mọi người bày tỏ quyết tâm cho trận đấu ngày mai liên cùng nhau đi ra khỏi phòng riêng. Bởi vì sau khi biết được thực lực của Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người đều đi phía sau Lâm Thanh Diện, ngay cả Tân Vô Song bây giờ cũng bắt trước bọn họ, cô ta giống như một người hầu đi theo phía sau Lâm Thanh Diện. Bọn họ đi về phía cửa, lúc này phía đối diện có một nhóm người đi tới, những người đó đều mặc quần áo thống nhất với nhau, trên quần áo là nhãn hiệu của công ty địa ốc Vân Hải. Những người này đến từ Hiệp hội Cờ Vây Hông Thành do công ty Địa ốc Vân Hải tài trợ. Người dẫn đầu đó chính là đối thủ mạnh nhất mà Lâm Thanh Diện cần phải đối mặt lần này, anh ta tên là Lý Ngôn Võ. Đám người Lý Ngôn Võ cũng phát hiện ra Lâm Thanh Diện bọn họ, nhiều người trong số họ biết tân vô song, bọn họ nhìn sơ qua liền biết những người này là người của câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân. Cho nên ngay khi nhìn thấy họ, Lý Ngôn Võ liền dẫn đầu đi về phía họ. Thật là trùng hợp, tần vô song, mấy ngày trước cô tới Hồng Thành xem tôi đánh cờ. Cuối cùng lại rời đi mà không chào một tiếng, chẳng lẽ cô bị thực lực của tôi dọa sợ rồi hả? Lý Ngôn Võ cười lạnh nhìn Tân Vô Song. Tân Vô Song lạnh lùng nhìn Lý Ngôn Võ, nói, bớt ở đây tự luyến đi. Thực lực của anh quả thực không tồi, nhưng lần này anh có muốn thẳng cũng không thể. Ố, nói như thế, xem ra cô rất tự tin đánh thắng tôi. Tôi cũng đã xem qua một số video cô đánh cờ. Với trình độ của cô mà muốn đánh bại tôi, e rằng rất không thực tế. Hừ, tôi không thăng anh, tự nhiên có người sẽ thắng anh, thu lại cái bộ mặt hoang tưởng của anh đi, trên đời này còn có nhiều người giỏi hơn anh, Tần Vô Song không vui nói. Đúng vậy, lần này chúng ta có Lâm Thanh Diện là trợ thủ đắc lực. Anh ta phá giải được ván cờ thất tinh tụ hội không tới 20 phút. Trình độ của anh ta tuyệt đối cao hơn anh, một người đàn ông đứng bên cạnh Tần Vô Song lên tiếng. Ánh mắt Lý Ngôn Võ rơi vào trên người Lâm Thanh Diệt, lúc nãy anh ta cảm thấy người đi ra đầu tiên có chút quen mắt, nhưng anh ta không nhớ ra mình đã gặp anh ở đâu nên không để ý nữa. Bây giờ người này nói ra tên của Lâm Thanh Diệt, Lý Ngôn Võ liền biết người đứng trước mặt anh ta rốt cuộc là ai. Lâm Thanh Diệt chưa từng gặp Lý Ngôn Võ, nhưng Lý Ngôn Võ đã gặp Lâm Thanh Diện rồi, anh là một tên vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành. Lý Ngôn Võ cũng đặc biệt tìm ảnh của Lâm Thanh Diệt cho nên lúc này anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện liên cảm thấy quen má ai. Lâm Thanh Diện, mẹ kiếp, tôi không nhìn nhầm chứ, anh mà cũng đến đây sao, theo lời bọn họ nói thì anh sẽ tham gia trận đấu ngày mai hả, anh không ở đây làm trò tiếu Lâm chứ, là một tên oác con vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thành, không biết phân rõ trắng đen mà dám tham gia trận đấu lần này sao. Lý ngôn võ châm chọc không chút thương tiếc. Những người đứng sau Lý ngôn võ cũng nhận ra Lâm Thanh Diện, rồi giết chế nhạo anh theo Lý ngôn võ mẹ kiếp tên phế vật lâm thanh diện này cũng đến đây câu lạc bộ cờ vây thành phố thanh vân đang có ý gì thế chẳng lẽ bọn họ muốn thua chúng ta sao cười chết mất người kia vừa nói lâm thanh diện có thể thắng được ngôn võ chẳng lẽ họ không biết danh tiếng của lâm thanh diện ở hồng thành sao lâm thanh diện là một tên rác rưởi đừng nói thắng được ngôn võ sợ rằng ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không thắng nổi Người của câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân nghe thấy những lời chế diêu của những người đối diện thì lập tức cao mày. Trong số bọn họ có tần vô song có nghe qua một số chuyện về Lâm Thanh Diệt, những người còn lại thì hôm nay là lần đầu tiên quen Lâm Thanh Diệt. Lúc đó, Lâm Thanh Diệt phá giải thế trận thất tinh tụ hội không tới 20 phút, cho nên ấn tượng của bọn họ với Lâm Thanh Diệt là anh rất lợi hại. Nghe thấy người khác nói Lâm Thanh Diệt là tên phế vật khiến bọn họ có chút nghỉ ngờ. Các người nói cái gì vậy, sao lâm thanh diện lại trở thành đồ phế vật mã tấn bình hỏi hóa ra các người không biết lâm thanh diện ở hồng thành nổi tiếng là một kẻ vô dụng ngoại trừ ăn bám ra thì anh ta cũng không biết làm gì hết bây giờ các người nói muốn lâm thanh diện giúp các người chiến thắng thật đúng là nực cười các người rất muốn thua chúng ta sao lý ngôn võ cười lạnh những người trong câu lạc bộ cờ vây thành phố thanh vân nghe thấy lời lý ngôn võ nói vậy thì quay sang nhìn lâm thanh diện ném ánh mắt dò hỏi về phía Lâm Thanh Diện. Tần vô song nhìn thấy người của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành kiêu ngạo như vậy, trên mặt tràn đầy tức giận, nói các người đừng có ở đây nói hưu nói vượn. Các người căn bản không biết Lâm Thanh Diện lợi hại thế nào, đợi đến trận đấu ngày mai các người sẽ biết mình rốt nát bao nhiêu. Lý ngôn võ chế nhạo một tiếng nói, đừng mơ mộng nữa. Tôi đoán tên này đã dùng thủ đoạn nào đó để đánh lừa các người rồi tôi nghĩ cô nên quay về điều tra những chuyện tồi tệ của Lâm Thanh Diện đi. Đem hy vọng ký thác vào một tên vô dụng, câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân thực sự khiến tôi nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Lý Ngôn Võ nói xong liền cười to đi về phía trước. Người của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành mặt đầy diêu cợt nhìn chằm chằm người của câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân, xem bọn họ là trò đùa. Sau khi Lý Ngôn Võ rời đi, người của câu lạc bộ cờ vây thành phố thanh vân bắt đầu hỏi lâm thanh diện liệu những gì những người đó nói có phải thật không tần vô song tức giận liếc nhìn những người này nói thực lực của lâm thanh diện vừa rồi các người không thấy sao mà còn phải hỏi lại những người đó rõ ràng đến để chèn ép tinh thần của chúng ta nếu chúng ta mắc lừa bọn họ thì quá làm mất mặt người của thành phố thanh vân rồi sau khi nghe tần vô song nói tất cả mọi người đều cảm thấy có chút đạo lý bọn họ dần bình tĩnh lại Lâm Thanh Diện cũng không có bất kỳ dao động nào với những lời lý ngôn võ và những người đó vừa nói, đây chính là cái gọi là đợi thời cơ đến để thể hiện hết tài năng của mình, những người này càng không coi trọng anh thì càng có lợi thế với Lâm Thanh Diện. Đàn ông nên làm chứ không nên nói, hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng không muốn đặt tinh lực vào những thứ vô nghĩa này. Trên đường trở về, Tần Vô Song nhìn Lâm Thanh Diện có phần khó hiểu, cô ta hỏi, "Lý ngôn võ kia thật quá đáng, sao anh không có chút tức giận nào thế?" anh lợi hại như vậy, chẳng lẽ không muốn chứng minh mình một chút sao? Lâm Thanh Diện cười một tiếng, sau đó anh đưa mắt nhìn tần vô song, anh đáp lại cô bằng một câu thành ngữ, đúng là tấm ngầm tâm ngầm mà đấm chết voi, chương 293, tên nhóc nghèo Lâm Thanh Diện. Đến ngôi nhà cũ của nhà họ Tân, Lâm Thanh Diện xuống xe, đi thẳng về phòng của mình. Tần vô song đi theo sau Lâm Thanh Diện, lãm bấm trong lòng, đúng là tấm ngấm tâm ngầm mà đấm chết voi, tấm ngầm tâm ngầm mà đấm chết voi đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của lâm thanh diện dường như có thể nhìn thấy hai chữ kiên trì trên lưng anh khoảng cách tuổi tác giữa cô và lâm thanh diện cũng không nhiều trong độ tuổi này cô có thể trở thành người trẻ tuổi nhất đầu tiên trong hội cờ vây của thành phố thanh vân trong lòng đương nhiên cũng phải có chút kiêu ngạo chứ cho nên cô ở trong mắt người ngoài vô cùng lạnh lùng luôn cho người khác có cảm giác cô ở vị trí rất cao trong lòng tần vô song hiểu rất rõ những người ở độ tuổi này sau khi có được thành tựu trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, cô ấy chỉ mong có thể cho tất cả mọi người trên thế giới biết sự tài giỏi của cô, đây là sự hang hái mà những người trẻ tuổi nên có. Nhưng cô không hề nhìn thấy chút dáng vẻ tùy tiện nào từ trên người của Lâm Thanh Diện, một người có thể giải được ván cờ thất tinh tụ hội chỉ trong vòng 20 phút, lẽ ra phải giống như Lý Ngôn Võ, tự cao tự đại, dù gì anh ta cũng có tư cách này. Nhưng Lâm Thanh Diện lại khiêm tốn như vậy, đứng ở đó khiến cho người ta không cảm nhận được anh ta đặc biệt ở đâu cả một người trẻ tuổi, trở nên nhân nhịn như vậy, nguyên nhân duy nhất đó chính là anh đã trải qua những chuyện mà bản thân không thể tưởng tượng được, trên vai lâm thanh diện, nhất định phải gánh vác gánh nặng mà tần vô song có lẽ cả đời này cũng không thể cảm nhận được. Mà tâm tình của Lâm Thanh Diện khiến anh không thể giống như một người bình thường, cứ khiêm tốn như vậy cho nên anh mới có thể nói ra lời như tấm ngầm tâm ngầm mà đấm chết phoi. Trong lòng Lâm Thanh Diện cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, anh không tranh giành vào lúc này, chỉ có thể chứng minh thứ đó vẫn chưa lọt vào mắt của anh, hào quang của anh, dù thế nào cũng phải chiếu sáng toàn thế giới này không bỏ qua ngóc ngách nào. Đương nhiên, trong đó cũng bởi vì cờ vây chẳng qua chúng chỉ là một trong những kỹ năng của Lâm Thanh Diện mà thôi, từ góc nhìn của anh, bản thân biết đánh cờ cũng không cần phải khoe khoang trước mặt người khác như vậy, dù gì nếu như thật sự phải thể hiện ra thì anh chắc chắn sẽ rất bận. Tên này, sao lại có thể làm người khác tò mò như vậy chứ? nếu như mình quen anh ta sớm hơn thì tốt rồi, Tân Vô Song có chút thất vọng nói một câu. Thấy Lâm Thanh Diện về phòng, Tân Vô Song quay người đi đến phòng làm việc của Tân Đốc Công. Tân Đốc Công lúc này đang ngồi đọc sách ở trên ghế, thấy Tân Vô Song bước vào thì liền cười hỏi, buổi tụ họp hôm nay thế nào? Mọi người không làm khó Lâm Thanh Diện chứ, nó dù gì cũng vừa tới, chúng ta đều đem hy vọng gửi gảm vào cậu ấy, những người trẻ như các con chắc chắn sẽ không phục. Lúc đầu mọi người quả thực không phục, có điều tên này chưa đến 20 phút, đã có thể giải được ván cờ thất tinh tụ hội, sau đó mọi người đều không dám nói gì nữa, Tân Vô Song nói. Ừm, có thể giải được thất tinh trong 20 phút. Tân Đốc Công chỉ nói nửa câu, đột nhiên đứng bật dậy từ trên ghế con nói cái gì. Cậu ấy giải được ván cờ thất tinh tụ hội trong thời gian chưa đến 20 phút. Tân vô song lần đầu tiên nhìn thấy tần đốc công kích động như vậy, trên mặt ngay lập tức lộ ra một nụ cười dí dỏm, nói, đúng vậy, không ngờ đúng không, bọn con lúc đó cũng không ngờ tới, con thấy trình độ cờ vây của Lâm Thanh Diện, thẳng con là điêu đơn giản. Tần Đốc Công hít thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi không ngừng lẩm bẩm, ta cứ tưởng rằng thằng nhóc này là một đứa lập dị, xem ra lúc trước ta quá xem thường cậu ấy rồi. Nếu như vậy thì quán quân của cuộc thi cờ vây lần này, xem ra không thể là ai khác ngoài câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân ta rồi. Tần Vô Song cảm thấy lời này của Tần Đốc Công là nói thừa, có Lâm Thanh Diện ở đây nếu như không lấy được giải quán quân, không phải là rất kỳ lạ sao? Ba, ba nói xem sao Lâm Thanh Diện lại kết hôn sớm vậy chứ, nếu như con gặp anh ta sớm hơn thì tốt biết bao, không chừng bây giờ anh ta cũng sẽ không lạnh nhạt với con như vậy, gương mặt tròn của tần vô song đột nhiên đỏ bừng. Tân Đốc Công nghe thấy lời này của Tân Vô Song thì trên mặt lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười. Ông hỏi, Vô Song, nói như vậy, con thật sự thích thằng nhóc đó rồi sao? Nếu thật sự là như vậy thì ba cũng hiếu tại sao con lại nhất quyết muốn đến phòng của Lâm Thanh Diện thay đồ rồi. Lâm Thanh Diện này cũng thật là, con gái ta chủ động như vậy rồi, cậu ta lại vẫn lạnh nhạt như vậy, đúng là tên ngốc. Ai à, ba, ba nói gì vậy chứ, anh ta nếu như thật sự giống với những người khác, đến chút cám dỗ này cũng không chịu được thì con mới không thèm thích anh ta đó. Tân vô song có chút kiêu ngạo nói. Tần đốc công khẽ mỉm cười, vô song, nếu như con thật sự thích thăng nhóc lâm thanh diện này, chỉ cần con không chê cậu ấy là người đã từng kết hôn thì ba ủng hộ con theo đuổi cậu ấy, sắc đẹp của con cũng không kém vợ hiện tại của cậu ấy. Hơn nữa nhà họ tân ta là gia tộc số một ở thành phố Thanh Vân, dù sao đi nữa cũng có điều kiện hơn nhiều so với nhà vợ của cậu ấy hiện tại, nếu như cậu ta là người thông minh, chắc chắn sẽ biết phải chọn thế nào. Tần vô song nghe thế bất lực thở dài, nói ba, nếu như thật sự nghĩ như vậy thì có thể là sai hoàn toàn rồi sao vậy? không lẽ ta nói gì sai sao? cô cả của nhà họ Tần không với tới một tên nghèo như cậu ta à? còn đã quên lúc chúng ta đến Hồng Thành, mọi người đã nói Lâm Thanh Diện thế nào sao? mặc dù nói Lâm Thanh Diện là kẻ vô dụng không đúng lắm, nhưng việc cậu ta ở rể là thật. ở điểm này thì nhà họ Tần chúng ta càng có năng lực cạnh tranh hơn mới đúng. Tần đốc công nghiêm túc nói. Tần vô song lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay sau khi thấy Lâm Thanh Diện lấy ra tấm thẻ đen của ngân hàng thế giới ở nhà hàng cô liền không còn ý nghĩ này nữa. Hôm nay bọn con ở nhà hàng, Lâm Thanh Diện không cẩn thận làm vỡ một cái bình xứ, phải đền mấy trăm triệu tân vô song kể cho ông nghe. Ô, cậu ta chắc chắn không đền nổi, có phải con giúp nó đền không? Như vậy càng rõ ràng sức mạnh của nhà họ tân chúng ta, tần đốc công vân tự hào nói. Tần vô song lắc đầu, không, anh ấy tự đền, anh ấy có một tấm thẻ đen của ngân hàng thế giới. Tần đốc công như hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng được nhìn tân vô song, hỏi thẻ đen của ngân hàng thế giới. Con không nhìn nhầm đấy chứ, trên người lâm thanh diện lại có thứ này sao? Tân vô song nghiêm túc gật đầu, dường như rất thích nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của tân đốc công. Tân đốc công châm mặc mười mấy giây, trên mặt lộ ra chút hưởng gạo, thẻ đen của ngân hàng thế giới có nghĩa là gì trong lòng ông rất rõ, một người có loại thẻ đặc biệt này. Tài sản sở hữu sợ là mười nhà họ Tân cũng chưa hết. Mà ông vừa nãy lại còn nói Lâm Thanh Diện là một tên nhóc nghèo, đúng là tự mình và mình. Tên nhóc này khiên tốn như vậy sao? Nếu như con không nói, ta vẫn tưởng là cậu ta là một tên nghèo đó. Tần Đốc công mở miệng nói một câu. Tần Vô Song bất lực nhún nhún vai, nói, bất ngờ lắm đúng không? Lúc đầu con cũng phản ứng như vậy. Hai, xem ra con gái ba phải độc thân cả đời rồi. Nói bậy, cho dù không có được Lâm Thanh Diện thì với sự ưu tú của con gái ta Tìm một người bạn trai tạm được có gì khó sao, không lẽ còn định treo cổ ở một cái cây như Lâm Thanh Diện cả đời à, tân đốc công cao mày nhìn tân vô song. Ê à, ba không hiếu. có những người một khi ba nhìn thấy ánh sáng từ họ, nhìn sang những người khác, thì đều là ảm đạm tăm tối. Tần vô song cảm thán nói một câu. Buổi sáng ngày hôm sau, tần vô song chạy đến trước cửa phòng Lâm Thanh Diện, trong tay bê bữa sáng, thuận tiện còn chuẩn bị cho Lâm Thanh Diện một chiếc khăn lông rửa mặt. Cô cũng không quan tâm Lâm Thanh Diện đã dậy hay chưa, liền đẩy thẳng cửa đi vào trong phòng. Theo cô, nếu như có thể có thêm những chuyện ngượng ngùng giữa cô và Lâm Thanh Diện thì sẽ giúp ích thúc đẩy sự phát triển tình cảm giữa bọn họ. Lâm Thanh Diện đang nằm trên giường, nửa thân trên để chân, lúc nghe thấy tiếng đẩy cửa liền nhanh chóng ngồi dậy. Anh nhìn thấy tần vô song đi vào, sắc mặt đầy sự bất lực, nói cô hai à, cô lần sau đi vào có thể gõ cửa hay không, giờ mà nhỡ may tôi không mặc quần áo, không phải là bị cô nhìn thấy hết rồi à. Trong lòng Tân Vô Song lén cười, trong lòng nghĩ nếu như anh không mặc đồ bị tôi bắt gặp mới tốt đó. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, anh là hy vọng của câu lạc bộ Cờ Vây thành phố Thanh Vân, tôi đương nhiên phải quan tâm đến anh rồi, anh mau đi rửa mặt đi, trong này có khăn lông, tôi còn chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa, chính tay tôi làm đó, anh rửa mặt xong nhớ ăn ngay nhé, sau đó chúng ta đi tham dự cuộc thi, Tân Vô Song đặt đồ trên tay mình lên bàn. Lâm Thanh Diện bất lực đứng dậy, giơ tay với lấy áo khoác định mặc vào. Lúc này Tần Vô Song nhìn về phía Lâm Thanh Diện, sau khi nhìn thấy từng bắp thịt trên làn da màu đồng của anh thì hai con mắt lập tức không chấp. Đợi chút, Tần Vô Song thấy Lâm Thanh Diện muốn mặc áo, lập tức hét lên một câu. Lâm Thanh Diện ngây người, hỏi, sao vậy? Tần Vô Song nhanh chóng đi về phía Lâm Thanh Diện, sau đó đưa tay ra sờ vào bắp thịt của Lâm Thanh Diện, nhìn bộ dáng đó, nước miếng sắp rớt hết ra rồi. Lâm Thanh Diện thấy cô sờ bắp thịt của mình thì nhanh chóng lùi về sau vài bước, mặc áo vào. Tần vô song bất mãn nhìn Lâm Thanh Diện, nói, xí, chỉ là sờ một cái thôi mà, nhỏ nhen vậy làm gì chứ? Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn cô, không nói gì, đi thẳng đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Thanh Diện đi đến trước bàn, nhìn thấy chừng gà chiên cháy khét trong đĩa, không nhịn được cau mày lại. Tần vô song mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Thanh Diện, anh mau thử xem tôi nấu ngon không, đây là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác đó, anh nên thấy tự hào về điều này. Anh nhìn thấy Tần Vô Song đi vào, sắc mặt đầy sự bất lực, nói cô hai à, cô lần sau đi vào có thể gõ cửa hay không, giờ mà nhỡ may tôi không mặc quần áo, không phải là bị cô nhìn thấy hết rồi à. Trong lòng Tần Vô Song lén cười, trong lòng nghĩ nếu như anh không mặc đồ bị tôi bắt gặp mới tốt đó. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên anh là hy vọng của câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân, tôi đương nhiên phải quan tâm đến anh rồi, anh mau đi rửa mặt đi, trong này có khăn lông, tôi còn chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa, chính tay tôi làm đó, anh rửa mặt xong nhớ ăn ngay nhé, sau đó chúng ta đi tham dự cuộc thi tần vô song đặt đồ trên tay mình lên bàn. Lâm Thanh Diện bất lực đứng dậy, giơ tay với lấy áo khoác định mặc vào. Lúc này tần vô song nhìn về phía Lâm Thanh Diện, sau khi nhìn thấy từng bắp thịt trên làn da màu đồng của anh thì hai con mắt lập tức không chấp. Đợi chút, tần vô song thấy Lâm Thanh Diện muốn mặc áo, lập tức hét lên một câu. Lâm Thanh Diện ngây người, hỏi, sao vậy? Tần vô song nhanh chóng đi về phía Lâm Thanh Diện, sau đó đưa tay ra sờ vào bắp thịt của Lâm Thanh Diện, nhìn bộ dáng đó, nước miếng sắp rớt hết ra rồi. Lâm Thanh Diện thấy cô sờ bắp thịt của mình thì nhanh chóng lùi về sau vài bước, mặc áo vào. Tần vô song bất mãn nhìn Lâm Thanh Diện, nói, xí, chỉ là sờ một cái thôi mà, nhỏ nhen vậy làm gì chứ? Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn cô, không nói gì, đi thẳng đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Thanh Diện đi đến trước bàn, nhìn thấy chừng gà chiên cháy khét trong đĩa, không nhịn được cau mày lại. Tần vô song mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Thanh Diện, anh mau thử xem tôi nấu ngon không, đây là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác đó, anh nên thấy tự hào về điều này. Lâm Thanh Diện cầm đũa lên, thử một miếng trứng, sau đó quay người đi ra ngoài, tôi cảm thấy tôi có thể là không có phúc hưởng thụ, tôi vẫn nên đến nhà ăn của nhà cô ăn thì hơn. Tần vô song ngay lập tức tức giận chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, hét lên, đây là lần đầu tiên tôi nấu, anh bắt buộc phải ăn cho tôi. Lâm Thanh Diện vốn không để ý đến cô ấy, đi thẳng ra ngoài. Tần vô song nhất thời mặt đây ấm ức, hôm nay cô dậy từ sáng sớm làm đồ ăn, trứng gà này là món hoàn hảo nhất cô làm trong xó mấy chục quả trước đó rồi, Lâm Thanh Diện lại chỉ thử một miếng đã đặt xuống rồi, thật là quá đáng ghét. Cô đi đến trước bàn, cầm đĩa trứng lên thử một miếng, sau đó trợn tròn mắt, nhanh chóng đặt miếng trứng kia lại đĩa, bê lên vứt thẳng vào sọt rác. Không phải là không ngon chút thôi sao, đến nỗi không cho lời bình luận nào sao, hừ, tần vô song tôi cả đời này mà còn chiên trứng cho người khác thì không họ tần nữa. Sau khi cay đắng nói ra câu này, Tân Vô Song cũng đi ra khỏi phòng. Địa điểm tổ chức cuộc thi cờ vây lần này nằm trong khu chơi cờ do câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân đặc biệt xây dựng, đặt tên là Thanh Vân Kỳ Xả, diện tích tổng cộng 500 mét vuông, tổng cộng có 3 tầng, sảnh lớn mỗi tầng là nơi dùng để tổ chức kỳ thi này. Lúc này trong sảnh lớn tầng 1 đã có mấy chục bàn cờ được bày chỉnh tề, để tiết kiệm thời gian thì cuộc thi lần này tiến hành cùng lúc, tổng cộng chia thành 4 vòng, mỗi vòng đều loại một nửa thí sinh, sau đó lại chia nhóm lại tiến hành vòng thi tiếp. Bốn vòng thi tổng cộng cần thời gian 2 ngày, sau khi kết thúc, sẽ chọn được hai thí sinh cuối cùng đi vào vòng chung kết, mà hai người này sẽ thi đấu chung kết vào ngày thứ ba. Lúc này trong nhà thi đấu cờ vây đã đầy ấp người, ngoài những khán giả mua vé đến xem, còn có các đơn vị truyền thông, cuộc thi cờ vây là điểm nóng hàng năm của thành phố Thanh Vân, những đơn vị truyền thông này đương nhiên đều sẽ viết bài. Hai người Hồ Vũ Tinh và Vương San San vì để xem cuộc thi lần này, vừa sáng sớm đã chạy đến Thanh Vân Kỳ xả xếp hàng mua vé, dùng hết sức lực mới có thể chen vào trong đám người đông đúc tiến vào bên trong. "Chị họ, em nghe nói cuộc thi lần này người có hy vọng quán quân nhất là Lý Ngôn Võ của Hồng Thành đó, nghe nói câu lạc bộ cờ vây ở Hồng Thành của mọi người được công ty Địa ốc Vân Hải tài trợ, em vừa nhìn thấy rất nhiều quảng cáo của công ty Địa ốc Vân Hải." lần này nếu như Lý Ngôn Võ thật sự là quán quân thì công ty địa ốc Vân Hải chắc chắn sẽ mượn cơ hội lần này tuyên truyền lớn đó, Vương San San nói một lèo. Đúng vậy, nghe nói Lý Ngôn Võ còn rất đẹp trai nữa, nếu như chỉnh trang lại thì còn có thể trở thành nam thân thế hệ mới nữa đó, Hồ Vũ Tình cũng si mê nói. Ai da, à, nói vậy thôi đã mong chờ lắm rồi, giống như thấy được Lý Ngôn Võ đánh cờ vậy, Vương San San phấn khích. Ánh mắt của Vương San San lúc này liếc về phía người đàn ông mập mập đứng ở phía xa, nhanh chóng nói nhỏ với Hồ Vũ Tình, "Chị họ, thấy chưa, người đàn ông giống đầu heo bên đó đó, chính là sếp của Hồng Vận Các, người tên Lâm Chiết đó." Hồ Vũ Tình nhìn về phía bên đó, nghĩ đến chuyện bọn họ hãm hại Lâm Thanh Diện mấy ngày trước, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, nói, "Cũng không biết Lâm Thanh Diện hôm đó có bị đánh chết không, có điều thể trạng cẩu tên sếp Chu này thì Lâm Thanh Diện chắc chắn chịu không ít khổ cực đâu." chị nói xem Lâm Thanh Diện có đến đây xem thi đấu không? Vương San San hỏi. Hồ Vũ Tinh vừa muốn nói, liền nhìn thấy ở phía cửa, Lâm Thanh Diện đi vào bên trong. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, tên nhóc này lại cũng còn mặt mũi đến cuộc thi cờ vây lớn như vậy, đúng là mất hứng mà, Hồ Vũ Tinh lẩm bẩm. Vương San San cũng nhìn thấy Lâm Thanh Diện, nói chị họ, xếp chu không phải ở bên đó sao, chúng ta đã nhìn thấy tên nhóc này, không bằng cho cậu ta thêm vài rắc rối nữa, lần trước cậu ta chắc chắn bị xếp chu đánh không nhẹ, bây giờ xếp chu thấy cậu ta, không chừng có thể dọa cậu ta chạy mất dạng đó. Trên mặt hồ vũ tinh cũng lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó hai người liên thương lược, một người đi về phía lâm thanh diện, còn người kia lại đi về phía xếp chu. chương 294, anh ấy nói tôi là heo thì tôi chính là heo. Lâm Thanh Diện sau khi đi vào sảnh lớn kỳ xà liên đứng ở chỗ cũ đợi, anh và Tân Vô Song cùng nhau đến, vừa nãy Tân Vô Song nói là muốn đi WC, bảo anh đứng ở đây đợi một chút, đợi Tân Vô Song quay lại thì hai người cùng đến khu chuẩn bị cho thí sinh. Anh đang đứng ở chỗ cũ, trước mắt lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc, chính là Hồ Vũ Tinh. Hồ Vũ Tinh trên mặt đây sự khinh bỉ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diệt, nói, Lâm Thanh Diệt, tên vô dụng như anh lại cũng có mặt mũi đến nơi này sao, cuộc thi cờ vây là thứ mà loại người thô tục như anh có thể hiểu được sao lâm thanh diện cười với cô ta so sánh với tôi cô mở miệng nói người khác là vô dụng thì mới càng thô tục hơn hồ vũ tinh lập tức trừng mắt nhìn lâm thanh diện trên mặt tỏ vẻ không vui lạnh lùng nói anh bất giả bộ ở đây với tôi đi ngày anh vừa tới thành phố thanh vân đó chắc chắn ăn đòn không ít nhỉ nói với anh nhé đây chính là kết cục khi anh đổi đầu với hồ vũ tỉnh tôi đó mà hôm nay tôi vẫn như cũng không để anh yên ổn đâu nói như vậy cô thừa nhận chuyện hôm đó là do cô làm sao Lâm Thanh Diện nói. Tôi đâu có thừa nhận, Lâm Thanh Diện, rõ ràng là từ anh sỉ nhục xếp chu đó chứ, anh bị đánh là đáng đời. Bây giờ tôi nói với anh một tin tốt nhé, ông chủ chu ở bên đó, anh nói xem, ông ta thấy anh có khi nào sẽ qua đây xử lý anh một trận không? Hồ Vũ Tinh cười lạnh nói. Lâm Thanh Diện đi về phía trước, phát hiện Vương San San đã dẫn chu Lâm chiết đi về phía này. Xếp chu ở đây có người này, ông nhất định muốn gặp, ông theo tôi qua đây là đúng rồi, Vương San San cười nói. Chu Lâm Chiết trên mặt đầy sự kỳ quái, ông ta hôm nay đến đây xem thi đấu, không ngờ lại có một cô gái ông chưa từng gặp nói là ở đây có người ông chắc chắn muốn gặp. Ông đi theo Vương San San đi về phía Lâm Thanh Diện, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, cả khuôn mặt ông ta liền biến đổi, đây không phải là khách quý của nhà họ Tần Sêu. Hồ Vũ Tinh thấy Vương San San đưa Chu Lâm Chiết đến, có chút hả hê nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, không ngờ đến đúng không, xếp chu cũng đến đây xem thi đấu, anh bây giờ chạy vẫn kịp đó, nếu không thì đợi xếp chu xử lý đi. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Vương San San đưa Chu Lâm Chiết đến, lập tức hiểu hai người này muốn làm cái gì, đáng tiếc hôm đó hai người bọn họ về quá sớm, không biết những chuyện xảy ra sau đó, nếu không bọn họ chắc chắn không dám làm như vậy. Ông chủ Chu, người này ông quen chứ, chính là người lân trước nói ông là heo đó, tôi vừa nãy nghe thấy anh ta nói ông là heo đó, Tên này thực sự là quá quá đáng, ông chủ Chu đừng dễ dàng bỏ qua cho anh ta." Vương San San nhìn về phía Chu Lâm Chiết nói. Chu Lâm Chiết nghiêng đầu nhìn Vương San San mở miệng lên tiếng, anh ta nói không sai, tôi chính là heo. Nói xong, Chu Lâm Chiết liền nhanh chóng đi về phía Lâm Thanh Diện, đưa tay ra, trên mặt lộ đây vẻ cung kính nói, "Anh Lâm, trùng hợp quá, không ngờ ở đây cũng gặp được anh, có thể gặp được anh thật sự là vinh hạnh của tôi." Lâm Thanh Diện cười, bắt tay với ông ta. Vương San San và Hồ Vũ Tinh ở bên cạnh ngay lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ đến Chu Lâm chiết lại có thể khách khí với Lâm Thanh Diện như vậy. Hơn nữa lại còn thừa nhận bản thân chính là một cái đầu heo. Điều này đã hoàn toàn đạp đổ tưởng tượng của bọn họ. Xếp Chu, ông bình thường không phải ghét nhất bị người khác gọi là heo sao? Tên nhóc này vừa mới nói ông là heo đó, ông lẽ nào không tức giận sao? Vương San San lại trừng mắt nói. Chu Lâm chiết trên mặt đầy ý cười, anh Lâm nói tôi là heo thì tôi chính là heo, tôi vui còn không kịp nữa là, tức giận làm gì chứ. Hai người Vương San San và Hồ Vũ Tinh không thể tin được nhìn Chu Lâm chiết, theo bọn họ, Chu Lâm chiết bây giờ nên động tay động chân với Lâm Thanh Diện mới đúng chứ, sao lại có thể trở nên khách khí như vậy. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chằm Hồ Vũ Tinh và Vương San San cười nói, hai người chắc không ngờ lại như vậy hả, nói thật với hai người nhé, hôm đó tôi không hề bị đánh, thật xin lỗi, không thể làm quỷ kế của hai người thành công. Chu Lâm Chiết có chút khó hiểu nhìn Hồ Vũ Tinh và Vương San San, hỏi anh Lâm, anh và bọn họ quen biết sao? Có nhớ lời phục vụ nói hôm đó không, anh ta bị hai người phụ nữ sai khiến, hai người phụ nữ đó, chính là hai người này, Lâm Thanh Diện nói. Sắc mặt Chu Lâm Chiết trở nên âm trầm, hôm đó sau khi Lâm Thanh Diện đi khỏi, ông ta mới đặc biệt sai người đi điều tra xem rốt cuộc là ai gan như vậy, lại dám gây rắc rối cho ông trọc vào khách quý của nhà họ Tân như thế, có điều lại không điều tra ra. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói hai người này chính là người hôm đó sai khiến phục vụ bêu xấu Lâm Thanh Diện, Chu Lâm Chiết lập tức phản ứng lại. Ông nghĩ lại những lời khi nãy Vương San San nói, rõ ràng là lại muốn đùa bỡn ông. Trên mặt ông ta trong nháy mắt đầy sự tức giận. Sau đó một cái tát lập tức rơi xuống trên mặt Vương San San, chửi mắng mẹ nó. Hóa ra chính là hai con đê tiện chúng mày bôi xấu anh Lâm. Tao còn đang muốn tìm chúng mày đó, chúng mày coi Chu Lâm Chiết tao là kẻ ngốc sao? Lấy tao làm bia đỡ đạn sao? Nếu như hôm nay gặp rồi thì ông đây sẽ tranh luận đàng hoàng với bọn mày. Vương San San ôm lấy mặt mình, đưa ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Lâm Chiết, cô ta biết cơn giận của Chu Lâm Chiết đáng sợ đến mức nào, nếu như Chu Lâm Chiết thật sự muốn đối chứng với bọn họ, vậy thì cô ta và Hồ Vũ Tinh xong đời rồi. Anh Lâm, hai con đàn bà đê tiện này hôm đó dám bôi xấu anh hại tôi suýt chút nữa hiểu lầm anh, tôi bây giờ thay anh xử lý bọn họ một trận, anh sẽ không có ý kiến gì chứ, Chu Lâm chiết xin Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lắc đầu rồi nói, hai người bọn họ quả thực quá đáng, để bọn họ nếm chút khổ cũng đáng, giao cho anh nhé. Chu Lâm chiết lập tức gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, huyết sáo, hai vệ sĩ của anh ta lập tức đi về phía bên này. Đem hai con tiện nhân này ra ngoài cho tao, hôm nay ông đây không xem thi đấu nữa, chuyên tâm xử lý thứ không cân mặt mũi này lại dám chơi đùa với chu lâm chiết ta thật sự to gan mà chu lâm chiết tức giận giống lên hai người vệ sĩ đó lập tức lôi hồ vũ tinh và vương san san ra ngoài hồ vũ tính phản kháng lại cô ta không nghĩ thông được chu lâm chiết tại sao lại khách khí với lâm thanh diện như vậy hơn nữa còn trưng cầu ý kiến của lâm thanh diện anh ta rõ ràng là một tên vô dụng mà ông chủ chu Chúng tôi chỉ là muốn dạy dỗ tên Lâm Thanh Diện vô dụng kia một chút thôi, tuyệt đối không có ý trêu đùa anh, anh tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sau này không dám nữa." Hồ Vũ Tinh kêu lên. Chu Lâm chiết tát Hồ Vũ Tinh một cái, lạnh giọng nói, "Cô dám nói anh Lâm là vô dụng à, đúng là tạo phản mà, hai người các cô ngoan ngoãn một chút cho tôi, hôm nay tôi thay anh Lâm dạy dỗ lại các cô, đồ không biết tốt xấu." Lâm Thanh Diện mặt không chút biểu cảm nhìn hai người Hồ Vũ Tỉnh và Vương San San dẫn đi không hề có chút thương cảm nào. Đây hoàn toàn là do bọn họ tự làm tự chịu, Lâm Thanh Diện không tự ra tay xử lý bọn họ đã là tốt lắm rồi. Xem ra Chu Lâm Chiết cũng là một người tính tình nóng nảy, ở trước mặt Lâm Thanh Diện vẫn ngoan ngoãn chút, có thể tưởng tượng được Hồ Vũ Tỉnh và Vương San San sẽ có kết cục thê thảm thế nào. Có điều điều này không có liên quan gì đến Lâm Thanh Diện cả, nhiệm vụ quan trọng của anh bây giờ chính là thăng cuộc thi này. Không lâu sau, Tần Vô Song đi từ ngoài vào. Đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, nhìn những người xung quanh đều đang nhìn Lâm Thanh Diện thảo luận, cô ấy cảm thấy có chút kỳ lạ liên hỏi, sao vậy? Không sao, chúng ta vào trong thôi." Lâm Thanh Diện nói. Tần Vô Song gật đầu, dẫn Lâm Thanh Diện đi vào khu chuẩn bị dành cho thí sinh. Khu tập trung chuẩn bị dành cho thí sinh đã có rất nhiều người, những người tham dự cuộc thi lần này, tất cả lớn nhỏ có tổng cộng mười mấy câu lạc bộ cờ vây, chỉ tính riêng thí sinh dự thi thì đã lên đến con số trăm người hai người tần vô song và Lâm Thanh Diện đi đến chỗ người của câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân, đám người Mã Tấn Bình đã đợi sẵn ở đó. Mà bên cạnh bọn họ chính là người của câu lạc bộ cờ vua Hồng Thành, Lý Ngôn Võ lúc này đang nhìn chằm chằm bọn họ lạnh lùng cười. Chị vô song, người của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành thực sự đáng ghét quá, vừa nãy bọn họ vừa đến đã qua đây giễu cờ chúng ta một phen, làm như bọn họ lần này nhất định có thể thắng vậy, một thằng bé oán hận nói. Tần vô song liếc nhìn về bên phía Lý Ngôn Võ, nhớ đến lời của Lâm Thanh Diện, cô ấy nhỏ giọng dặn dò, đừng để ý đến bọn họ, đợi có kết quả cuối cùng rồi, bọn họ không thể khoa trương vậy nữa. Lúc này Lý Ngôn Võ đang nói chuyện gì đó với một chàng trai ở đội mình, trên mặt chàng trai kia lập tức lộ ra nụ cười lạnh lùng, đi về phía Lâm Thanh Diện. Mọi người, mọi người đến đây xem này, đại diện lân này câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân cử đến là tên nhóc tên Lâm Thanh Diện này, Mọi người có thể chưa nghe đến cái tên này, có điều ở Hồng Thành thì cái tên này rất vang dội đó nha. Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành, là một tên vô dụng mà ai cũng biết đó, cậu ta ở rể nhà người khác, chỉ biết ăn bám, chúng ta không biết câu lạc bộ Cờ Vây Thành Phố Thanh Vân nghĩ sao vậy, lại có thể tìm tên vô dụng như vậy làm đại diện, có thể là ban phụ trách hội Cờ Vây Thành Phố Thanh Vân muốn mua vui cho chúng ta đây mà. Xung quanh có nhà báo đang quay phim, thân hình chàng trai kia được chiếu trên màn ảnh lớn. Lời của cậu ta mọi người đều nghe được. Chàng trai kia sau khi nói xong, mọi người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, không ngờ đại diện mà thành phố Thanh Vân cử đến lại còn có tiếng tăm như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người đều bàn luận không ngớt, ném ánh mắt khinh bỉ về phía Lâm Thanh Diệt. Thấy mọi người đều bắt đầu cười nhạo Lâm Thanh Diệt, chàng trai kia cũng cười lạnh nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, nói: "Lâm Thanh Diệt, theo tôi thấy thì anh đừng tham gia cuộc thi này nữa thì hơn, cứ cho là tham gia" anh cũng sẽ là người bị loại từ vòng đầu mà thôi, đỡ phải lên đó mất mặt ra. Lâm Thanh Diện cười nhìn anh ta, anh bây giờ nói những lời này, có phân quá sớm đó. Chuyện như vậy người sáng suốt đều thấy được kết quả sẽ thế nào, anh đừng mộng tưởng hão huyền nữa, chàng trai kia khinh thường nói. Sau đó cậu ta nhìn về phía ống kính của nhà báo, cao giọng nói tôi là đoàn thiên của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành, bây giờ tôi thay mặt cho tất cả mọi người ở đây, dự đoán một chút, Tên vô dụng Lâm Thanh Diện này, trong vòng thi thứ nhất chắc chắn không chống đỡ được nửa tiếng đã bị loại, nếu như tôi đoán sai, sẽ phát trực tiếp ăn quân cờ. Mọi người nghe thấy lời của Đoàn Thiên, đều cười phá lên, có điều mọi người đều nghĩ nếu như Đoàn Thiên đã dám nói như vậy thì chắc chắn biết rõ lai lịch của Lâm Thanh Diện, trong lúc nhất thời đều cho rằng Lâm Thanh Diện quả thực không có thực lực. Không lâu sau, bắt đầu tiến hành bắt thăm vòng thi, xác định đối thủ của vòng thi đầu tiên. Mọi người sau khi bắt thăm xong, đi thẳng vào chỗ thi, ngồi trước bàn có đánh số tương ứng, người có số giống nhau, sẽ là đối thủ của vòng đầu. Lâm Thanh Diện đi đến đi đến trước một bàn cờ, sau khi nhìn thấy đoàn thiên đứng trước mặt mình, trên mặt lộ ra nụ cười dí dỏm. Anh lúc đó nói, muốn loại tôi trong thời gian bao lâu nhỉ? chương 295, chiến thắng trong 15 phút. Đoạn thiên cũng không nghĩ tới mình rút thăm đụng phải Lâm Thanh Diện, nhưng sau khi anh ta kinh ngạc một chút thì nở nụ cười nham hiểm anh ta vốn không đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt, hiện tại anh ta gặp phải Lâm Thanh Diện thì có nghĩa là anh ta đã thắng một vòng. Lúc đó tôi nói với mọi người là nửa tiếng, tôi đã suy nghĩ đến trình độ của những người khác, hiện tại anh đụng phải tôi thì tôi có thể đảm bảo không đến 20 phút, anh sẽ phải xuống đài, Đoạn Thiên đầy tự tin nói. Anh ta là người trẻ tuổi trong câu lạc bộ cờ vây của Hồng Thành, thực lực chỉ đứng sau Lý Ngôn Võ, lần này anh ta cũng là người nổi bật trong cuộc thi cờ vây mọi người đã dành rất nhiều mong đợi ở anh ta. Trong suy nghĩ của Đoạn Thiên thì cho dù anh ta không lấy được giải quán quân, nhưng đạt được huy chương đồng gì đó vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Không phải anh ta khoe khoang, trình độ cờ vây của anh ta cũng coi là cấp bậc thiên tài, ít nhất có thể ngang tài ngang sức với Tần Vô Song. Lâm Thanh Diện nghe thấy Đoạn Thiên nói thì trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói, nếu vậy thì theo lời anh nói đi, 20 phút Lâm Thanh Diện nói xong thì ngồi xuống bàn bên cạnh. Đoạn Thiên không nghĩ tới Lâm Thanh Diện nói như vậy, anh ta không hiểu ý của Lâm Thanh Diện nên cho rằng Lâm Thanh Diện thật sự muốn thua anh ta trong 20 phút. Lâm Thanh Diện, anh cũng là người Hồng Thành, không lẽ hội trưởng đã phái anh nằm vùng chứ? Nếu vậy thì tôi có thể cho anh thua một cách vẻ vang, một tiếng được không? Đoạn Thiên cười mở miệng. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái nói, hình như anh hiếu lầm rồi, ý tôi là mình sẽ đánh bại anh trong 20 phút nụ cười trên mặt đoạn thiên lập tức cứng lại, thay vào đó là sự u ám, chỉ bằng anh mà muốn đánh bại tôi trong 20 phút sau, đúng là nằm mơ. Lâm Thanh Diện không quan tâm anh ta, mà tập trung chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Bởi vì lúc đó đoạn thiên làm trò cười trước mặt mọi người nói nếu trong vòng 30 phút Lâm Thanh Diện thua cuộc thì anh ta sẽ ăn quân cờ, hiện tại hai người rút thăm thi đấu với nhau, cho nên hiện tại có rất nhiều người chú ý tình hình của bọn họ. Không ít truyền thông chạy đến bên cạnh quay phim hai người dù sao chuyện này có thể coi là tin nóng trong cuộc thi ngày hôm nay, làm truyền thông quan trọng nhất là hấp dẫn sự chú ý của người khác, không hề nghi ngờ là cuộc thi đấu của Lâm Thanh Diện và Đoạn Thiên chắc chắn có kịch vui. Một người là tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành, một người là cao nhủ đứng thứ hai trong câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành, Đoạn Thiên còn mở miệng khiêu khích Lâm Thanh Diện, mọi người muốn biết rốt cuộc ai sẽ thắng cuộc. Nhưng bởi vì lúc đó Đoạn Thiên đã nói ra thân phận của Lâm Thanh Diện, nên rất nhiều người ở đây không ôm hy vọng với Lâm Thanh Diệt, bọn họ cảm thấy anh chắc chắn sẽ thua bởi đoạn thiên. Không bao lâu cuộc thi đấu bắt đầu, xung quanh yên lặng, cuộc thi cờ vây cần một không gian yên tĩnh, ai dám lớn tiếng ồn ào sẽ bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài. Trên khán đài lầu 2, Tân Đốc Công đứng trước hàng rào nhìn những người thi đấu phía dưới, ánh mắt dừng lại trên bàn Lâm Thanh Diện thì khuôn mặt mang theo sự nhẹ nhõm. Tuy rằng ông ta biết thực lực của đoạn thiên không yếu, nhưng Lâm Thanh Diện là người đã phá giải thế cờ thất tinh tụ hội trong 20 phút. Anh ta muốn thắng Lâm Thanh Diện thì cần phải ở trình độ bậc thây đứng đầu quốc tế mới được, người ở đây rõ ràng không có thực lực này. Hình như chủ nhà họ Tần rất có niềm tin với cuộc thi đấu lần này, nhưng lại phái một tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành tham gia, không lẽ muốn cho mọi người chê cười sao? Lúc này một giọng nói vang lên, Tần Đốc Công quay đầu lại nhìn thì phát hiện là kim văn ngạo của địa ốc Hải Vân, ông ta lập tức lạnh mặt xuống rốt cuộc ai chê cười ai thì rất nhanh sẽ biết, ông chủ Kim cũng đừng châm chọc tôi, anh muốn thông qua cuộc thi cờ vây thành phố Thanh Vân để tạo sự nổi tiếng chỉ sợ là thất bại nửa đường, Tần Đốc Công mở miệng nói. Ô, nói vậy là chủ nhà họ Tần rất coi trọng Lâm Thanh Diệt, chẳng lẽ anh không biết danh tiếng của cậu ta ở Hồng Thành sao? Tên vô dụng như cậu ta có thể hiểu được quy tắc cờ vây đã rất không dễ dàng rồi, anh còn muốn cậu ta đoạt giải quán quân, có phải anh đang mơ tưởng hão huyền không Kim Văn Ngạo khinh thường nói. Tân Đốc Công nở nụ cười nói: "Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc ánh mắt của anh kém thế nào mới có thể cảm thấy Lâm Thanh Diện không làm được, một người thiên tài như thế vẫn luôn chịu mang tiếng tên vô dụng, đúng là kỳ lạ." Kim Văn Ngạo hừ lạnh một tiếng nói: "Anh đừng ở đây mơ tưởng Lâm Thanh Diện có thể tạo kỳ tích gì, sở dĩ cậu ta nổi tiếng là tên vô dụng là vì cậu ta thật sự rất vô dụng. Hiện tại đối thủ của cậu ta là cao thủ đứng thứ hai của câu lạc bộ Cờ Vây Hồng Thành, lần này cậu ta có cơ hội vào top 3 rất cao." Dựa theo suy đoán của tôi thì không đến 20 phút Lâm Thanh Diện sẽ thua, Tân Đốc Công không quan tâm Kim Văn Ngạo, ông ta chỉ nở nụ cười châm chọc, ông ta rất muốn xem lát nữa đoạn thiên thua thì Kim Văn Ngạo sẽ có biểu cảm gì. Cuộc thi cờ vây là cuộc so tài về trí tuệ và sức chịu đựng, bởi vì nó đòi hỏi tính toán phức tạp cho nên thời gian khá lâu, vì thế mỗi một trận đấu đều quy định thời gian không được gọi là ngắn. Những cuộc thi lớn sẽ cho tuyển thủ thời gian dài, có thể cả ngày, mà lần này cuộc thi cờ vây ở thành phố Thanh Vân muốn tiết kiệm thời gian nên quy định mỗi trận đấu chỉ có nửa ngày, thời gian khá ngắn. Còn chuyện kết thúc trận đấu trong 20 phút, ngoại trừ năng lực thi đấu thì trường hợp như vậy chưa từng xuất hiện. Lâm Thanh Diện và Đoạn Thiên ngồi trước bàn cờ, ngay từ đầu Đoạn Thiên vốn đầy lòng tin thì lúc này phải nhíu mày, hai mắt nhìn vào bàn cờ, hoàn toàn không còn khí thể kiêu ngạo lúc bắt đầu. Anh ta phát hiện Lâm Thanh Diện không những không phải là tên vô dụng mà ngược lại là cao thủ có tốc độ phản ứng kinh người, mỗi lần anh ta đánh cờ cũng phải suy nghĩ trong một thời gian rất dài, nhưng mỗi lần Lâm Thanh Diện đánh cờ lại rất nhanh chóng, dường như đoán được Đoạn Thiên sẽ đặt ở vị trí nào. Nhịp điệu cực nhanh này làm cho Đoạn Thiên sắp không thở nổi, sắc mặt anh ta khó coi nhìn Lâm Thanh Diện đối diện, anh ta nghi ngờ người này có phải là tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành kia hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 15 phút nhanh chóng thoáng ra, những người thi đấu khác vừa mới bắt đầu, mà đoạn thiên cũng cảm giác mình không trụ lại được nữa. Sao người này lại biến thái như thế? Đoạn thiên vừa đặt xuống một quân cờ, Lâm Thanh Diện không hề nghĩ ngợi đặt theo, sau đó anh nở nụ cười với đoạn thiên nói, anh có thể ăn quân cờ, hiện tại có lẽ đã trôi qua mười mấy phút, anh thua rồi. Đoạn thiên đầy kinh ngạc nhìn bàn cờ, trong lòng tạo một trận sóng to gió lớn, anh ta lại thua bởi một tên vô dụng nổi tiếng hồng thành. Hơn nữa chỉ trong vòng 15 phút, sợ là chuyện này vô cùng hiếm có trong giới cờ vây. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, hôm nay anh ta sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thành phố Thanh Vân. Trên khán đài lầu 2, Kim Văn Ngạo nhìn động tác của Lâm Thanh Diện nhanh chóng thì trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc nói, hình như nhóc con kia đánh cờ không thèm suy nghĩ, xem ra không biết đánh cờ, trái ngược với Đoạn Thiên đều suy nghĩ vô cùng kỹ càng, cho dù đối mặt với tên vô dụng như Lâm Thanh Diện cũng không thiếu cảnh giác. Đây mới là phong cách của cao thủ thật sự." Tần Đốc Công nở nụ cười nói, "Sao anh biết Lâm Thanh Diện không suy nghĩ kỹ chứ? Nếu như tốc độ phản ứng của cậu ta nhanh hơn Đoạn Thiên mấy chục lần thì sao?" Kim Văn Ngạo bĩu môi nói, "Vậy là anh nghĩ nhiều rồi, Lâm Thanh Diện vốn là tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành, có lẽ cậu ta không có đầu óc, anh cảm thấy một người không có đầu óc thì tốc độ phản ứng có thể so sánh với người trẻ tuổi xếp thứ hai trong câu lạc bộ Cờ Vây Hồng Thành sao?" Ông ta vừa nói xong thì Tần Đốc Công thấy Lâm Thanh Diện và Đoạn Thiên đã xảy ra một chút thay đổi. Sau đó trọng tài của bàn bọn họ đứng lên, khuôn mặt cũng mở mịt tuyên bố với mọi người một câu. Tổ 023, Đoạn Thiên và Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện thăng, thời gian là 15 phút 36 giây. Trọng tài vừa nói xong thì mọi người ô lên. Bọn họ vốn ôm rất nhiều hy vọng lên người Đoạn Thiên, khuôn mặt kim văn ngạo lập tức xanh mét, ánh mắt tràn đầy khó tin. Chuyện này, Sao có thể, nhóc con này chỉ dùng 15 phút đã đánh bại Đoạn Thiên. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 296, âm mưu của Lý Ngôn Võ. Tân Đốc công nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả thì trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhóm, trong lòng cảm thấy cuộc thi đấu lần này có vẻ ổn. Đoạn Thiên là người trẻ tuổi xếp thứ hai trong câu lạc bộ Cờ Vây Hồng Thành, Lâm Thanh Diện có thể dùng 15 phút đánh bại anh ta đã đủ chứng minh trình độ của mình cao hơn Đoạn Thiên mấy cấp bậc nếu vậy thì Lý Ngôn Võ chắc chắn cũng không phải là đối thủ của anh. Tuy rằng có rất nhiều yếu tố quyết định thắng bại của một trận đấu không chỉ ở trình độ của mỗi người, nhưng sự chênh lệch quá rõ ràng trong trận đấu này thì các yếu tố khác có thể bỏ qua. Ông chủ Kim, hiện tại anh còn cảm thấy Lâm Thanh Diện là tên vô dụng không? Tân Đốc Công quay đầu nhìn về phía Kim Văn Ngạo. Vẻ mặt Kim Văn Ngạo giống như An Phân, hận không thể đi xuống bóp chết đoạn thiên, lúc đó đoạn thiên còn thể thốt trước mặt truyền thông nói sẽ làm cho Lâm Thanh Diện thua trong vòng nửa tiếng. Hiện tại anh ta lại thua trong tay Lâm Thanh Diện chưa đến 20 phút, có thể thấy được truyền thông sẽ đưa tin chuyện này không kiêng rẻ thể nào. Đến lúc đó câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành sẽ biến thành một trò cười, mà danh tiếng của nhà tài trợ là địa ốc Hải Vân chắc chắn cũng sẽ giảm mạnh. Lần này Kim Văn Ngạo định dựa vào cuộc thi cờ vây ở thành phố Thanh Vân để tạo sự nổi tiếng, không ngờ trận đấu vừa bắt đầu 15 phút thì bọn họ đã trở thành một trò cười. Nếu lần này Lý Ngôn Võ không thể lấy được giải quán quân thì địa ốc Hải Vân không chỉ không nổi tiếng mà chuyện này chuyên khắp hồng thành, đến lúc đó còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của địa ốc Hải Vân ở hồng thành. Đồ đáng chết, Kim Văn ngạo cắn răng nhìn Đoạn Thiên phía dưới, hai tay nắm chặt lại, cả người run lên vì tức giận. Đoạn Thiên nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả thì hận không thể tìm một lỗ chui vào, lần này anh ta thật sự mất hết mặt mũi lâm thanh diện châm chọc nhìn đoạn thiên hỏi anh muốn ăn quân cờ không không ăn thì tôi đi đây đoạn thiên đứng lên hung dữ nhìn lâm thanh diện một cái sau đó phủi đi ra ngoài lúc đó anh ta dám nói ăn quân cờ là vì tin tưởng lâm thanh diện là tên vô dụng không nghĩ anh có thể thắng mình nên mới dám nói như vậy nhưng hiện tại anh ta thật sự thua sao anh ta có thể thật sự ăn quân cờ chứ có người giống như vậy lúc đánh cược thì thê thốt đủ điêu không muốn bỏ cuộc nhưng đến lúc mình thua lại không giữ lời hứa Đoạn Thiên đi ra ngoài thì một đám người lập tức vây quanh anh ta, không ngừng hỏi nhiều vấn đề. Chúng tôi nghe nói anh là cao thủ trẻ tuổi xếp thứ hai Hồng Thành, nhưng lần này anh lại thua bởi một người nổi tiếng là tên vô dụng ở Hồng Thành trong 15 phút, xin hỏi trong đó có nội tình gì không? Xin hỏi vì sao anh lại đào cho mình một cái hố lớn như thế, hay là anh cố ý muốn cho mọi người xem kịch vui? Thua cuộc trong 15 phút có thể nói là chuyện hiếm có trong cuộc thi, xin hỏi anh có suy nghĩ gì? xin hỏi hiện tại anh muốn ăn quân cờ sao? Sắc mặt đoạn thiên u ám nhìn mấy người trước mắt, anh ta không nói một lời, đẩy một người ra rồi đi ra ngoài. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy tuyển thủ đoạn thiên của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành, bởi vì anh ta đã tạo ra kỷ lục thua nhanh chóng trong cuộc thi cờ vây ở thành phố Thanh Vân, cho nên thẹn quá thành giận, ra tay với phóng viên chúng tôi. Một phóng viên đang phát sóng trực tiếp tình hình thực tế nói một câu. Lâm Thanh Diện ngồi một lát thì đứng dậy đến phòng nghỉ, chuẩn bị buổi chiều thi đấu. Trận đấu thứ hai, Lâm Thanh Diện đổi đầu với một thanh niên đến từ Vân Thành, bởi vì anh sợ trận đấu kết thúc nhanh quá thì sẽ nhàm chán, vì thế Lâm Thanh Diện kéo dài nhịp điệu, hạ cục người kia trong hai tiếng. Buổi sáng đoạn thiên thua trong vòng 15 phút làm cho trong lòng thanh niên này rất lo lắng, dù sao thực lực của anh ta không bằng đoạn thiên, đoạn thiên chỉ kiên chỉ được 15 phút thì anh ta càng ngắn. Cho nên sau khi anh ta rút thăm thi đấu với Lâm Thanh Diện thì càng tuyệt vọng nhưng cuối cùng thanh niên thua cuộc thì phát hiện mình có thế kiên trì được 2 tiếng. Chuyện này làm cho anh ta không chỉ không mất mát mà ngược lại còn cảm thấy may mắn, dù sao anh ta có thể kiên trì lâu như vậy cũng coi như mình cũng có thực lực. Ngày đầu tiên thi đấu nhanh chóng kết thúc, ngoại trừ Lâm Thanh Diện biểu hiện nhẹ nhàng thì Tân Vô Song và Mã Tấn Bình cũng không gặp phải đối thủ lợi hại, nên thẳng liên tiếp hai trận. Mà bên câu lạc bộ cờ vây hông thành có vẻ thê thảm, bởi vì đoạn thiên thua bởi Lâm Thanh Diện làm cho người của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành bắt đầu hoang mang, khí thế giảm sút, thực lực vốn không yếu nhưng tâm trạng không tốt nên, không thể phát huy toàn bộ thực lực, kết quả trong ngày thi đấu đầu tiên thì người của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành rất hơn một nửa. Tuy rằng buổi chiều lý ngôn võ dùng hơn 30 phút thắng đối thủ cũng làm cho mọi người kinh ngạc, nhưng sức ảnh hưởng của anh ta cũng không thể so sánh với Lâm Thanh Diện. Vào ban đêm, ở khách sạn của câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành, trong một căn phòng tổng thống, Kim Văn Ngạo ngồi trước sofa, sắc mặt u ám. Đoạn Thiên quỳ gối trước mặt Kim Văn Ngạo, hai vệ sĩ lực lưỡng thay phiên tát vào mặt anh ta, lúc này khuôn mặt anh ta đã sưng lên, khóe miệng không ngừng chảy máu. Lý Ngôn Võ đứng sau lưng Đoạn Thiên, anh ta cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, không dám lên tiếng. "Hội, hội trưởng, tôi thật sự không bị mua chuộc, cầu xin ông tha cho tôi, tôi thật sự không cố ý." không biết vì sao tên ngốc lâm thanh diện lại phản ứng nhanh như vậy. Tôi không chóng đỡ được cho nên mới thua nhanh như thể đoạn thiên nhìn Kim Văn Ngạo câu xin nói. Kim Văn Ngạo hừ lạnh một tiếng nói, con mẹ nó, không phải Lâm Thanh Diện là tên vô dụng sao, sao cậu ta lại lợi hại như vậy? Trừ khi cậu bị mua chuộc thì tôi không nghĩ ra khả năng nào khác, có phải Tân Đốc Công nói cậu cố ý làm như vậy, nếu tiếp tục như thế thì địa ốc Hải Vân còn danh tiếng ở thành phố Thanh Vân này nữa, sao tôi có thể tin tưởng cậu chứ? tiếp tục đánh cho tôi, đánh tới khi cậu ta thừa nhận mới thôi." Hai vệ sĩ tiếp tục tát vào mặt Đoạn Thiên không chút lưu tình. "Hội trưởng, tôi thật sự không có lựa ông, tôi chưa gặp qua Tân Dốc Công." Đoạn Thiên kêu lên, hai người thay phiên tát vào mặt anh ta, làm cho anh ta nói chuyện không rõ ràng. "Hội trưởng Đoạn Thiên thực sự không nói sai, cậu ta vẫn luôn ở chung với chúng ta, không thể nào bị nhà họ Tân mua chuộc. Tôi cũng đã xem video cậu ta thi đấu với Lâm Thanh Diệt." nếu đổi là tôi thì chỉ sợ cũng không thể chống đó tốc độ phản ứng kinh khủng của anh ta, Lý Ngôn Võ thật sự không nhịn nổi, thay đoạn thiên giải thích một câu. Kim Văn Ngạo tức giận nhìn Lý Ngôn Võ một cái, ông ta dương nhiên biết khả năng đoạn thiên bị mua chuộc rất nhỏ, nhưng hiện tại trong lòng ông ta đầy tức giận, cần phải chút giận ra ngoài. Đoạn thiên trở thành nơi chút giận của ông ta. Ý của cậu là cậu cũng không thể thắng tên vô dụng lâm thanh diện. Kim Văn Ngạo nhìn chằm chằm vào Lý Ngôn Võ, cả người Lý Ngôn Võ run lên, nhưng anh ta cũng không dám mạnh miệng, bởi vì đoạn thiên mạnh miệng mới có kết cục như bây giờ, cho dù trong lòng anh ta sợ hãi cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Trước mắt là, là như vậy. Kim Văn Ngạo cầm cái ly trên bàn ném về phía đoạn thiên. Cái ly trúng vào đầu đoạn thiên, đoạn thiên kêu lên thảm thiết rồi hôn mê bất tỉnh. Lý Ngôn Võ sợ tới mức lùi lại mấy bước, anh ta biết rõ tính cách của hội bọn họ, nếu không phải ngày mai anh ta còn thi đấu thì cái ly sẽ ném về phía anh ta. Hôm nay tên vô dụng đoạn thiên đã ném hết mặt mũi của địa ốc Hải Vân đi, nếu cậu không lấy được giải quán quân, lần này tôi không chỉ không tạo được sự nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, mà danh tiếng bên Hồng Thành cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cậu có biết chuyện này sẽ mang lại cho tôi tốn thất thế nào không? Kim Văn Ngạo tức giận mở miệng nói. Lý Ngôn Võ lập tức mở miệng, hội trưởng, chúng ta không đoán được chuyện lần này, Ai biết Lâm Thanh Diện lại biến thái như thế, nếu không có Lâm Thanh Diện thì tôi dám đảm bảo chúng ta sẽ đoạt giải quán quân. Ý của cậu là loại trừ Lâm Thanh Diện? Kim Văn Ngạo nhìn chằm chằm Lý Ngôn Võ. Lý Ngôn Võ không nói chuyện, nhưng từ biểu cảm của anh ta thì thật sự đúng như vậy. Đây là thành phố Thanh Vân, là địa bàn nhà họ Tần, Lâm Thanh Diện đang là đối tượng quan tâm của nhà họ Tân, muốn loại trừ cậu ta thì cũng không dễ dàng, Kim Văn Ngạo mở miệng. Hội trưởng Tôi biết loại bỏ Lâm Thanh Diện ở thành phố Thanh Vân rất khó khăn, nhưng chúng ta không cần phải giết anh ta, chỉ cần làm cho anh không tham gia thi đấu, hoặc là làm cho anh ta chủ động nhận thua là được." Lý Ngôn Võ mở miệng. "Làm cho cậu ta chủ động nhận thua? Cậu lấy thú gì làm cho cậu ta chủ động nhận thua?" Kim Văn Ngạo nhìn Lý Ngôn Võ. Lý Ngôn Võ lộ ra nụ cười xấu xa nói, "Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đó hội trưởng đã từng nói vợ của Lâm Thanh Diện còn tìm ông bàn chuyện làm ăn." Nhưng cậu chủ muốn có vợ của anh ta nên đã từ chối, việc làm ăn này không thành công. Thành phố Thanh Vân là địa bàn nhà họ Tân, chúng ta không thể ra tay với Lâm Thanh Diệt, nhưng Hồng Thành là địa bàn của hội trưởng, chúng ta không ra tay với Lâm Thanh Diệt thì có thể ra tay với vợ của Lâm Thanh Diệt, hội trưởng có thể cho cậu chủ lấy lý do hợp tác làm cớ để bắt vợ của Lâm Thanh Diệt, đến lúc đó vợ anh ta nằm trong tay cậu chủ, nếu anh ta dám thắng cuộc thi thì cậu chủ có thể ra tay với vợ anh ta với mức độ quan tâm của Lâm Thanh Diện với vợ mình thì có lẽ không nỡ để cô ta bị bắt nạt. Sau khi anh ta nhận thua thì cậu chủ có thể tùy tiện ra tay với vợ của Lâm Thanh Diện. Một tên vô dụng cũng không gây ồn ào đến đâu, chẳng phải là một công đôi việc sao. Kim Văn Ngạo nghe Lý Ngôn Võ nói thì khuôn mặt vốn u ám cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt cũng trở nên nham hiểm. Không nghĩ tới nhóc con cậu còn có ý đồ lên người vợ cậu ta, Kim Văn Ngạo cười nói một câu không phải tôi nghĩ cho cậu chủ sao, Lý Ngôn Võ cũng nở nụ cười. Được rồi, cứ làm theo lời cậu nói, công ty nhà họ hứa ở Hồng Thành không nổi tiếng gì, cho dù bắt hứa bích hoài thì bọn họ cũng không dám ôn ào, tôi không giải quyết được bên thành phố Thanh Vân nhưng bên Hồng Thành thì chẳng sợ ai cả. Kim Văn Ngạo nói xong thì lấy điện thoại gọi cho Kim Tôn. Alo, con trai, hiện tại có một chuyện tốt sao cho con giúp ba hoàn thành, đến lúc đó con có thể ôm người đẹp về nhà, chương 297, hứa Bích Hoài bị bắt. Ngày hôm sau lại tiếp tục thi. Bởi vì trong trận đấu ngày hôm qua đã loại hết 3 phân tư người, có thể nói số còn lại đều là những người xuất sắc trong những người xuất sắc, cho nên mức độ đặc sắc của trận đấu cũng sẽ được nâng cao không ít, bởi vậy người tới xem thi đấu hôm nay cũng nhiều hơn hôm qua rất nhiều. Trong cuộc thi đấu tổng cộng còn lại 16 người, 8 bàn cờ. Có thể nói 16 người này là người giỏi nhất trong giới cờ vây ở vùng Giang Bắc, mà sau hai cuộc thi đấu hôm nay kết thúc, lại tìm ra được bốn người mạnh nhất để tiến hành đấu chung kết vào ngày mai. Lâm Thanh Diện vẫn thi đấu với vẻ bình tĩnh, điều làm cho anh có phần không tưởng tượng được chính là người đấu với anh trong cuộc thi buổi sáng là Mã Tấn Bình. Khi Mã Tấn Bình rút thăm được tên của Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng đầy vẻ khó tin, sau đó lại là tuyệt vọng. Cho dù trong lòng anh ta xem Lâm Thanh Diện là tình địch, rất không thích Lâm Thanh Diện nhưng trận thi đấu hôm qua đã làm cho Mã Tấn Bình ý thức được sự lợi hại của Lâm Thanh Diện. Mã Tấn Bình cảm thấy tự ti trên phương diện cờ vây, cho nên sau khi giúp thăm được Lâm Thanh Diện, trong lòng anh ta cũng đã biết kết quả của mình hôm nay. Sau khi Lâm Thanh Diện vào sân, nhìn thấy vẻ mặt như táo bón của Mã Tấn Bình ở phía đối diện mình thì trên mặt cũng lộ ra vẻ chiêu tức. "Xin lỗi tôi ngay bây giờ thì có lẽ tôi sẽ để cho anh ở lại sân thêm một lúc đấy." Lâm Thanh Diện nói đùa. Anh trai, tôi sai rồi, tôi không nên coi thường anh. Anh tuyệt đối đừng để tôi cũng ra khỏi sân sau 15 phút, như vậy thật sự quá mất mặt. Sau này tôi sẽ cạnh tranh vô song công bằng với anh, tuyệt đối không khinh thường anh nữa, anh thấy có được không? Lúc này, Mã Tấn Bình lại cầu xin. Lâm Thanh diện dở khóc dở cười, nói tôi đã kết hôn nên sẽ không cạnh tranh tân vô song với anh. Về phần anh có thể làm cho cô ấy yêu anh hay không là vấn đề riêng của anh. Mã Tấn Bình nghe được lời này của Lâm Thanh Diện thì lập tức há hốc ngồm. Anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện đã kết hôn, hơn nữ ý của Lâm Thanh Diện rất rõ ràng, anh căn bản chưa từng có ý gì với Tần Vô Song. Điều này cũng có nghĩa là Tần Vô Song qua lại gần gũi với Lâm Thanh Diện như vậy là hoàn toàn tự nguyện. Nữ thân trong lòng mình tự dính lên Lâm Thanh Diện mà Lâm Thanh Diện còn không có hứng thú. Còn Mã Tấn Bình anh ta thậm chí nói một câu với Tần Vô Song còn phải rè dặt, từ đó lại lập tức nhìn ra được sự chênh lệch giữa hai người. Trong lòng Mã Tấn Bình có cảm giác vô cùng thất bại, thậm chí còn muốn từ bỏ ý định so tài. Nhưng dù sao anh ta cũng là cậu chủ của một gia tộc lớn, nếu bỏ thi đấu như vậy thì cũng quá mất mặt đi. Cho dù biết sẽ thất bại nhưng anh ta vẫn phải cắn răng mà thi đấu cho xong. Khi cuộc thi đấu cờ vây ở thành phố Thanh Vân đang được tiến hành với khí thế hừng hực, tại nhà họ Hứa ở Hồng Thành, trong văn phòng của Hứa Bích Hoài tại công ty của nhà họ Hứa, Lúc này hứa Bích Hoài đang buồn rầu nhìn một đống tài liệu trên bàn. Bây giờ dự án của tập đoàn Thiên Dương đã tiến vào thời điểm kết thúc, nếu hứa Bích Hoài vẫn không ra tìm được dự án mới thay thế, vậy công ty sẽ rơi vào tình trạng lỗ vốn, sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Mấy ngày nay cô vẫn luôn chạy đi bàn chuyện hợp tác với rất nhiều công ty, nhưng bởi vì bị Kim Văn Ngạo nhầm vào nên không có một công ty nào bằng lòng hợp tác với công ty nhà họ hứa thậm chí mấy dự án đã ký hợp đồng trước đó cũng bị đối phương vi phạm hợp đồng. Những người này cho dù phải bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng cũng không muốn tiến hành hợp tác với nhà họ hứa. Dù sao ai dám hợp tác với công ty nhà họ hứa thì người đó chính là đối đầu với công ty địa ốc Vân Hải. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ địa vị của công ty địa ốc Vân Hải ở Hồng Thanh, ai dám đối đầu với công ty địa ốc Vân Hải, vậy chẳng khác nào là đang tìm chết. Hai mắt Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm vào một dãy số trên điện thoại của mình, đang do dự không biết có nên gọi tới số này hay không. Số này chính là số điện thoại mà Lâm Thanh Diện để lại cho cô trước khi tới thành phố Thanh Vân. Lâm Thanh Diện nói nếu cô gặp bất kỳ vấn đề nào về kinh doanh đều có thể gọi tới số này, sẽ có người giải quyết tốt tất cả vấn đề giúp cô. Nhưng trong lòng cô có hơi nghi ngờ, dù sao công ty Địa ốc Vân Hải được xem là một trong mấy doanh nghiệp lớn nhất ở Hồng Thành muốn đối phó với công ty địa ốc Vân Hải cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện Triệu Xuân Diệu cũng khiến cho hứa Bích Hoài biết Lâm Thanh Diện đã không phải là người của nhà họ Lâm nữa. Nhưng bây giờ cô đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên số này. Từ trước tới nay Lâm Thanh Diện chưa từng lừa cô, không chừng số điện thoại này thật sự có thể mang đến cho cô một vài niềm vui bất ngờ. Trong lúc hứa Bích Hoài đang định gọi điện thoại, tiểu phương thư ký của cô đi vào trong văn phòng, trên gương mặt đầy vẻ cao hứng nói chủ tịch tôi vừa nhận được tin tức nói có một công ty bằng lòng hợp tác với chúng ta bây giờ bọn họ muốn gặp mặt riêng cô nếu phù hợp thì có thể ký hợp đồng ngay hôm nay hứa bích hoài lập tức sửng sốt mở miệng hỏi công ty nào vậy là một công ty ở vùng ngoài cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm tôi chỉ nhận được tin nhắn của bọn họ trong tin nhắn nói xếp của bọn họ đang ở một nhà hàng gần công ty của chúng ta nếu chủ tịch muốn bàn bạc thì có thể đi qua xem thử tiểu phương nói hứa bích hoài lập tức nhíu mày nói không có tin tức gì lại muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta à có phải là lừa đảo không vậy tiểu phương đi tới bên cạnh hứa bích hoài nói chủ tịch tình cảnh của chúng ta bây giờ đã vô cùng nguy hiểm rồi bất kể có phải là lừa đảo hay không tôi thấy cô vẫn nên đi xem thử dù sao đây cũng xem như là một hy vọng nếu là lừa đảo chúng ta lại quay về là được rồi Hứa Bích Hoài nghe được lời này của Tiểu Phương cũng cảm thấy có lý, nếu bây giờ cô đã không có lựa chọn nào khác, thật ra không bằng qua xem thử, nếu quả thật có triển vọng, vậy cô cũng sẽ không cần lo lắng như vậy. Đúng rồi, Tiểu Phương, cô đi tìm hai nam đồng nghiệp đi cùng với chúng ta. Tôi sợ là bay của Kim Tôn, đề phòng một chút cũng không sao. Hứa Bích Hoài mở miệng. Tiểu Phương khẽ gật đầu, nói, được chủ tịch, tôi đi tìm luôn đây. Cô cũng chuẩn bị trước đi hứa bích hoài thu dọn một lát sau đó ra khỏi văn phòng lúc này tiểu phương đi tới nói bây giờ bọn họ còn có chút việc chưa xử lý xong chúng ta cứ đi trước hai người bọn họ sẽ lập tức đuổi theo hứa bích hoài khẽ gật đầu cũng không nghĩ nhiều đi cùng tiểu phương ra khỏi công ty hai người cùng đi tới cửa một nhà hàng nhỏ gần công ty hứa bích hoài dừng lại hỏi chúng ta có nên chờ hai người bọn họ ở đây không cứ đi thẳng vào trong như vậy không tốt lắm đâu không cần, hai người bọn họ sẽ nhanh chóng tới thôi. Hơn nữa, tôi thấy chủ tịch cả nghĩ rồi, chúng ta chỉ nghiêm túc bàn chuyện làm ăn thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Tiểu Phương nói. Hứa Bích Hoài suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi cùng Tiểu Phương vào trong nhà hàng. Trong nhà hàng không có một bóng người nào, điều làm cho Hứa Bích Hoài thấy hơi kỳ lạ chính là quầy lễ tân của nhà hàng này không có một người nào, cũng không thấy có ai chờ ở đây. Hứa Bích Hoài lập tức dừng lại, Quay đầu nhìn Tiểu Phương bên cạnh mình, ánh mắt lập tức lạnh xuống. "Tiểu Phương, có phải cô đang lừa tôi không? Hơn nữa cô căn bản không gọi đồng nghiệp nam tới đúng không?" Sau khi nhận thấy sự bất thường của nhà hàng này, Hứa Bích Hoài nghĩ đến chuyện Tiểu Phương vội vàng bảo cô tới nhà hàng này thì lập tức ý thức được một vài vấn đề. "Chủ tịch, cô nói gì vậy? Tôi lừa cô làm gì? Tôi bảo cô tới, thật sự là muốn bàn chuyện làm ăn mà." Tiểu Phương nói một câu hứa bích hoài không để ý tới cô ta xoay người muốn đi ra ngoài vừa lúc đó cửa nhà hàng đột nhiên bị người ta đóng lại một đám người lao ra khỏi một cửa nhỏ trong nhà hàng và lập tức bao vây hứa bích hoài dẫn đầu đám người kia chính là hai người kim tôn và hứa trai hiệp sau khi hứa bích hoài thấy hai người kia liên biến sắc biết mình đã bị lừa hứa bích hoài lần trước cô tát ông đây một cái ông đây không tính toán với cô có phải cô cho rằng chuyện này lại kết thúc như thế không Kim Tôn cười lạnh, nói với Hứa Bích Hoài. Tiểu Phương đi thẳng đến bên cạnh Kim Tôn, dựa sát vào trong lòng Kim Tôn, vừa cười vừa nói, "Chủ tịch, điều này cũng không thể trách tôi được. Nếu tôi nói là cậu Kim tới tìm cô, cô chắc chắn sẽ không tới. Nhưng tôi cũng không lừa cô, cậu Kim tìm cô là thật sự muốn bàn chuyện kinh doanh với cô, chẳng qua, cách bàn chuyện kinh doanh có hơi đặc biệt mà thôi." Trên gương mặt Hứa Bích Hoài đầy tức giận nhìn Tiểu Phương, không ngờ cô ta lại bị Kim Tôn mua chuộc. Tiểu Phương, tôi đối xử với cô không tệ, cô làm thế không phải phụ lòng tôi sao? Hai mắt hứa bích hoài nhìn chằm chằm vào Tiểu Phương, trong ánh mắt đầy vẻ chất vấn. Chủ tịch, cho dù cô đối xử với tôi không tệ, nhưng công ty đã đến tình cảnh này, tôi tìm cho mình một lối ra mới thì có gì là sai chứ? Vẻ mặt Tiểu Phương thờ ơ nói. Cô thật đê tiện, hứa bích hoài có phân không nhịn được mảng một câu. Vẻ mặt Tiểu Phương lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói tôi thấy cô nên suy nghĩ xem mình phải làm sao trước thì hơn hôm nay cậu chủ kim dẫn theo nhiều người như vậy tới đây lại không muốn thả cô đi bản thân cô khó giữ nổi lại còn có mặt mũi mà đứng đó nói tôi à tiểu phương nói xong liền ôm lấy kim tôn làm nũng nói cậu chủ kim con khốn này tự nhiên mắng em cậu nhất định phải trừng trị cô ta giúp em đấy kim tôn liếc nhìn tiểu phương rồi giơ tay đẩy cô ta ra lạnh lùng nói mắng cô thì mắng thôi Cô ta mắng cũng không sai, cô quả thật quá đê tiện. Tiểu Phương chợt biến sắc, nói cậu chủ Kim, lúc trước không phải cậu nói, em lừa hứa Bích Hoài tới giúp cậu, cậu sẽ giúp em hạnh phúc cả đời sao? Sao bây giờ cậu lại? Với dáng vẻ này của cô mà còn muốn tôi làm cho cô hạnh phúc cả đời à? Cô đừng có ở đó mà nằm mơ nữa, hứa Bích Hoài đã rơi vào trong tay của ông, tôi còn có thể để ý tới cô sao? Cô tự tới chỗ phòng tài vụ của công ty chúng tôi nhận một ba trăm triệu sau đó lăn đi. Số tiền đó xem như là phần thưởng tôi cho cô. Kim Tôn lạnh lùng nói. Tiểu Phương lập tức cắn môi, không ngờ Kim Tôn cũng chỉ đang lợi dụng cô ta. Cậu chủ Kim, đêm qua lúc ở trên giường cậu đâu có nói vậy. Lần đầu tiên của tôi cũng đã cho cậu, sao cậu lại muốn lừa tôi chứ? Tiểu Phương kích động nói. Phu ca, ông đây làm việc còn cần lý do sao? Nhanh cút đi đừng ở đây quấy dây chuyện tốt của ông đây và hứa bích hoài kim tôn nói xong liền nháy mắt với hai tên đàn em hai tên đàn em này lập tức kéo tiểu phương đi hứa bích hoài lạnh lùng nhìn tiểu phương bị dẫn đi trong ánh mắt không hề có chút thông cảm nào kim tôn nếu hôm nay anh dám động vào tôi anh chắc chắn sẽ hối hận cho xem trên mặt hứa bích hoài lộ vẻ lạnh lùng kim tôn cười rất xấu xa nói hi hi cô yên tâm hôm nay sẽ không động vào cô tôi chỉ tạm thời bắt cô mà thôi chờ tên vô dụng lâm thanh diện chủ động thua trận thi đấu tôi sẽ xuống tay với cô sau tới khi đó cô sẽ trở thành người phụ nữ của kim tôn tôi hứa bích hoài chợt biến sắc mở miệng hỏi các người muốn làm gì cái đó có liên quan gì tới lâm thanh diện lúc này kim tôn mới nói cho hứa bích hoài biết biểu hiện của lâm thanh diện trong cuộc thi cờ vây ở thành phố thanh vân sau đó lạnh lùng nói nếu tên ngu ngốc đó thắng cuộc thi điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty địa ốc vân hải của tôi cho nên anh ta phải thua mà cô đã rơi vào trong tay chúng tôi nói vậy anh ta cũng không dám thẳng đâu hứa bích hoài kinh ngạc nhìn kim tôn với vẻ không thể tưởng tượng nổi không ngờ lâm thanh diện tham gia cuộc thi cờ vây tự nhiên còn liên lụy tới nhiều chuyện như vậy sớm biết thế cô lại nói cho lâm thanh diện biết chuyện cô tìm tới công ty địa ốc vân hải bàn chuyện hợp tác nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi hứa bích hoài vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra tính gọi điện thoại cho lâm thanh diện một tên đàn em của Kim Tôn lập tức cướp lấy điện thoại trong tay của hứa Bích Hoài. Cho dù bây giờ cô gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diệt, anh ta cũng không thấy nghe máy đâu. Anh ta chắc hẳn còn đang thi đấu đấy. Hứa Bích Hoài, cô lại ngoan ngoãn tạm thời đợi một đêm trong tay tôi đi, chờ ngày mai có kết quả thi đấu, tôi lại có thể cố gắng cưng chiều cô. Bắt cô ta lại cho tôi, tạm thời đưa sang khách sạn bên cạnh canh giữ. Các người không ai được phép động vào cô ta, người phụ nữ này là của ông đây chờ ngày mai tôi hưởng thụ xong sẽ lại đến lượt các người, nghe rõ chưa? Một đám người lập tức gật đầu, sau lại cười nham hiểm bắt lấy hứa bích hoài. chương 298, Tần Vô Song uống say. Câu lạc bộ cờ vây thanh vân. Sau một ngày thi đấu khẩn trương lại kích thích kết thúc, trận thi đấu cờ vây lần này đã tìm ra bốn người mạnh nhất để tham gia trận chung kết cuối cùng. Lâm Thanh Diện tất nhiên không cần phải nói, Tần Vô Song cũng dựa vào thực lực của bản thân, Đánh hai trận đều đánh bại đối thủ của mình, Tần Vô Song có thể tiến vào trận chung kết là có chút may mắn. Trong cuộc thi đấu hôm nay, cô ta không gặp phải Lý Ngôn Võ, nếu không khéo gặp phải, vậy cô ta có thể lại vô duyên với trận chung kết. Còn lại hai người trong bốn người mạnh nhất thì một người trong đó là Lý Ngôn Võ, một người khác lại là cao thủ của câu lạc bộ Cờ Vây Vân Thành. Cuộc thi ngày mai vẫn chia ra làm hai trận buổi sáng và hai trận buổi chiều. Bốn người tiến hành bắt thăm chia làm hai tổ để tiến hành thi đấu, hai người thắng sẽ tranh giải nhất vào buổi chiều, mà hai người thua cũng tranh danh hiệu hạng 3 vào buổi chiều. Theo Lâm Thanh Diện thấy, nếu anh có thể ở đây, sáng ngày mai lại gặp phải Lý Ngôn Võ, vậy sau khi giải quyết được Lý Ngôn Võ thì xem như anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trình độ của Tân Vô Song mạnh hơn cao thủ Vân Thành, Lâm Thanh Diện cũng không lo cô ta sẽ thua. Nếu thật vậy, Lâm Thanh Diện nhường Tân Vô Song trong cuộc thi giành giải nhất, như vậy cũng xem như là có chút bồi thường cho tần vô song dù sao mấy ngày nay cô nhóc này đã đặc biệt săn sóc cho anh mà anh vẫn luôn lạnh lùng với tân vô song anh cũng có thể cảm nhận oán giận trong lòng tần vô song đương nhiên nếu lý ngôn võ may mắn không gặp lâm thanh diện trong cuộc thi sáng mai vậy lâm thanh diện cũng chỉ có thể giành lấy giải nhất này vào trong tay sau khi cuộc thi đấu kết thúc lâm thanh diện và tân vô song đều trở lại nhà cũ của nhà họ tân Tần Đốc Công đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho hai người. Lần này, câu lạc bộ cờ vây của thành phố Thanh Vân có thể có hai người tiến vào bốn người mạnh nhất là chuyện đáng để cho Tần Đốc Công cao hứng. Lâm Thanh Diện, vô song, lần này hai người có thể cùng tiến vào bốn người mạnh nhất, thật sự đã tăng thêm thể diện cho câu lạc bộ cờ vây của thành phố Thanh Vân chúng ta. Các người không trông thấy vẻ mặt thối hoắc của Kim Văn Ngạo sau khi cuộc khi kết thúc đâu. Đúng là làm tôi cười chết đi được, ông ta còn dám nói với tôi giải nhất ngày mai nhất định sẽ thuộc về bọn họ, đúng là nực cười. Có Lâm Thanh Diện ở đây, bọn họ lại không thể giành được giải nhất này rồi, trên gương mặt tân đốc công đầy kích động nói. Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười mà không nói lời nào, chẳng qua trong lòng anh mơ hồ có cảm giác bất an. Anh cũng không biết tại sao, cứ cảm giác ngày mai sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ có điều anh cẩn thận suy nghĩ lại, cảm giác trong cuộc thi lần này sẽ không tồn tại biến số gì, lại cho rằng mình suy nghĩ nhiều, tự bảo mình không cần suy nghĩ về chuyện này nữa. Đến bây giờ anh còn chưa biết chuyện hứa Bích Hoài tìm tới công ty địa ốc Vân Hải bàn chuyện hợp tác, cho nên cũng không suy nghĩ về bên phía hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện, lần này nhà họ Tân tôi may mà có cậu, tôi phải mời riêng cậu để thể hiện lòng biết ơn đối với cậu. Tân Đốc Công dơ chén rượu lên, cho dù ngày mai còn có cuộc thi đấu, nhưng Lâm Thanh Diện cảm thấy uống một chút cũng không sao, cho nên lại uống với Tân Đốc Công một chén. Tân vô song ngồi ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, thấy hai người bọn họ uống rượu thì trong lòng cũng kích động muốn uống, cho nên liền cầm lấy chén rượu trước mặt mình, nói, vậy con cũng mời Lâm Thanh Diện một chén, cảm ơn anh ta đã giúp đỡ nhà họ Tân chúng ta, cô ta nói xong lại một hơi uống cạn chén rượu. Lâm Thanh Diện mỉm cười, rót thêm rượu vào trong chén rượu của mình và uống cạn. Tần Đốc Công nhìn hai người, trên mặt lộ vẻ xúc động nói, Lâm Thanh Diện, nói thật nhé, nếu cậu mà chưa kết hôn tôi nhất định sẽ gả con gái cho cậu trên đời này cũng không có mấy người có con rể tốt như cậu đâu mặt tân vô song lập tức đỏ bừng nhìn tân đốc công với vẻ oán trách nói ba ba nói bậy gì đó con mới không cần người như anh ta tới làm con rể ba đâu ba làm ba chẳng lẽ còn không nhìn ra được chút tâm tư của con à đúng là đáng tiếc lâm thanh diện cậu xác định cậu không cần vợ bé chứ tân đốc công nói đùa Tôi tin là gia chủ nhà họ Tân nhất định sẽ tìm được một người tốt cho cô Tân, Lâm Thanh diện uyến chuyển từ chối. Cho dù Tần Vô Song không cam lòng chỉ làm vợ bé của Lâm Thanh Diện, nhưng sau khi nghe Lâm Thanh Diện uyển chuyển từ chối, trong lòng vẫn có chút mất mát. Dừng, về sau người đàn ông của tôi nhất định sẽ tốt hơn anh gấp nghìn lần, chuyện này còn cần anh nói nữa sao? Tần Vô Song có chút tức giận nói, sau đó cô ta lại rót một chén rượu cho mình và tức giận uống cạn sau đó ẩn vô song cứ uống rượu giải sâu mãi. Bởi vì có bảo đảm là Lâm Thanh Diện, cho nên cô không quá coi trọng cuộc thi đấu ngày hôm sau. Chỉ cần Lâm Thanh Diện có thể giành được giải nhất là đủ rồi. Bây giờ cô ta có thể tiến vào giải tư đã là quá tốt rồi, cho nên cũng sẽ không chú ý tới chuyện uống nhiều có thể ảnh hưởng tới cuộc thi ngày hôm sau. Chỉ lát sau, Tần Vô Song lại cảm giác đầu mình hơi choáng váng. Nếu không phải Tần Đốc Công đúng lúc ngăn lại, chỉ sợ Tần Vô Song sẽ uống say con ăn no rồi mọi người cứ ăn tiếp đi thấy tần đốc công không cho cô ta uống rượu nữa tần vô song liền đứng lên xoay người đi ra ngoài tần đốc công bất đắc dĩ thở dài quay đầu liếc nhìn lâm thanh diện phát hiện lâm thanh diện không hề quan tâm tới tần vô song thì cũng cảm thấy hơi bất bình cho con gái mình nhưng ông ta cũng chẳng có cách nào để giành được lâm thanh diện dù sao ông ta cũng không thể ép lâm thanh diện ly hôn để cưới con gái ông ta hơn nữa Nghĩ đến Lâm Thanh Diện chính là người nắm giữ thẻ đen ngân hàng thế giới, Tần Đốc Công cũng không có gan đi ép anh. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thanh Diện lại về phòng và nằm ở trên giường. Trong lòng anh vẫn có cảm giác hơi bất an, vì vậy lại lấy điện thoại di động của mình ra, tính gọi điện thoại cho hứa Bích Hoài, hỏi xem mấy ngày qua hứa Bích Hoài thế nào. Nhưng anh vừa lấy điện thoại di động ra thì thấy có người đẩy cửa phòng ra. Mặt tần vô song đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, quần áo còn có chút không chỉnh tê dựa vào cửa phòng của Lâm Thanh Diệt, nhìn ra được cô ta vừa bôi son, có phần xinh đẹp ướt át. Lâm Thanh Diện thấy Tần Vô Song như vậy liền đặt chiếc điện thoại di động xuống, từ trên giường ngồi dậy, trên gương mặt đầy nghi ngờ nhìn cô ta, mở miệng hỏi cô muốn làm gì. Trên mặt Tần Vô Song lộ ra một nụ cười xấu xa. Bây giờ cô ta uống rượu vào cũng to gan hơn, lúc ấy, sau khi cô ta về phòng lại suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy mình khó khăn lắm mới gặp được một người thích, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Có vợ thì đã sao? Lẽ nào có vợ thì người khác không thể thích à? Cho dù biết làm như vậy là không đúng, nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể cân nhắc tới đúng sai được. Cho nên nhân lúc hơi rượu bốc lên, Tần Vô Song đi thẳng tới phòng của Lâm Thanh Diện, cô ta cũng không biết mình muốn làm gì, bản năng của cô ta nói cho cô ta biết, cô ta cần phải tới phòng của Lâm Thanh Diện. Tần Vô Song bước tới rồi tiện tay đóng cửa phòng lại, đi thẳng đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Giơ một tay ra nâng căm của Lâm Thanh Diện lên. "Lâm Thanh Diện, tôi kém vợ anh ở điểm nào chứ? Tôi cảm giác mình rất tốt mà, nếu không anh cân nhắc tới tôi một chút đi, tôi sẽ không chê anh đã kết hôn." Tân Vô Song mở miệng. Lâm Thanh Diện tránh khỏi ngón tay của Tân Vô Song, nói "Cô uống nhiều rồi." "Ai nói tôi uống nhiều chứ? Những lời này của tôi đều là lời thật lòng, có được không? Anh biết cái gì gọi là say rượu mới nói ra lời thật lòng à?" anh đúng là kẻ ngốc tần vô song có phần không phục nói cô nên về ngủ đi ngày mai còn có trận thi đấu đấy lâm thanh diện nói dù sao cũng có anh ở đó muốn lấy được giải nhất còn chẳng phải dễ dàng ngà tôi có ngủ hay không cũng không sao cả nếu anh cứ nhất quyết muốn tôi ngủ vậy tôi sẽ ngủ ở trên giường của anh tần vô song cười hì hì và nhào về phía trên người lâm thanh diện lâm thanh diện nhanh chóng đứng dậy làm cho tần vô song vồ hụt Hu hu, tên khốn kiếp nhà anh, tôi đau chết đi được. Sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc thế? Anh đón lấy tôi một chút thì đã làm sao chứ? Anh là đàn ông, tôi là phụ nữ, chẳng lẽ anh còn có thể bị thiệt à? Tần vô song tức giận bất bình. Cô đừng làm loạn ở đây nữa, mau về ngủ đi, Lâm Thanh Diện nhìn Tân vô song nằm ở trên giường mình với vẻ mặt đầy bất lực. Bình thường nhìn cô chủ nhà họ Tân cao ngạo lại lạnh lùng, không ngờ sau khi uống say lại thành ra như vậy. Lâm Thanh Diện là trai thẳng như vậy nên không biết tần vô song không phải uống say xong mới biến thành tình trạng như vậy, mà ở trước mặt người mình thích mới trở nên như vậy. Tần vô song nghe Lâm Thanh Diện bảo cô ta về, cô ta tháo luôn giày của mình ra, sau đó nằm giang tay giang chân ở trên giường của Lâm Thanh Diện nói, tôi cứ không đi, tôi ngủ rồi, bây giờ anh làm gì tôi cũng không sao. Tôi chính là một thiếu nữ ngốc bị anh chuốc say, sẽ không nói cho ba tôi biết chuyện này đâu. Tần vô song nói xong liền nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, Tần Vô Song vẫn không cảm giác có người nào động vào mình, xung quanh cũng không có tiếng động nào thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lại mở mắt nhìn, phát hiện Lâm Thanh Diện không ngờ ngồi ở bên chiếc bàn cách đó không xa, xem sách dậy đánh cờ trên bàn. Trên gương mặt Tần Vô Song đầy vẻ tức giận, nghĩ thầm tôi là một cô gái xinh như hoa như ngọc nằm ở trên giường, hơn nữa còn ám chỉ rõ ràng như vậy, không ngờ anh lại chạy tới xem sách dậy đánh cờ, thật sự trời đất khó tha. Hừ anh không đến tôi lại không đi, dù sao tôi nằm cũng thoải mái hơn anh. Cùng lắm thì tôi ngủ trên giường anh một đêm. Trong lòng thầm nghĩ, tần vô song xoay người, nhắm mắt lại bắt đầu buồn bực. Bởi vì tác dụng của rượu, tần vô song nằm trên giường một lát lại cảm giác đầu mình choáng váng, mơ mơ màng màng đã ngủ thiếp đi mất. Lâm Thanh Diện vẫn luôn ngồi trước bàn tới nửa đêm, thấy tần vô song ngủ rồi, cũng không động vào cô ta mà cục đầu trên bàn ngủ dù sao ngày mai là ngày thi đấu cuối cùng, chờ ngày mai thắng cuộc thi xong là anh lại có thể quay về Hồng Thành, chấp nhận một đêm cũng không có gì. Sáng hôm sau, Tân Vô Song ở trên giường Lâm Thanh Diện tỉnh lại. Cô ta xoay người, nhận ra đây hình như không phải là giường của cô ta thì lập tức ngồi dậy. Sau khi phát hiện ra mình ở trong phòng của Lâm Thanh Diện, trong lòng Tân Vô Song chợt căng thẳng, vội vàng xem lại quần áo của mình, sau đó kiểm tra cơ thể của mình, trong lòng hoang mang. Lúc này Lâm Thanh Diện đẩy cửa đi vào, thấy Tần Vô Song tỉnh rồi liền nói, cô nhanh dậy rửa mặt đi, lát nữa còn phải đi thi đấu. Tần Vô Song hoàng hốt nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, tên xúc sinh nhà anh. Sao tôi lại ở trong phòng anh chứ? Đêm qua anh đã làm gì tôi? Lâm Thanh Diện cạn lời liếc nhìn Tần Vô Song nói, là tự cô chạy đến trong phòng tôi, còn chiếm giường của tôi, tôi chưa lý luận với cô thì thôi, cô lại mắng ngược lại tôi. Anh nói bậy. Tần vô song chỉ nhớ đêm qua mình uống nhiều rượu, nhưng không hề nhớ chuyện sau khi về phòng. Cô ta nghĩ cho dù mình có uống say cũng không thể làm ra chuyện chạy đến phòng của người khác mới đúng. Cho nên cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện đang lừa cô ta. Lâm Thanh Diện thấy Tân Vô Song không tin, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn ghi âm cho Tân Vô Song nghe. Tôi cứ không đi, tôi ngủ rồi. Đó chính là giọng Tân Vô Song đêm qua uống say ở lì trong phòng Lâm Thanh Diện không chịu đi. Sau khi trải qua chuyện của Trung Linh Nhi, bây giờ Lâm Thanh Diện rất cảnh giác với chuyện ở cùng một phòng với con gái, cho nên phải giữ lại chứng cứ, nếu không đến lúc đó giải thích không rõ, lại làm anh đau đầu. Sau khi Tân Vô xong nghe được ghi âm thì cả gương mặt lập tức đỏ bừng giống như quả táo, sau đó vội vàng từ trên giường xuống, tức giận chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện nói, tôi, đó là tôi uống say mộng du thôi, Lâm Thanh Diện, nếu anh dám nói ra chuyện này, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Cô ta nói xong lại chạy vội ra khỏi phòng của Lâm Thanh Diện. Trên đường đi tới câu lạc bộ Thanh Vân, mặt tân vô song vẫn luôn đỏ bừng, rất rõ ràng còn chưa trở lại bình thường sau chuyện hồi sáng. Cô ta thỉnh thoảng lén nhìn Lâm Thanh Diện, phát hiện người này không ngờ lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, thật đáng giận. Hơn nữa cô ta ngủ ở trong phòng Lâm Thanh Diện suốt một đêm, không ngờ người này cũng không làm gì, điều này khiến cô ta không thể không nghi ngờ có phải năng lực của Lâm Thanh Diện ở phương diện nào đó có chút vấn đề hay không. Thật ra sau nửa đêm, Lâm Thanh Diện ngủ trước bàn thật sự không ngon, vì sợ ảnh hưởng tới cuộc thi đấu hôm nay nên anh đã tới phòng tần vô song ngủ một giấc. Anh còn chưa ngốc đến mức cứ nhất quyết gục đầu ngủ trên bàn. Hơn nữa, trong phòng có một cô gái với kích thích tố tràn đầy, ai có thể biết được anh nửa ngủ nửa tỉnh có thể chịu nổi không? Đến câu lạc bộ Thanh Vân, Lâm Thanh Diện và Tần Vô Song vào sân cùng Lý Ngôn Võ và Cao Thủ Vân Thành bắt thăm. Kết quả cuối cùng là Lâm Thanh Diện đấu với Tần Vô Song, Lý Ngôn Võ đấu với Cao Thủ Vân Thành. Lâm Thanh Diện không ngờ đối thủ của mình sẽ là Tần Vô Song. Chỉ có điều anh cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao chỉ có bốn người, tổng cộng cũng chỉ có mấy khả năng như vậy. Lúc thi đấu, Tần Vô Song vẫn phát huy ra thế tấn công mạnh mẽ của mình. Hơn nữa lần này trong lòng cô ta đang căm giận nên chẳng hề nương tay với Lâm Thanh Diện thậm chí trong lòng còn muốn thắng Lâm Thanh Diện để chút giận. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, cuối cùng Tần Vô Song vẫn thua ở trên tay của Lâm Thanh Diện. Mà cao thủ Vân Thành lại thua Lý Ngôn Võ. Chẳng qua Tần Vô Song cũng không thấy mất mát, trái lại sau khi trận thi đấu kết thúc, cô ta còn kiêu ngạo hừ một tiếng với Lâm Thanh Diện giống như thị uy vậy. Lâm Thanh Diện mỉm cười, từ trước bàn cờ đứng lên. Lúc này Lý Ngôn Võ đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, trên mặt cười lạnh nói lâm thanh diện hy vọng trong trận thi đấu buổi chiều anh còn có thể phát huy thật tốt nhưng tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố gì đấy như anh mong muốn lâm thanh diện nói lý ngôn võ cười diếu cợt một tiếng xoay người rời khỏi sân thi đấu lâm thanh diện ra ngoài cầm lấy điện thoại di động của mình bởi vì trong lúc thi đấu không được phép mang theo điện thoại cho nên anh đặt điện thoại di động của mình ở trong tủ đựng đô sau khi anh lấy và mở ra xem phát hiện trên đó nhận được một bức ảnh, đó là dáng vẻ hứa bích hoài bị trói lại, trên gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Mà phía dưới bức ảnh còn kèm theo một câu, nếu anh dám giành giải nhất trong cuộc thi này, có lẽ về sau anh sẽ không còn được gặp lại cô vợ xinh đẹp này nữa đâu. chương 299, có phải hai người này? Lâm Thanh Diện thấy bức hình trên điện thoại và câu nói đó, mắt híp lại, sát khí trên người bỗng nhiên bộc phát, anh không nghĩ tới sẽ có người bắt cóc hứa bích hoài để uy hiếp mình, chẳng trách hôm qua anh cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Khả năng đầu tiên anh nghĩ tới chính là công ty địa ốc Vân Hải, dù sao thì người không muốn anh giành quán quân, mà lại có thể bắt cóc hứa Bích Hoài chỉ có người của công ty địa ốc Vân Hải. Nhưng anh không hiểu lắm, hứa Bích Hoài và người của công ty địa ốc Vân Hải không có qua lại, sao lại bị họ bắt cóc. Bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ chuyện này, thấy bức hình trên điện thoại, Lâm Thanh Diện bèn trực tiếp đi tới câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành lúc này kim văn ngạo đang đứng cùng lý ngôn võ mặt cười thoải mái nói bên hông thành đều đã làm thỏa đáng rồi chỉ cần tên nhóc này không nỡ vợ hắn cuộc thi buổi chiều hắn sẽ không dám thẳng quán quân lần này sẽ là chúng ta lý ngôn võ cười nói vẫn là hội trưởng đại nhân lợi hại tin rằng lần này nhất định sẽ không xảy ra chút sai lầm chính vào lúc họ đang đắc ý lâm thanh diện nhanh chóng đi tới kim văn ngạo và lý ngôn võ thấy lâm thanh diện tới nhìn nhau một cái, mặt đều lộ ra nụ cười đùa cợt. Lâm Thanh Diện, anh không đi chuẩn bị cho cuộc thi buổi chiều, tới chỗ chúng tôi làm gì, chẳng lẽ anh chưa thi đã sợ rồi. Tôi không để ý anh bây giờ trực tiếp nhận thua, như vậy cũng bớt lãng phí thời gian của mọi người, Lý Ngôn Võ cười nói. Lâm Thanh Diện không để ý hắn, mà là trực tiếp đi tới trước mặt Kim Văn Ngạo, tay vươn ra bóp cổ ông ta, lạnh giọng nói, vợ tôi bị bắt, có phải ông làm không? Kim Văn Ngạo không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại trực tiếp ra tay, giật nảy mình, hai vệ sĩ phía sau ông ta lập tức đi tới, ra tay với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện hai chân đá tới, đá hai vệ sĩ ngã trên mặt đất. Sắc mặt lý ngôn võ bên cạnh biến đổi, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy, bất giác lùi về phía sau hai bước. Nói, vợ tôi có phải ông bắt không? Lâm Thanh Diện trực tiếp nhấc Kim Văn Ngạo lên. Sắc mặt Kim Văn Ngạo đỏ bừng, hai tay không ngừng dẫy ruộng căn bản nói không ra lời. Lý Ngôn Võ thấy tình hình không đúng, vội mở miệng. Lâm Thanh Diện, anh ở đây nói linh tinh gì đó, vợ anh bị bắt liên quan gì tới chúng tôi, anh có biết anh làm vậy? Chúng tôi có thể kiện anh, để bên tổ chức hủy bỏ tư cách thi đấu của anh. Nói xong, Lý Ngôn Võ bèn vội hét to với truyền thông ở không xa, mọi người mau tới xem. Lâm Thanh Diện đánh người, anh ta vì thắng cuộc thi đấu buổi chiều mà uy hiếp chúng tôi, mọi người mau tới đưa tin đi. Đám ký giả lập tức chạy về phía bên này, camera cũng chen chúc tới. Lâm Thanh Diện biết lúc này anh không có cách nào làm gì người của công ty địa ốc Vân Hải, nếu chuyện này huyên náo, anh cũng rất có khả năng sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu, cho nên bèn vứt kim văn ngạo xuống đất. Cho dù các người không nói, tôi cũng biết là các người, đừng cho rằng như vậy thì có thể uy hiếp tôi, tôi sẽ khiến các người trả giá vì chuyện này. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói một câu rồi xoay người rời đi đám ký giả chưa hỏi được gì, Lâm Thanh Diện đã rời đi rồi. Tần vô song có chút kỳ quái nhìn Lâm Thanh Diện, không biết anh làm sao vậy, đợi lúc Lâm Thanh Diện đi tới, áp sát hỏi một câu, nhưng Lâm Thanh Diện không để ý cô ấy, mà là trực tiếp ra khỏi hội cờ Thanh Vân. Đến bên ngoài, Lâm Thanh Diện lấy điện thoại ra, bấm số Trần Tài Anh. Trần Tài Anh sau khi tìm nhà họ phó báo thù, ở cùng phó cẩm tú hai ngày ở nhà họ Tần, vì không có hứng thú với cờ vây, trần tài anh lại muốn dẫn phó cấm tú đến hồng thành xem thử cho nên bèn rời khỏi thành phố thanh vân trước quay về hồng thành tôi đang hôn say đắm với bà xã tôi đâu anh không thể đổi thời gian rồi gọi sao đầu kia điện thoại chuyên tới giọng nói bất mãn của trần tài anh bích hoài bị bắt rồi tôi hoài nghi là người của công ty địa ốc vân hải làm trong vòng một giờ tìm thấy bích hoài cứu cô ấy ra lâm thanh diện trầm giọng nói nghe thấy lời của lâm thanh diện trần tài anh cũng trở nên nghiêm túc lập tức nói tôi đi điều tra ngay lâm thanh diện lại gọi điện thoại cho hướng vấn thiên nói hết chuyện này với ông ta kêu ông ta và trần tài anh cùng đi điều tra hai người cùng làm sẽ nhanh hơn một chút lâm thanh diện không muốn hứa bích hoài xảy ra chuyện cho nên phải vận dụng tất cả lực lượng cúp điện thoại lâm thanh diện hít sâu một hơi nếu hứa bích hoài thật sự bị người của công ty địa ốc vân hải bắt vậy lần này sau khi thi đấu quay về anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho công ty địa ốc vân hải không thành, trong một khách sạn nhỏ. Hứa Bích Hoài bị trói trên giường, miệng cũng bị nhét vải, không có cách nào phát ra tiếng kêu cứu. Mấy người cao lớn ngồi xung quanh phòng, đều hai mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm cô, giống như lúc nào cũng có thể nhào lên, ra tay với cô. Kim Tôn từ ngoài bước vào, vì hôm nay Kim Tôn sẽ ra tay với hứa Bích Hoài cho nên không cho hứa trai hiệp đi theo. Hẳn ta vừa vào, điện thoại đã vang lên, vừa kết nối, đối diện đã truyền tới giọng nói táo bạo của Kim Văn Ngạo, con trai, lát nữa cuộc thi bắt đầu, con liền có thể ra tay với vợ của Lâm Thanh Diệt, thứ không biết tốt xấu này lại dám bóp cổ ba, ba nhất định phải khiến hắn nếm thử mùi vị hối hận. Không vấn đề gì, ba, con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Kim Tôn mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Cúp điện thoại, Kim Tôn liếc nhìn hứa bích hoài trên giường, nói cô rơi vào tay tôi, đồ nhát gan lâm thanh diện đó nhất định không dám thẳng trận đấu, nhưng tôi không giữ chữ tín như vậy, lát nữa trận đấu vừa bắt đầu, tôi liền có thể thưởng thức mùi vị của cô, đợi Lâm Thanh Diện quay lại, nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhất định sẽ nổi điên. Nói xong, Kim Tôn liền cười to ha hả. Hứa Bích Hoài giấy dụa trên giường, mắt đầy nôn nóng, tuy nhiên lại không có tác dụng gì. Trong lòng cô đã hối hận, biết vậy cô lúc đầu đã nói với Lâm Thanh Diện hôm đó cô bàn chuyện làm ăn với công ty địa ốc Vân Hải rồi, Lâm Thanh Diện nhất định sẽ sinh ra phòng bị với công ty địa ốc Vân Hải, ít nhất lúc đi tham gia thi đấu, nhất định sẽ sắp xếp người phòng ngừa người của công ty địa ốc Vân Hải ra tay với cô, tuy nhiên bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cậu chủ, cậu nói Lâm Thanh Diện sau khi biết vợ hắn bị bắt có phái người tìm không, một tên mập nhìn Kim Tôn hỏi. Kim Tôn cười khinh thường, Lâm Thanh Diện là người thế nào chẳng lẽ mày chưa từng nghe nói à? Hắn ta là phế vật nổi danh Hồng Thành, hắn có thể phái ai ra tìm? cho dù thật sự có người tìm ra, thì có thể làm gì chúng ta? Ở Hồng Thành, người có thể khiến công ty địa ốc Vân Hải Tao Cố Kỳ cũng chỉ có hai người, một người là ông Hoàng Ngầm bây giờ của Hồng Thành, Trần Tài Anh, người khác là chủ tịch của tập đoàn Thiên Dương, hướng vấn thiên, mày cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể tìm người nào tới? Nói cũng phải ha, xem ra là em nghĩ nhiều rồi, tên mập ngại ngùng nói. Kim Tôn hừ lạnh một tiếng, nói yên tâm đợi đến thời gian thi đấu là được, lát nữa tao sảng khoái rồi cũng không thiếu phần tụi mày. Đám đàn ông trong phòng đều cười khà khà. Mà cùng lúc này, ngoài cửa khách sạn, Trần Tài Anh dẫn đám đàn em tới đây, hướng vấn thiên cũng dẫn đám vệ sĩ đụng mặt với Trần Tài Anh. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt, vì vội cứu người, hai người đều không hàn huyên. Người của tôi tra được cậu chủ của công ty địa ốc Vân Hải hôm qua dẫn một cô gái tới đây, 90% chính là hứa bích hoài, hướng vấn thiên nói. Người của tôi cũng nhìn thấy cậu chủ của công ty địa ốc Vân Hải hôm qua dẫn một đám người tới đây, tôi cảm thấy quá bất thường, nếu ông nói không sai, hắn chính là chỗ này, Trần Tài Anh nói. Hai người nhìn nhau, sau đó bèn cùng vào khách sạn. Kim Tôn đang ngồi chơi điện thoại trong phòng, bên ngoài bỗng nhiên chuyên tới tiếng gõ cửa. Mặt Kim Tôn đầy nghi hoặc, không biết lúc này sẽ có ai tới gõ cửa, bèn nói với tên mập gần cửa nhất, đi mở cửa xem là ai. Tên mập đang tìm kiếm tin tức liên quan tới Trần Tài Anh và hướng vấn thiên trên điện thoại. Hai người mà vừa nãy Kim Tôn nói công ty địa ốc Vân Hải cũng không chọc được. Hắn đương nhiên phải biết hai người này bộ dạng thế nào, tránh cho sau này gặp phải chọc vào người ta. Nghe Kim Tôn kêu hắn đi mở cửa, hắn bèn đứng dậy đi tới cửa, mở cửa, nhìn ra ngoài. Trần Tài Anh và hướng vấn thiên đứng ở cửa, sau lưng dẫn theo một đám người, toàn bộ đều ánh mắt lạnh lẽo, khiến tên mập sợ nhảy dựng hắn nhìn thấy dáng vẻ của Trần Tài Anh và hướng vấn thiên, lập tức hít một ngụm khí lạnh, vội nhìn điện thoại trong tay, muốn xem xem mình có phải nhìn lâm không. Mập, ai bên ngoài? Lúc này, Kim Tôn mở miệng hỏi. Tên mập bất giác lùi về phía sau hai bước, lắp bắp cậu, cậu chủ, cậu vừa nói, ở Hồng Thành, hai người nào chúng ta không chọc nổi. Trần Tài Anh và hướng vấn thiên, sao vậy? Kim Tôn mặt đầy nghi hoặc. Cậu đến xem, có phải hai người này không? chương 300, cược với ông 900 tỷ. Mặt kim tôn tràn đầy nghi hoặc, đứng dậy đi ra cửa, nói cái gì mà có phải hai người này không, chẳng lẽ Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên còn thật sự tới đây tìm chúng ta à? Nói rồi, hắn nhìn về phía cửa, sau khi thấy Trần Tài Anh, Hướng Vấn Thiên cùng đám đàn em sau lưng họ, bỗng nhiên nghiệt mặt. Phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là chạy, nhưng suy nghĩ cẩn thận, hai người này đồng thời xuất hiện hẳn không phải nhắm vào hắn đi, dù sao Lâm Thanh Diện có tài năng gì mà có thể thật sự mời hai người này tới, đây nhất định là trùng hợp. Hắn cười với hai người bên ngoài, nói, hai đại ca, không biết hai người đến đây có chuyện gì, tôi là con trai của giám đốc công ty địa ốc Vân Hải, trước đó có vinh hạnh từng gặp hai đại ca, nhưng hai người hẳn đều không nhớ tôi. Chân tài anh không để ý hắn, trực tiếp đi vào trong, thấy hứa bích hoài bị trói vứt trên giường, lập tức quay đầu nói với hướng vấn thiên một câu, người ở đây, ra tay đi. Hướng vấn thiên gật đầu, sau đó bèn sai đám đàn em phía sau sông vào phòng, trực tiếp ấn Kim Tôn và đám thuộc hạ của hắn xuống đất. Kim Tôn ngây ngốc, hai đại ca, đây là tình huống gì, chúng tôi không chọc đến hai người, chúng tôi chỉ bắt vợ của phế vật mà thôi, hai người làm gì vậy? Ha ha, chúng tao tới vì cô ấy, mày bắt người không nên bắt, mày và tất cả người của công ty địa ốc Vân Hải chúng mày, đều đợi xui xẻo đi, phế vật trong miệng mày không phải dễ chọc, trần tài anh lạnh giọng nói sắc mặt kim tôn biến đổi vội mở miệng nói cái gì mà công ty địa ốc vân hải hai đại ca hai người đang nói gì tôi không phải người của công ty địa ốc vân hải hướng vấn thiên cười mày là ngu thiệt hay là giả ngu lúc nãy vừa vào chính mày nói mày là con trai của giám đốc công ty địa ốc vân hải chẳng lẽ mày xem tụi tao là đồ điếc hết sao trong lòng kim tôn thâm rủa một tiếng mặt đây hối hận sớm biết vậy hắn vừa rồi sẽ không tự xưng bây giờ tốt rồi người ta còn chưa hỏi đã biết hắn là ai rồi mặc dù công ty địa ốc vân hải ở hồng thành lợi hại nhưng vân không cách nào đối kháng với trần tài anh và tập đoàn thiên dương huống chỉ là hai người này liên thủ nhất thời trong lòng hẳn dâng lên tràn đầy sợ hãi bất giác muốn biết lâm thanh diện rốt cuộc là ai lại có thể mời được hai tôn đại thần này nếu lúc này còn có người nói lâm thanh diện là phế vật đánh chết hẳn cũng không tin hắn muốn gọi điện thoại cho kim văn ngạo nói tình huống bên này để Kim Văn Ngạo bỏ việc chọc tới Lâm Thanh Diệt, nếu không hậu quả nhất định không thể tưởng tượng. Nhưng hẳn vừa lén lấy điện thoại ra, chân tài anh đã đạp nát điện thoại hắn, khiến hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội truyền báo tin tức nào. Chói hết đám người Kim Tôn lại, chân tài anh đi cởi dây chói trên người hứa Bích Hoài, cười hỏi cô không sao chứ? Hứa Bích Hoài lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn Trần Tài Anh và hướng vấn thiên, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện dù ở ngoài lại còn có thể tìm người tới cứu cô, bản lĩnh này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Xem ra Lâm Thanh Diện cho dù bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, cũng không phải đơn giản như người khác nghĩ. Người đàn ông này, cứ đem lại kinh hỉ không nghĩ tới cho người khác. Sau khi xác nhận hứa Bích Hoài không sao, Trần Tài Anh bèn gửi tin nhắn báo bình an với Lâm Thanh Diện, sau đó cùng hướng Vấn Thiên dẫn đám đàn em bắt đám người Kim Tôn về. Trong phòng nghỉ ngơi của hội cờ Thanh Vân, Lãm Thanh Diện luôn ngồi đây, đầy nôn nóng chờ đợi tin tức, nếu trước khi thi đấu đám người Trần Tài Anh không thể tìm thấy hứa bích hoài, cứu cô ra, vậy chuyện anh có thể làm chỉ có thua lý ngôn võ mà thôi. Tần vô song không biết Lâm Thanh Diện làm sao, hỏi anh anh không nổi, chỉ có thể nôn nóng theo. Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện nhận được tin nhắn là Trần Tài Anh gửi tới. Đã cứu được người, bình an vô sự, người ra tay là cậu chủ của công ty địa ốc Vân Hải, đã bị tôi bắt rồi, đợi anh quay lại xử lý nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Thanh Diện mới xem như thở phào nhẹ nhóm, đôi mày nhíu chặt cũng buông lỏng. Anh nhìn thời gian, phát hiện đã sắp thi đấu rồi, bèn đứng dậy, đi ra ngoài. Tần vô song thấy Lâm Thanh Diện đứng dậy, vội hỏi, Lâm Thanh Diện, anh đi làm gì? Ánh mắt Lâm Thanh Diện híp lại, mặt lộ ra nụ cười đùa bớn, đương nhiên là đi lấy quán quân cuộc thi rồi, họ muốn dùng cách này uy hiếp tôi, quá ngây thơ rồi. Tần vô song có chút không hiểu, nhưng vẫn theo Lâm Thanh Diện ra ngoài, lát nữa cô cũng phải quyết đấu với cao thủ của Vân Thành, nếu có thể giành được Quý Quân, đối với cô mà nói cũng là một chuyện tốt. Lý Ngôn Võ và cao thủ của Vân Thành đã đợi trên sân tỉ thí, Lâm Thanh Diện và Tần Vô Song vừa xuất hiện, người có mặt đều hoan hô. Lâm Thanh Diện và Tần Vô Song lên sàn đấu, đứng trước mặt đối thủ của mình, Lý Ngôn Võ cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói: "Lâm Thanh Diện, tôi biết thực lực của anh rất mạnh, nhưng anh muốn thắng thì phải xem thời điểm." dành huy hoàng nhất thời, đối với anh mà nói không có chỗ nào tốt, anh có thể không sao, không chừng người tổn thương là người bên cạnh anh đâu, anh phải nghĩ cho kỹ. Nghe uy hiếp rõ ràng trong lời nói của Lý Ngôn Võ, Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, lấy điện thoại ra, đi tới trước tủ để đồ, ấn vài cái mới đặt đồ vào trong. Điều bây giờ anh muốn làm chính là thắng quán quân lần này, về phần xử lý đám người Kim Văn Ngạo và Lý Ngôn Võ, Lâm Thanh Diện không vội, đợi về Hồng Thành rồi. Lâm Thanh Diện sẽ cho họ biết cái gì là mùi vị của hối hận. Kim Văn Ngạo đi tới cạnh Tần Đốc Công, lần này trên mặt ông ta mang theo nụ cười trêu chọc, nói Tần gia chủ, không biết ông cảm thấy chung kết lần này ai có thể giành được quán quân. Chuyện này còn cần nghĩ sao, đương nhiên là Lâm Thanh Diện, cách biệt giữa Lý Ngôn Võ và Lâm Thanh Diện, hẳn không khó nhìn ra đi Tần Đốc Công nói. Kim Văn Ngạo cười cười, nói thực lực của Lâm Thanh Diện quả thực rất mạnh, nhưng ông lại bỏ qua một điểm đó chính là dù trình độ của Lâm Thanh Diện mạnh nhưng cậu ta ở Hồng Thành cũng chỉ là một phế vật bị mắng nhiếc mà thôi. Tôi muốn khiến cậu ta khuất phục, có rất nhiều phương pháp, không chỉ có một phương pháp là tìm một người thực lực mạnh hơn cậu ta để đánh bại cậu ta. Nghe thấy lời của Kim Văn Ngạo, sắc mặt Tần Đốc Công trầm xuống. Lúc nãy ông cũng chú ý tới Lâm Thanh Diện không đúng, bây giờ nghe Kim Văn Ngạo nói vậy, trong lòng ông bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Ông còn chưa kịp hỏi, điện thoại đã vang lên. Ông lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là tin nhắn Lâm Thanh Diện gửi tới. Kim Văn Ngạo bắt cóc vợ tôi uy hiếp tôi, nhưng chuyện đã giải quyết rồi, Kim Văn Ngạo vẫn chưa biết, ông ta bây giờ hẳn cho rằng tôi sẽ thua, Tần gia chủ không ngại mượn cơ hội này, chèn ép Kim Văn Ngạo một chút. Nhìn thấy tin tức này, mặt Tần Đốc Công lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Văn Ngạo lại muốn dùng chuyện này để uy hiếp Lâm Thanh Diện. Nhưng ông rất nhanh đã hiểu rõ ý của Lâm Thanh Diện, mặt cũng lộ ra nụ cười trêu tức. Nói với Kim Văn Ngạo, nói vậy, ông chủ Kim rất tự tin với quán quân lần này. Đương nhiên, Kim Văn Ngạo đắc ý nói, "Ha ha, tôi lại cảm thấy Lâm Thanh Diện có hy vọng hơn, không biết ông chủ Kim dám cược với tôi không?" Tần Đốc Công nói. Kim Văn Ngạo nghe thấy Tần Đốc Công muốn cược, mặt lộ ra nụ cười lạnh, ông ta bây giờ cho rằng Ẩn Đốc Công tin vào trình độ của Lâm Thanh Diện, cho nên mới dám cược với mình, mà vợ của Lâm Thanh Diện ở trong tay con trai ông ta. Lâm Thanh Diện không thể thẳng, nếu lúc này cược, người thắng nhất định là ông ta. Dám, có gì không dám, ông muốn cược gì? Kim Văn Ngạo nói. Tôi biết ông muốn giành quán quân lần này là để công ty địa ốc Vân Hải của ông nổi danh ở thành phố Thanh Vân. Đã vậy, tôi có thể cược với ông tỷ phần 10% sản nghiệp bất động sản thành phố Thanh Vân, chỉ là không biết ông có thể lấy ra thứ gì để tôi động lòng không? Tần Đốc Công nói. Trong lòng Kim Vân Ngạo si A kính, không nghĩ tới Tần Đốc Công lại to gan như vậy, lại muốn lấy ra 10% sau nghiệp bất động sản thành phố Thanh Vân cược với ông ta, nếu thắng, ông ta căn bản không cần thanh danh gì, ông ta đã có thể trực tiếp tiến quân vào ngành bất động sản thành phố Thanh Vân rồi. Tần gia chủ đã có thành ý như vậy, tôi đương nhiên cũng không thể keo kiệt, nếu không vậy đi, tôi bây giờ vừa khéo có chuẩn bị 900 tỷ tiền vốn đấu thầu đất thành phố Thanh Vân, tôi lấy 900 tỷ này cược với ông, chỉ cần Lâm Thanh diện có thể thắng, tôi liền chuyển 900 tỷ này cho ông, thế nào? Kim Văn Ngạo nói. Được, nhất ngôn cửu đỉnh, đã vậy, vậy để tất cả những người ở đây làm chứng đi. Nói xong, tần đốc công bèn vẫy tay với một người ở không xa, người đó lập tức chạy tới, tần đốc công nói với anh ta vài câu, người đó lập tức chạy đi tìm người dẫn chương trình cuộc đấu. Các vị quan khách, tôi vừa nhận được tin tức, trước khi cuộc thi đấu hôm nay bắt đầu, tôi cần nhờ các vị làm người làm chứng. Hôm nay tần gia chủ của thành phố Thanh Vân chúng tôi và ông chủ kim của công ty địa ốc Vân Hải Hồng Thành đứng hai phía trong cuộc thi quán quân, tần gia chủ bằng lòng lấy ra 10% sản nghiệp bất động sản thành phố Thanh Vân, cực lâm thanh diện thẳng, mà ông chủ kim lại bằng lòng lấy ra 900 tỷ cực lý ngôn võ thắng. Hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây đều là người làm chứng. Tin rằng cuộc thi hôm nay của chúng ta cũng sẽ vì vụ cược này mà càng thêm đặc sắc. Lời của người dẫn chương trình vừa nói ra, toàn trường sôi sục. Mặt kim văn ngạo lộ ra nụ cười âm hiểm, trong lòng thâm nói tân đốc công, ông thực sự chính là chủ động đưa vào tay tôi, ông còn không biết vợ của Lâm Thanh Diện bị con trai tôi bắt đi, lát nữa đợi lúc Lâm Thanh Diện thua, xem ông còn có thể cười không. Tân Đốc công lại mặt mũi nhẹ nhàng, nghĩ tới hôm nay mình có thể tự nhiên kiếm được 900 tỷ, trong lòng lại vui vẻ. Hai người suy nghĩ khác nhau, trong tiếng nghị luận kịch liệt của toàn trường, trận chung kết giữa Lâm Thanh Diện và Lý Ngôn Võ kéo ra bức màn. Audio điện tử võ tấn bền chương 301, thắng cuộc thị Lý ngôn võ cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, rồi mở miệng nói, xem ra chú Tân tin tưởng cậu lắm nhỉ, chỉ có điều không biết đến lúc cậu thua thì chú ấy sẽ cảm thấy thế nào. Lãm Thanh Diện hừ lạnh, anh không nói gì, tạm để cho Lý ngôn võ vui vẻ một lúc, đợi lát nữa rồi dạy dỗ anh ta sau, rốt cuộc nên làm người như thế nào. Vụ cá cược 900 tỷ giữa Tân Đốc Công và Kim Văn Ngạo khiến cho Lâm Thanh Diện hơi ngạc nhiên, có điều nếu như tiên đặt cược đã quyết định như thế rồi, đương nhiên Lâm Thanh Diện không thể để cho Kim Văn Ngạo dễ chịu được. Lý Ngôn Võ thấy Lâm Thanh Diện không nói gì, trong lòng cho rằng vì vợ của mình bị bắt nên mới không dám thẳng, vẻ mặt anh ta càng lúc càng ngang ngược hơn. Hai người bắt đầu đánh cờ, tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng. Mặc dù Tần Vô Song và cao thủ đến từ Vân Thành cũng đang tranh giải ba, nhưng mọi người chỉ dồn sức chú ý vào cuộc thi giữa Lâm Thanh Diện và Lý Ngôn Võ mà thôi. Lúc ban đầu, Lâm Thanh Diện không hề công kích Lý Ngôn Võ mạnh mẽ, mà ngược lại, anh lựa chọn nước đi tương đối bảo thủ, trông có vẻ bình bình không hề có ưu điểm gì cả. Lý Ngôn Võ nhìn lấy lõi chơi của Lâm Thanh Diện, trong lòng nghĩ rằng mình thăng là cái chắc rồi, từ lúc Lâm Thanh Diện bắt đầu đặt quân cờ xuống, anh ta đã nghĩ rằng anh không có cơ hội lật ngược ván cờ nữa. Chỉ cần bất cần một chút thì sẽ thua cả bàn cờ, trong cuộc tranh đấu giữa các cao thủ với nhau, thứ bọn họ tranh đấu là những chi tiết nhỏ chỉ cần có lỗ hống nhỏ nhặt thôi thì sẽ thua cả cuộc thi. Mặc dù thực lực của Lý Ngôn Võ không bằng Lâm Thanh Diện, nhưng thực lực của anh ta xuất chúng trong lớp thanh niên đồng trang lứa, lúc Lâm Thanh Diện sử dụng lối chơi bảo thủ như thế thì anh ta có thể thắng một cách nhẹ nhàng. Mọi người đều hơi nghi ngờ, trước kia Lâm Thanh Diện đánh cờ có thể nói là dứt khoát gọn gẽ, không theo quy tắc bình thường, thường xuyên bày ra lối cờ khiến cho người khác bất ngờ, nhưng đến cuộc thi chung kết, anh lại chơi một cách bình thường lẽ nào thực lực của Lý Ngôn Võ cao hơn Lâm Thanh Diện sao, bởi thể vừa vào ván là đã lấn át Lâm Thanh Diện được ngay. Xem được một nửa ván cờ, mọi người đều lần lượt lắc đầu, cho rằng Lâm Thanh Diện không thể nào thẳng nổi. Lối đi của Lâm Thanh Diện phổ thông quá, đến tôi mà còn nhìn ra được nước tiếp theo của anh ta như thế nào, đã chơi được một nửa rồi, anh ta khó là lật ngược thế cờ được. Tiếc ghê, tôi vốn cứ nghĩ quán quân lần này chính là Lâm Thanh Diện chứ, trước kia anh ta thể hiện tốt như thế, không ngờ đến chung kết lại chơi với trình độ như thế này, thật khiến cho người khác thất vọng. Nói không chừng trình độ của Lý Ngôn Võ cao hơn anh ta, anh ta mới không thể phát huy thực lực đáng gầm được, trước kia chúng ta đã đánh giá cao anh ta rồi. Hai người Tân Đốc Công và Kim Văn Ngạo cũng tập trung quan sát cuộc thi, Tân Đốc Công nhíu mày lại thật chặt, bây giờ trong lòng ông ta đang thấp thỏm bất an, mặc dù Lâm Thanh Diện đã nhẫn tin cho ông ta, báo với ông ta rằng mình sẽ thắng, mặc dù bây giờ nhìn thế cờ có thế nào cũng không thắng nổi, không phải Lâm Thanh Diện bị Kim Văn Ngạo mua chuộc nên mới cố ý nhắn tin cho mình đấy chứ. trong lòng Tân Đốc Công dậy lên dự cảm bất an, nếu như thật sự là thế thì lần này ông ta phải đền rất nhiều rồi. Kim Văn Ngạo nhìn thấy Lâm Thanh Diện, vẻ đắc ý khó lòng che giấu được. Sau khi quay đầu nhìn Tân Đốc Công, ông ta bèn mở miệng nói: ông tần, xem ra sợ rằng đến một phần mười trong số tiền cũng không thể giữ được nữa, tôi phải cảm ơn ông chủ tân trước. Tần đốc công hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng nói, kết quả cuối cùng vẫn chưa có, ông đừng đắc ý quá sớm, với trình độ của Lâm Thanh Diện, chắc chắn sẽ không thua lý ngôn võ đâu. Kim Văn Ngạo cười lạnh rồi mở miệng nói, đúng là trình độ của Lâm Thanh Diện cao hơn lý ngôn võ, nhưng giờ phút này cuộc thi đã đi quá một nửa, nước đi của Lâm Thanh Diện quá mức bình thường, vốn dĩ không thể so sánh được với lý ngôn võ, ít nhất thì ván này, chắc chắn cậu ta không thể thắng được. Tân đốc công hít sâu một hơi, ông ta siết chặt nắm tay chứ không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát tình hình trong cuộc đấu. Lý ngôn võ đi nước cờ tiếp theo rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, ánh mắt anh ta toát ra vẻ đùa bớn, mặc dù lần này anh ta có thể thắng Lâm Thanh Diệt, thứ anh ta dựa vào không phải là thực lực của mình, chỉ cần người xung quanh cho rằng anh ta thẳng thì anh ta giỏi hơn Lâm Thanh Diệt. Bây giờ Lâm Thanh Diệt cũng ngẩng đầu nhìn Lý ngôn võ, gương mặt vốn đang lạnh lùng lộ ra nụ cười bớn cợt. Lý Ngôn Võ nhìn thấy nụ cười của Lâm Thanh Diện mà giật mình, không biết tại sao, anh ta cảm thấy nụ cười của Lâm Thanh Diện có chứa nguy cơ vô hạn. Cái tên này nở nụ cười như thế vào giây phút này, cho dù có nhìn như thế nào thì anh cũng không thẳng nổi, thế anh cười cái gì? Lý Ngôn Võ cảm thấy trột dạ, nhưng rồi anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, cuộc thi đã đi đến nước đường này rồi, Lâm Thanh Diện không tài nào thắng nổi nữa. Hừ, anh có cười như thế nào cũng không thể thay đổi kết cuộc này đâu anh thua là cái chắc rồi lý ngôn võ cắn răng nghiến lợi mà nói lâm thanh diện nhìn ván cờ đăm đăm anh tương đối hài lòng với thế cờ hiện nay có lẽ người khác cảm thấy anh không thể thắng nổi nhưng lâm thanh diện cho răng màn kịch hay thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi anh cầm một con cờ lên đặt lên bàn cờ sau khi lý ngôn võ nhìn thấy lâm thanh diện hạ cờ vẻ khinh thường trên gương mặt lý ngôn võ cứng đờ anh ta đi nước này làm chi theo như quy tắc, anh ta nên đi theo tiết tấu của mình mới đúng, anh ta đi nước này, lẽ nào có ý đồ gì khác hay sao? Không chỉ Lý Ngôn Võ cảm thấy thắc mắc, đến những người xuống lại xem đều ngỡ ngàng, từ trước giờ bọn họ đều chưa từng nhìn thấy cách chơi này trong những cuộc thi bao giờ. Lý Ngôn Võ tiếp tục đi nước tiếp theo, Lâm Thanh Diện tiếp tục hạ cờ, lại là một nước đi khiến cho Lý Ngôn Võ bất ngờ. Trong lòng anh ta lập tức cảm thấy bất an, rốt cuộc Lâm Thanh Diện muốn làm gì? lẽ nào anh ta cố ý đi bừa để thẳng cuộc thi à? Lý ngôn võ chỉ đành đi từng bước theo tiết tấu của mình, còn Lâm Thanh Diện lại bắt đầu thỏa sức mà đi, hoàn toàn khiến cho người khác nhìn không thấu. Điều quan trọng nhất là nước đi thần kỳ này của Lâm Thanh Diện lại ăn khớp với thế cờ trước đó, khiến cho Lý Ngôn Võ hoàn toàn không có cơ hội giành phần thẳng. Gần 20 phút sau, Lý Ngôn Võ ngơ ngác nhìn xuống bàn cờ, có làm sao anh ta cũng không ngờ bàn cờ thua là cái chắc của Lâm Thanh Diện lại biến thành con rồng, thế cờ bị xoay chuyển, bây giờ người thua chắc lại là Lý Ngôn Võ. Cái gì, sao lại thế được, tại sao lại có nước cờ như thế này, có đầu óc không phải não của người bình thường mới có thể bày ra cục diện này, sao anh ta lại? Lý Ngôn Võ bắt đầu run rẩy. Lâm Thanh Diện lại đặt một con cờ xuống, nhìn Lý Ngôn Võ rồi cười nói, đến anh rồi. Lý Ngôn Võ nắm chặt con cờ trong tay, dè dặt đặt xuống bàn cờ, Lâm Thanh Diện bật cười, rồi anh cầm con cờ ném lên không trung, con cờ rơi xuống bàn cờ, điều khiến cho mọi người ở đây không ngờ là con cờ ấy lại rơi thẳng xuống một vị trí trên bàn cờ, lại chẳng bị nảy lên. Anh thua rồi, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Vào lúc này trọng tài đứng dậy, cao giọng tuyên bố, Lâm Thanh Diện bị cây lý ngôn võ, Lâm Thanh Diện giành phần thắng, dùng thời gian 2 tiếng 42 phút. Cả phòng thi bùng nổ. Lâm Thanh Diện xoay chuyển cục diện từ thế yếu lúc ban đầu, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình những nước cờ ban đầu của anh trông đều có vẻ bình thường, nhưng đến cuối cùng, mỗi một nước trước kia đều trở thành phục bút, khiến cho mọi người không thể ngờ nối, có nghĩ cũng không nghĩ đến nổi. Đây là bức tranh của người nghệ sĩ, ban đầu sử dụng màu mực để vẽ thì không là cái quái gì cả, mọi người đều không hiểu anh đang vẽ cái gì, nói anh là đồ rác rưởi. nhưng một khi người nghệ sĩ thêm bột phân đặc biệt lên bức tranh, Bột phấn và mực dầu kết hợp với nhau, một bức tranh đặc sắc sẽ ra đời trước mặt mọi người những nước đi trước đó của lâm thanh diện trông có vẻ bình thường cũng chỉ vì để chuẩn bị cho nước đi đặc sắc tiếp theo mà thôi còn lý ngôn võ lại cho rằng lâm thanh diện không dám thắng mình lý ngôn võ ngẩn ngơ nhìn lâm thanh diện anh ta lẩm bẩm sao sao anh có thể thắng lẽ nào anh không quan tâm đến vợ mình hay sao lâm thanh diện phì cười nhìn anh ta rồi nói nói như thế anh thừa nhận rằng vợ tôi bị anh bắt cóc à lý ngôn võ biến sắc anh ta vội vàng im miệng không dám nói thêm gì nữa. Tần Đốc Công đứng cách đó không xa nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã thẳng cũng thở vào một hơi, còn Kim Văn Ngạo lại đờ người, vốn dĩ không ngờ rằng cuộc thi ngày hôm nay lại có kết quả như thế. Đồ chết tiệt, cậu ta không cần vợ mình nữa rồi à? Kim Văn Ngạo lầm bâm. Vào lúc này, Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn ông ta, sát khí hẳn lên trong ánh mắt, lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Diện, ông ta dùng mình. Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh người dẫn chương trình, anh cầm micro lên, nhìn tất cả mọi người rồi nói, bây giờ mọi người đều nhìn thấy kết quả cuộc thi rồi đấy, có nên để ông chủ Kim thực hiện lời cá cược của mình không, 900 tỷ đấy, không phải là con số nhỏ đâu. Mọi người lập tức kêu gào, yêu cầu Kim Văn Ngạo chung tiền. Tần Đốc Công quay đầu sang nhìn Kim Văn Ngạo, ông ta cười cười nói, ông chủ Kim, đến lúc ông phải thực hiện lời hứa của mình rồi đó, nếu như ông không thể chung 900 tỷ, sợ rằng ông không thể bước chân ra khỏi câu lạc bộ cờ vây thành phố Thanh Vân đâu, chương 302, định để gạo nấu thành cơm. Bên trong câu lạc bộ cờ vây Hồng Thành, bây giờ Kim Văn Ngạo đang chừng mắt nhìn Lý Ngôn Võ đứng trước mặt mình, ông ta vung tay tát vào mặt của anh ta bằng hết sức bình sinh. Cả căn phòng đều rất nhếch nhác, cái gì có thể hất đổ được thì đều bị hất đổ cả rồi, tất thảy mọi người đều dè dặt nhìn Kim Văn Ngạo, không có một ai dám thốt lên tiếng nào. Bây giờ trong câu lạc bộ Cờ Vây thành phố Thanh Vân, sau khi có kết quả của cuộc thi đấu, tất thảy mọi người đều kêu gào đòi Kim Văn Ngạo chung ra 900 tỷ cho Tần Đốc Công theo ước định. Kim Văn Ngạo gặp phải áp lực của mọi người, chỉ đành lấy tiền 900 tỷ trong thành Thanh Vân chuyển cho Tần Đốc Công. 900 tỷ không phải là một con số nhỏ với Vân Hải, hơn nữa lần này câu lạc bộ Cờ Vây Hồng Thành không giành được giải quán quân, hơn nữa còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Kế hoạch muốn gây dựng tên tuổi trong thành phố Thanh Vân của bọn họ đã thất bại hoàn toàn rồi. Kim Văn Ngạo không thể nào hiểu nổi vì sao Lâm Thanh Diện lại dám thắng Lý Ngôn Võ, rõ ràng cậu ta biết vợ của mình đã bị bắt, lẽ nào Lâm Thanh Diện không hề quan tâm đến sống chết của vợ mình hay sao? Sau khi trở về, Kim Văn Ngạo gọi cho Kim Tôn vô số cuộc điện thoại nhưng vẫn không có ai nghe máy, ông ta nghĩ rằng có thể Kim Tôn đang chơi vợ Lâm Thanh Diện, trong lòng lại càng cảm thấy tức giận hơn tổn thất mà cuộc thi cờ vây này tạo ra với địa ốc Vân Hải lớn vô cùng, cho dù Kim Văn Ngạo có giỏi nhẫn nhịn đi chăng nữa, cũng không thể nào vừa thua cuộc thi vừa phải đền bù 900 tỷ cho được. Nghĩ lại chuyện trước kia, ông ta cảm thấy chắc chắn là Tần Đốc Công và Lâm Thanh Diện đã cấu kết với nhau từ trước đó rồi, cơn giận nghẹn ở trong lòng chút hết lên người Lý Ngôn Võ. Mẹ nó, tại sao cậu lại thua một thằng vô dụng như thế? Cậu có biết tôi đã chuẩn bị bao nhiêu thứ cho cuộc thi này hay không? Bây giờ không những không lấy được giải quán quân mà còn bắt tôi phải chung ra 900 tỷ nữa. Chuyện lần này lan truyền về Hồng Thành, tạo ra ảnh hưởng xấu cho địa ốc Vân Hải của tôi, tôi nuôi một đám vô dụng như các cậu thì có ích lợi gì đây hả?" Kim Văn Ngạo gầm lên. Sau đó ông ta đá túi bụi vào người Lý Ngôn Võ. Lý Ngôn Võ ngồi phịch mông xuống đất, trong lòng có nỗi khổ không thể nói lên thành lời, nhưng anh ta chỉ đành chịu đựng trước ngọn lửa giận dữ của Kim Văn Ngạo. "Lâm Thanh Diện, cái thứ như cậu" không ngờ cậu lại vứt bỏ vợ mình để giúp cho nhà họ Tân, tốt, tốt lắm. Ánh mắt Kim Văn Ngạo toát ra sát khí, tôi không có cách đụng đến cậu trong thành phố Thanh Vân, nhưng rồi sẽ có lúc cậu về Hồng Thành chứ gì, đợi đấy cho tôi, cậu đụng đến địa ốc Vân Hải của tôi, nhất định tôi sẽ khiến cho cậu thây hôi hận vì đã đến trên đời này. Kim Văn Ngạo quay đầu nhìn những người sợ đến nỗi run run rẩy giấy rồi lạnh giọng mà nói, đặt vé máy bay về Hồng Thành trong khoảng thời gian ngắn nhất cho tôi, đợi lúc cậu ta trở về sẽ tặng cho cậu ta niềm vui bất ngờ. Trong phòng khách ở nhà họ Tần, Tần Đốc Công ngồi xuống ghế sofa với gương mặt tươi tắn, bây giờ ông ta không thể nén được niềm vui, muốn nín nhịn không cười cũng là một chuyện khó khăn. Hôm nay không những Lâm Thanh Diện đã giúp cho câu lạc bộ cờ vây giành giải quán quân, ngăn cản kế hoạch mượn cuộc thi để đánh bóng tên của địa ốc Vân Hải, hơn nữa còn giúp Tần Đốc Công thắng được 900 tỷ, khiến cho Tần Đốc Công phát tài một cách bất ngờ còn có thêm một chuyện như dệt hoa trên gãm nữa, ấy là Tân Vô Song đã thành công đánh bại cao thủ đến từ Vân Thành, giành được giải ba. Chỉ có điều vì cuộc thi của Lâm Thanh Diện được thu hút hết sự chú ý của mọi người, bởi thế mọi người không hề có hứng thú với giải ba. Mọi người đều chỉ chú ý đến hạng nhất mà thôi, dưới hạng nhất trở xuông đều là bia đỡ đạn mà thôi. Lâm Thanh Diện, lần này tôi phải cảm ơn cậu rồi, nếu như không có cậu thì không biết Kim Văn Ngạo sẽ vênh váo đến mức nào nữa, số tiền 900 tỷ tôi không cân đâu, cho cậu hết đấy Tần Đốc Công nói với Lâm Thanh Diện. Không cân đâu, ông chủ Tần cứ giữ lấy đi, số tiền này là do ông thẳng được sau khi đã đánh cược với Kim Văn Ngạo, đương nhiên phải thuộc về ông chủ Tần, Lâm Thanh Diện hờ hững mà nói. Chỉ có 900 tỷ mà thôi, Lâm Thanh Diện vốn không quan tâm. Tần Đốc Công nhìn thấy Lâm Thanh Diện từ chối, ông ta cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ đến Lâm Thanh Diện là người sở hữu thẻ đen thế giới, với Lâm Thanh Diện thì 900 tỷ không hề có sức hút một chút nào cả. Nếu như ông ta còn ép Lâm Thanh Diện nhận nữa thì lại có vẻ khinh thường Lâm Thanh Diện. "Lâm Thanh Diện, cả đời này tôi đều sẽ không quên tình nghĩa của cậu dành cho tôi, chỉ có điều tôi không biết cậu cần gì, tôi biết cậu không thiếu tiền, bởi thế nếu như cậu có yêu cầu gì khác thì cứ nói với tôi nhé, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm hết sức mình." Tần Đốc Công nói. Lâm Thanh Diện lắc lắc đầu, ông chủ Tần nói đùa rồi đây là chuyện tôi nên làm, ông đã giúp Trần Tài Anh báo thù nên tôi báo đáp cho ông mà thôi, không cần phải nhắc đến ân tình gì đó. Tần vô song nhìn Lâm Thanh Diện đăm đăm rồi nói với vẻ mặt ngượng ngùng, tôi là thứ quý báu nhất của ba mình, hay là anh để ba tôi tặng tôi cho anh đi. Lâm Thanh Diện nhìn Tần vô song với vẻ dở khóc dở cười, không cần đâu, không nhận nổi, không nhận nổi. Tần vô song lập tức chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, cô ta tức giận đến mức gần như muốn nuốt Lâm Thanh Diện vào trong bụng luôn nhưng cô ta cũng hiểu rằng sợ rằng mình không thể đến với lâm thanh diện được dù gì cô ta đã nói rõ ý của mình rồi lâm thanh diện vẫn không sao động xem ra anh ấy thật sự là một người đàn ông trung thủy bây giờ cô ta chỉ hy vọng mình là người gặp lâm thanh diện trước vốn dĩ lâm thanh diện định rời khỏi thành phố thanh vân trở về hồng thành ngay sau khi cuộc thi kết thúc nhưng tần đốc công khăng khăng đòi ăn một bữa cơm với lâm thanh diện rồi mới thả anh về lâm thanh diện không cần thù lao bữa cơm này Tần Đốc Công phải mời cho bằng được, vừa khéo cũng để chúc mừng Lâm Thanh Diện giành giải quán quân. Lâm Thanh Diện nghĩ đến việc hứa Bích Hoài đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm, bây giờ mình cũng không cần phải về gấp làm gì, huống hồ chi cuộc thi kết thúc vào lúc hoàng hôn, chỉ bằng nán lại dùng bữa cơm, đợi đến sáng mai rồi hãng về. Tối ngày hôm đó, Lâm Thanh Diện uống không ít rượu, những người trong nhà họ Tần cũng lần lượt rót rượu cho anh, tử lượng của Lâm Thanh Diện không cao lắm, cũng cảm thấy không chịu nổi nữa. Tần vô song biết đến ngày mai Lâm Thanh Diện sẽ trở về, bởi thế cô ta cũng không ngừng uống rượu trong lòng vân quyến luyến Lâm Thanh Diện, nhưng cô ta không giữ Lâm Thanh Diện lại được, bởi thế chỉ đành mượn rượu để chút nỗi buồn mà thôi. Giữa trừng, Tần Đốc Công gọi Tần vô song về, hai người đi vào trong sân nhà. Tần Song Song nói với vẻ kỳ quái: Ba, ba đưa con đến đây làm gì? Tần Đốc Công nhìn Tần vô song rồi thở dài: Vô song à, có phải con quyến luyến Lâm Thanh Diện không? Tần vô song lập tức gật đầu rồi nói, đương nhiên là quyến luyến rồi, nhưng bây giờ anh đã kết hôn rồi, hơn nữa còn trung thủy như thế, con chẳng còn cơ hội nữa. Tần Đức bật cười, ông ta cất tiếng nói, con gái, con còn non nớt quá, cơ hội phải do mình tự giành lấy mới được, nếu như con thật sự quyến luyến cậu ấy thì cho dù cậu ấy đã kết hôn cũng có làm sao đâu, rồi cũng sẽ tìm được cách để giữ cậu ấy lại mà thôi. Đôi mắt Tần vô song sáng bừng, cô ta cất tiếng hỏi, cách gì vậy ba? Ba đã kêu những người trên bàn tiệc chúc rượu Lâm Thanh Diệt. Nhìn bộ dạng của cậu ấy thì chắc là đã say lắm rồi. Còn cách mà ba nói cho con có thể khiến gạo nấu thành cơm, Tần Đốc Công nói với con gái. Tần Vô Song sướng sờ, cô ta lập tức cảm thấy thẹn thùng, không ngờ Tần Đốc Công lại dạy cho mình cách này. Nhưng mà, nhưng mà làm thế hình như không tốt lắm. Tần Vô Song tỏ vẻ xấu hổ. Mặc dù hơi bị thiếu đạo đức, nhưng nếu như vòn muốn giữ cậu ấy lại thì phải nãy sinh quan hệ với cậu ấy mới được đây là cách duy nhất, cho dù có thành công hay không cũng phải thử mới biết, chỉ có điều cần con phải hy sinh rồi, Tần Đốc Công nói. Tần Đốc Công cũng luyến tiếc nhan tài như Lâm Thanh Diện, tài năng cờ vây của Lâm Thanh Diện có thể nói là ngàn năm có một, hơn nữa trong tay anh vẫn còn tấm thẻ đen thế giói, với bậc hào kiệt như thế, đương nhiên Tần Đốc Công cũng thảm thường. Cho dù Lâm Thanh Diện đã kết hôn rồi, nhưng điều đó không hề cản trở việc Tần Đốc Công muốn Lâm Thanh Diện làm con rể của mình, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự cưới Tần Vô Song thì đây đúng là lợi ích to lớn với nhà họ Tần. Bởi thế vì sự phát triển của nhà họ Tần, Tần Đốc Công cũng không tiếc hy sinh con gái của mình, đương nhiên Tần Vô Song phải đồng ý mới được. Tần Vô Song chân trừ một lúc rồi mới gật đầu một cách trịnh trọng, cô ta nói, đương nhiên là con đồng ý hy sinh rồi ba, dù sao con đã nhắm đến anh ấy rồi, cho dù xong việc mà anh ấy vẫn không chịu, con cũng không hối hận. Tần Đốc Công gật đầu, ông ta cười cười nhìn vô song rồi nói, tối hôm nay phải xem biểu hiện của con rồi, chương 303, nhà họ Tần vẫn chưa đủ tư cách. Buổi tiệc rượu đã tan, trời vào đêm. Lâm Thanh Diện lê tấm thân nghiêng nghiêng ngả ngả của mình trở về trong phòng, gương mặt anh vẫn còn nở nụ cười đùa bớn, nhớ lại màn đối thoại của hai ba con nhà họ Tân mà mình đã nghe thấy khi đi vệ sinh. Anh không ngờ Tần Đốc Công lại dạy Tân vô song làm vậy để đạt được mục đích của mình. Trong lòng Lâm Thanh Diện hiểu rất rõ, mình đã thể hiện quá xuất sắc trong thành phố thanh vân hơn nữa chắc chắn tần vô song đã nói cho ba mình biết anh có tấm thẻ đen thế giới tân đốc công muốn giữ mình lại cũng là chuyện bình thường mà thôi chỉ có điều ông ta bảo vô song dùng cách hà ni thì đúng thật là vô liêm sỉ dù gì nói nặng một chút thì cho dù tân vô song tự nguyện ông ta cũng đang lợi dụng con gái của mình chuyện này khiến cho lâm thanh diện cảm thấy phản cảm thực chất cho dù hôm nay lâm thanh diện không nghe thấy màn đối thoại của tân đốc công và tân vô song Tân Vô Song cũng không thể xảy ra quan hệ gì với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện luôn giữ lại lý trí lúc uống rượu ở bên ngoài, anh sẽ không uống say đến bất tỉnh nhân sự, bởi thế sau đó những người nhà họ Tân mời rượu Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đều len lén đổi thành nước để uống. Xem ra sau này phải ít đến gần con gái một chút mới được, tình cảm mới là chuyện khó giải quyết nhất trên đời này, Lâm Thanh Diện nở nụ cười bất đắc dĩ, anh nằm trên giường, khép mắt lại. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng lâm thanh diện bị mở ra, tần vô song chỉ mặc chiếc áo mỏng, tóc để xóa, gương mặt đỏ bừng, vóc dáng quyến rũ. Lâm thanh diện, anh ngủ chưa? Tần vô song cất tiếng hỏi. Lâm thanh diện không đáp. Tần vô song nghĩ chắc chắn lâm thanh diện đã say rồi, cô ta kích động đi đến bên cạnh giường, cúi đầu nhìn lâm thanh diện đang nằm trên giường đăm đăm, cô ta nỉ non, lâm thanh diện, anh là người đàn ông duy nhất khiến cho em rung động. Cho dù anh đã kết hôn thì em cũng không buông tay đâu. Mặc dù làm như thế có thể sẽ mang lại rắc rối cho anh, nhưng em không muốn anh biến mất trong cuộc đời của em, bởi thế. Tần vô song vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường, cô ta khom lưng nằm xuống người Lâm Thanh Diện. Vào lúc này, đột nhiên Lâm Thanh Diện mở to mắt, anh ngồi dậy trên giường, khiến cho Tần vô song giật mình. Anh không để cho Tần vô song có cơ hội nói gì mà đánh vào lưng cô ta, khiến cho Tần vô song mất đi. Anh đặt Tần vô song nằm lên trên giường. Lâm Thanh Diện thở vào một hơi, ghém lại mên cho cô ta, may mà trong phòng không mở đèn, chứ bằng không Lâm Thanh Diện nhìn thấy cô áo trên người cô ta, lại có thêm men rượu, sợ rằng anh sẽ không nhịn nổi. Xem ra tối hôm nay phải sang phòng cô ta ngủ một đêm rồi. Lãm Thanh Diện không trần trừ nữa mà đi thẳng ra ngoài, đến căn phòng của Tân Vô Song ở cách vách để ngủ. Sáng ngày hôm sau, Tân Đốc Công vui vẻ đi ra khỏi phòng của ông ta, muốn nhìn xem con gái mình và Lâm Thanh Diện như thế nào rồi, nếu như gạo đã nấu thành cơm, cho dù Lâm Thanh Diện muốn bỏ đi thì cũng khó lòng gạt nổi quan hệ với ông ta và Tân Vô Song. Ông ta biết Lâm Thanh Diện không phải là hạng người vô liêm sỉ, nếu như sau này nhà họ Tân có gặp khó khăn thì Lâm Thanh Diện cũng sẽ đứng ra giúp đỡ. Ông ta còn chưa đi được mấy bước đã cảm nhận được không khí lạnh sau lưng mình, rồi sau đó, cảm giác bất an dậy lên trong lòng, ông ta vội vàng quay người lại, thấy Lâm Thanh Diện lạnh mặt đứng sau lưng mình, cũng không biết anh đã đứng đây từ bao giờ. Lâm, Lâm Thanh Diện, sao cậu dậy sớm thế, không ngủ thêm một chút nữa à? Tần Đốc Công lúng túng. Bây giờ sát khí toát ra ngùn ngụt từ người Lâm Thanh Diện, cho dù Tân Đốc Công kêu Tân vô song làm thế, Lâm Thanh Diện cũng không thiệt thòi một chút nào, nhưng Lâm Thanh Diện không thích bị người khác tính kế, cho dù không bị bất lợi quá nhiều nhưng Lâm Thanh Diện cũng không chấp nhận cách làm này. Ông chủ Tân, tối hôm qua tần vô song đi vào trong phòng của tôi là do ông sai khiến sao? Lâm Thanh Diện lạnh giọng mà hỏi. Lâm, Lâm Thanh Diện, cậu nói cái gì đấy, tối hôm qua vô song vào phòng cậu à? Thế hai người, để ông thất vọng rồi, tôi đánh ngất cô ta rồi vào phòng cô ta ngủ một giấc, Lâm Thanh Diện đáp. Tần đốc công trừng mắt, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, Lâm Thanh Diện cũng giỏi chống lại cám dỗ quá đi mất, tên nhóc này đúng là đồ biến thái. Tôi biết mục đích của ông là gì, lần này tôi giúp đỡ nhà họ Tần là vì cảm ơn ông đã báo thù cho Trần Tài Anh, nhưng đây không phải là lý do để ông dở trò với tôi. Tôi đến tìm ông chỉ vì ở thành phố Thanh Vân, tìm nhà họ Tần thuận tiện hơn mà thôi, cho dù không có sự giúp đỡ của nhà họ Tần, tôi cũng có thể báo thù được. Nể tình nghĩa trước kia của ông, tôi không tính toán với ông chuyện này, có điều ông nhớ cho rõ đây, nhà họ Tần của ông không đủ tư cách để giữ lâm thanh diện tôi lại đâu. Tôi đi đây, giúp tôi nói lời tạm biệt với Tần Vô Song, cô ta là một cô gái tốt, giúp cô ta tìm gia đình tử tế đi. Sau khi nói dứt lời, Lâm Thanh Diện quay người bỏ ra khỏi nhà họ Tần, tự mình đến sân bay. Đến khi Lâm Thanh Diện đi được một lúc, Tần Đốc Công mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ông ta nhận ra sống lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Khi nãy Lâm Thanh Diện đứng trước mặt ông ta, sát khí trong vô hình ấy đè nén làm cho ông ta không sao thở nổi, ông ta có cảm giác Lâm Thanh Diện muốn giết chết mình chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Xem ra mình ngây thơ quá, một bậc hào kiệt như thế thì làm sao cam tâm tình nguyện ở lại nhà họ Tần, Tần Đốc Công cảm khái, nhưng sao cậu ấy lại chịu ở Hồng Thành kia chứ? Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện lại đáng sợ như thế, cậu ấy và nhà họ Lâm trong thủ đô có quan hệ gì với nhau sao? Nghĩ đến đây, Tần Đốc Công giật mình. Nếu như là thế thì ông ta cũng hiểu được tại sao Lâm Thanh Diện nói rằng mình không đủ tư cách giữ anh lại. Tần Đốc Công lắc đầu bất đắc dĩ, ông ta cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, trong lòng đã thâm quyết định, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chắc chắn ông ta sẽ không hy sinh con gái của mình. Tòa nhà địa ốc Vân Hải Kim Văn Ngạo ngồi sau bàn làm việc, lần nào gọi điện cho Kim Tôn cũng không thông. Vào lúc này, có một người đàn ông đeo kính đi vào trong phòng, Kim Văn Ngạo lập tức đứng dậy cất tiếng hỏi có tin tức của cậu chủ chưa? Người đó lắc đầu rồi đáp, vẫn còn chưa tìm được cậu chủ đã đi đến đâu, nhưng khi nãy tôi đã tra được thời gian chuyển bay của Lâm Thanh Diện đáp xuống Hồng Thành, chính là chiều nay. Kim Văn Ngạo lập tức hít mắt lại, ánh mắt ông ta hàn lên sát khí, ông ta lạnh giọng nói, đúng là đồ chết tiệt, hại tôi tốn thất nhiều đến thế trong địa ốc Vân Hải, lần này chắc chắn tôi sẽ không buông tha cho cậu ta đâu. Những tay đấm mà tôi kêu cậu bí mật huấn luyện đã về rồi đúng không? Nghe nói bọn họ đã từng đánh chết con gấu ngựa trong rừng sâu, Bây giờ cũng đã đến lúc dùng đến bọn họ rồi, không biết Lâm Thanh Diện có giỏi chịu đòn như gấu ngựa hay không. Sau khi nói dứt lời, Kim Văn ngạo mạnh tay bóp chặt điện thoại, vốn dĩ ông ta định phô sự nham hiểm như trong tivi, có điều ông ta lại phát hiện mình không khỏe đến mức có thể bóp nát điện thoại. Bởi thế ông ta tìm một tờ giấy tượng trưng để phát tiết. "Đi sắp xếp đi, kêu đội đánh đấm ấy chuẩn bị chu đáo, chiều nay tôi muốn khiến cho Lâm Thanh Diện không bước chân ra nổi sân bay." chương 304, lên khoang hạng nhất. Sân bay thành phố Thanh Vân. Lâm Thanh Diện lên máy bay, ngồi xuống ghế của mình, liền nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Không bao lâu sau, anh nghe thấy truyền tới tiếng bước chân, tiếp đó, giọng nói tràn đầy phẫn nộ vang lên, Lâm Thanh Diện, lại là thứ sao trổi này. Lâm Thanh Diện mở mắt, ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện người đứng trước mặt mình lại là Hồ Vũ Tinh. Hồ Vũ Tinh lúc này có thể nói là có chút thê thảm, Tóc có thể nói là ít hơn mấy ngày trước rất nhiều, trên mặt vẫn còn vết bầm tím chưa tan, nhìn như vừa bị đánh một trận. Hôm đó Chu Lâm Chiết dẫn Hồ Vũ Tinh và Vương San San tới, vốn là thấy hai người cũng xinh đẹp, muốn hai người theo mình một đêm rồi thì chuyện này cũng bỏ đi, ông ta sẽ không ra tay với hai cô gái nữa. Nhưng Hồ Vũ Tinh sống chết không chịu, lúc đó Vương San San cũng đã thỏa hiệp rồi, cô ta cảm thấy Chu Lâm Chiết không dễ chọc, nếu không nghe lời Chu Lâm Chiết nhất định sẽ dùng thủ đoạn hung ác hơn nữa đối phó với họ, hơn nữa chuyện này quả thực là họ sai. Tuy nhiên Hồ Vũ Tinh không tiếp nhận nổi thân hình như heo của Chu Lâm Chiết, bất kể Vương San San khuyên nhủ thế nào, cô ta cũng không chịu, sau đó bị nói đến phiền, liền hét lên một câu tôi mới không cân bồi một con heo ngủ đâu. Lời này bị Chu Lâm Chiết nghe thấy, ông ta quả thực hấn nhất chính là người khác gọi ông ta là heo, Lâm Thanh Diện là khách quý của nhà họ Tần, ông ta không chọc nổi chỉ có thể nhấn nhịn, nhưng Vương San San và Hồ Vũ Tinh thì ông ta không sợ. Ông ta liền tức giận, không muốn hai người theo mình ngủ nữa, trực tiếp xông tới đánh hai cô gái một trận, không chút thương hương tiếc ngọc. Hôm đó, Vương San San và Hồ Vũ Tinh bị đánh rất thảm, sau khi về tới nhà, ba mẹ Vương San San đều bị dọa sợ, hai người cũng không dám nói với người nhà là chọc chúng Chu Lâm Chiết, chỉ có thể nói dối là đụng phải lưu manh. Sau hôm đó, Vương San San luôn oán hận Hồ Vũ Tinh, nói nếu không phải vì Hồ Vũ Tinh, họ cũng sẽ không bị đánh. Nhưng Hồ Vũ Tinh lại cảm thấy đây là trách nhiệm của Vương San San, dù sao thì cách chỉnh Lâm Thanh Diện là do Vương San San nghĩ ra. Vì vậy, hai người cạch mặt nhau, bắt đầu nhìn đối phương không vừa mắt, sáng nay Hồ Vũ Tinh cãi nhau to với Vương San San, Hồ Vũ Tinh không chịu nổi tiếp tục ở đây nữa, bèn mua vé máy bay về Hồng Thành, không nghĩ tới lại đụng phải Lâm Thanh Diện trên chuyến bay này. Hơn nữa, Điều khiến Hồ Vũ Tinh không nghĩ tới là chỗ ngồi của cô ta lại sát cạnh chỗ của Lâm Thanh Diệt. Hồ Vũ Tinh trong lòng đang tức giận lại nhìn thấy một màn này, đương nhiên cực kỳ không thoải mái, trực tiếp hét lên một tiếng với Lâm Thanh Diệt. Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ tới lúc mình quay về sẽ đụng tới Hồ Vũ Tinh, nhưng anh trước giờ chưa từng để tâm tới Hồ Vũ Tinh, cho nên liếc nhìn Hồ Vũ Tinh một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Hồ Vũ Tinh thấy Lâm Thanh Diện thế mà lại phớt lờ cô ta, trong lòng càng thêm không phục, Nhớ tới vì Lâm Thanh Diện mà mình bị đánh, cô ta tức tối, giơ tay lên, vung lên mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mặc dù nhắm mắt nhưng anh có thể cảm nhận được luồng gió hướng về phía mặt mình, tay Hồ Vũ Tinh còn chưa tát tới mặt anh, anh đã giơ tay lên, nắm cánh tay cô ta lại. Cô muốn làm gì? Lâm Thanh Diện mở mắt, lạnh lùng nhìn cô ta. Hồ Vũ Tinh không nghĩ tới Lâm Thanh Diện nhắm mắt cũng có thể phản ứng lại được, trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô ta đã thu tay mình về mặt đầy tức giận nhìn anh thấy khó chịu không được sao lâm thanh diện nhíu mày lạnh giọng nói nhìn tôi thấy khó chịu thì có thể ra tay với tôi sao vậy tôi nhìn cô thấy khó chịu có phải tôi cũng có thể đánh cô không phế vật như anh có tư cách gì đánh tôi lần trước thật sự không biết anh đạp chúng vận cứt chó gì đồ con heo đó lại không ra tay với anh mà bắt hai chúng tôi vết thương trên mặt tôi đều là bị anh làm hại tôi bây giờ tắt anh một cái thì sao hồ vũ tinh nổi giận đùng đùng nói tự cô tìm chết mà thôi liên quan gì tới tôi nếu cô còn gây sự vô lý thì đừng trách tôi không khách sáo lâm thanh diện lạnh giọng nói hồ vũ tính ngồi xuống cạnh lâm thanh diện mắt không phục phế vật này có tư cách gì ngồi cùng mình loại người như anh nên bị vứt sung máy bay giữa chừng anh cách xa tôi ra phế vật như anh có tư cách gì ngồi cùng tôi hồ vũ tinh mở miệng hét lên lâm thanh diện có chút cạn lời quay đầu nhìn cô ta một cái Mở miệng nói, cô không muốn ngồi cùng tôi thì có thể đến khoang hạng nhất. Hồ Vũ Tinh lập tức có chút bị nghẹn không nói ra lời, cô ta tự cho rằng mình cao hơn Lâm Thanh Diện một bậc, tuy nhiên lại vẫn chỉ có thể ngồi khoang phổ thông giống anh, khoang hạng nhất chuyến bay này Hồ Vũ Tinh cũng từng nghe nói, vé hơn 90 triệu, cô ta nào mua nổi vé máy bay đắt như vậy. Hồ Vũ Tình càng nghĩ tới lời của Lâm Thanh Diện, càng cảm thấy tức giận, cũng không biết là tức Lâm Thanh Diện ngồi cạnh cô ta, hay là tức bản thức không mua nổi khoang hạng nhất anh dựa vào cái gì kêu tôi mua khoang hạng nhất, tôi cứ muốn ngồi ở đây, nhưng tôi không muốn ngồi cạnh anh, anh mau cút cho tôi, Hồ Vũ Tinh vô cùng cản rỡ nói một câu. Lâm Thanh Diện có chút bất đắc dĩ nhìn cô ta, vì tối qua uống quá nhiều rượu, sáng nay lại dậy sớm như vậy, anh bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng Hồ Vũ Tinh luôn nói không ngừng, khiến anh không cách nào tập trung tinh thân nghỉ ngơi. Anh không muốn so đo với loại người này, bèn vẫy tay với tiếp viên ở không xa. Tiếp Viên lập tức đi về phía này, lễ phép hỏi: "Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh không?" "Khoang hạng nhất còn chỗ chứ? Tôi muốn lên đó." Lâm Thanh Diện nói. "Có ạ, à, nhưng anh phải bù thêm phí khoang hạng nhất, khoảng hơn 90 triệu, xin hỏi anh xác định muốn lên sao?" Tiếp Viên lại hỏi. Lâm Thanh Diện còn chưa nói chuyện, Hồ Vũ Tinh bên cạnh đã cười to ha ha, mặt đầy trào phúng nói: "Cô đừng nghe anh ta ở đây nói linh tinh." loại nghèo mặt như anh ta làm sao có thể ngồi nổi khoang hạng nhất, anh ta đang ra dáng với cô đó, cô đừng phí thời gian với anh ta, mau đi làm việc của cô đi. Tiếp đó, cô ta nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, khinh thường nói, không nghĩ tới anh lại có mặt mũi tìm người ta nói lên khoang hạng nhất, anh cũng không lấy nước tiểu soi mặt mình xem là dáng vẻ gì, với bộ đồ hàng chợ của anh, mua vé khoang hạng phổ thông hẳn đã hết cả gia tài rồi đi. Lại còn mơ tưởng ngôi khoang hạng nhất, tôi thấy anh muốn kêu người ta tăng cấp khoang miễn phí cho anh đi, đừng nằm mơ nữa. Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút buồn cười, loại người như Hồ Vũ Tinh vĩnh viễn chỉ biết sống trong thế giới của mình, bản thân cô ta mua không nổi, liền cho rằng người khác cũng nhất định mua không nổi, hơn nữa còn nhất định muốn nhấn mạnh, giống như sợ bị người khác bỏ lại. Lâm Thanh Diện không để ý tới cô ta, mà là trực tiếp đưa thẻ ngân hàng của mình cho tiếp viên, giúp tôi đối một chút, cứ quẹt thẻ này là được, mật mã là 6 số sau thẻ. Tiếp viên có chút kỳ quái nhìn Hồ Vũ Tinh, nhưng không nói gì, vươn tay nhận thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diệt, giúp anh xử lý việc nâng hạng khoang. Hồ Vũ Tinh vân mặt đây khinh thường, lạnh giọng nói, Lâm Thanh Diệt, anh vừa nãy không nghe thấy người ta nói khoang hạng nhất cân bao nhiêu tiền sao. Anh lại còn kêu cô ta đi làm giúp anh, trong thẻ ngân hàng của anh còn có tiền sao. Đừng để lát nữa người ta tới nói số dư không đủ, buồn cười lắm đó. Chín chục triệu mà thôi, nhiều lắm sao? Lâm Thanh Diện nhìn Hồ Vũ Tinh, như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Người xung quanh nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, đều hít vào ngụm khí lạnh, 90 triệu tính ra cũng không phải quá nhiều, nhưng đây cũng chỉ là nói tương đối, nếu 90 triệu này dùng để mua vé máy bay thì đối với họ mà nói vô cùng xa xỉ. Bây giờ Lâm Thanh Diện giống như căn bản không để tâm 90 triệu này, đương nhiên khiến trong lòng họ chấn động. Hồ Vũ Tình nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, càng thêm cảm thấy anh làm ra vẻ, quay đầu nhìn những người xung quanh, nói: "Mọi người đều nghe thử xem, người đàn ông này là chồng của bạn đại học của tôi, anh ta ở rể nhà người ta, trong nhà ngoại trừ làm việc nhà, những chuyện khác đều không biết, đồ ăn thức uống đều dùng tiền của vợ anh ta, bây giờ anh ta lại nói 90 triệu không tính là gì, thật là cười chết tôi, 90 triệu này có lẽ anh ta để dành 10 năm tiền tiêu vặt cũng không nổi, anh ta lại có mặt mũi ra vẻ ở đây." Mọi người xung quanh nghe thấy lời của Hồ Vũ Tinh liên lập tức bắt đầu chê cười Lâm Thanh Diệt nói anh không cần mặt mũi rõ ràng là tiểu bạch kiểm ăn bám lại ra vẻ lắm tiền trước mặt người khác không bao lâu sau tiếp viên cầm thẻ ngân hàng của lâm thanh diện đi tới thái độ rõ ràng cung kính hơn vừa rồi rất nhiều hồ vũ tinh thấy tiếp viên đi tới mặt trào phúng hỏi thẻ anh ta có phải số dư không đủ không tôi đã nói rồi anh ta nghèo kiết xác không thể nào ngôi nổi khoang hạng nhất tiếp viên nghe thấy lời nói của hồ vũ tinh sắc mặt bỗng nhiên khó coi chừng cô ta lạnh giọng nói, thưa cô, xin cô chú ý lời nói của mình, anh này là khách quý cao cấp nhất của công ty hàng không chúng tôi, nếu cô nói lời không tôn trọng anh ấy, chúng tôi có quyền mời cô xuống máy bay. Lời của tiếp viên vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện, không nghĩ tới anh lại là khách quý cao cấp của công ty hàng không này. Hồ Vũ Tinh cũng chấn động nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng vẫn có chút không tiếp nhận nổi, cô không lầm chứ, anh ta chỉ là một tiểu bạch kiểm ăn bám mà thôi, sao có thể là khách quý của công ty hàng không các cô, nhất định là cô nhận lầm người rồi. Tiếp viên không vui nhìn cô ta, nói thẻ ngân hàng của anh này là thẻ đen cao cấp của ngân hàng thế giới, thẻ này đại biểu cho thân phận hiếm có của anh ấy, bất kể ở nơi nào, chỉ cần có thẻ này, anh ấy chính là khách hàng quý giá nhất. Nói xong, tiếp viên quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, giọng điệu cực kỳ ôn hòa, thưa anh, vì anh là người sở hữu thẻ đen ngân hàng thế giới, cho nên anh có thể nâng khoang hạng nhất miễn phí trong bất kỳ chuyến bay nào của hàng không chúng tôi, cho nên anh không cần trả nhiều tiền cho việc nâng khoang hạng lần này. Đây là thẻ của anh, xin giữ cẩn thận, mời anh theo tôi tới khoang hạng nhất. Lâm Thanh Diện gật đầu với cô ta, nhận thẻ ngân hàng của mình, tiếp đó bèn đứng dậy, theo tiếp viên đi tới vị trí khoang hạng nhất. Hồ Vũ Tinh và những người xung quanh đều mặt mày ngây ngốc, đãi ngộ thế này, đối với họ mà nói thực sự chính là ngàn năm khó gặp. Không ít người mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Chỉ có một mình Hồ Vũ Tinh nắm chặt hai tay, nhìn vị trí trống rỗng cạnh mình, trong lòng càng thêm hận Lâm Thanh Diện sâu đậm. Chương 305, sân bay phòng 3. Lâm Thanh Diện đi cùng tiếp viên tới vị trí khoang hạng nhất, không gian nơi này rất lớn, ghế ngồi thoải mái, hơn nữa xung quanh có tivi gắn bàn, trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt, tạp chí và thức uống. Ghế ngồi ở đây có thể duỗi ra, biến thành giường nằm so với sự chật trội trong khoang phổ thông, nơi này quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, không gian ở đây cũng rất độc lập, nếu Lâm Thanh Diện không muốn bị quấy dày, có thể đóng cửa lại. Lâm Thanh Diện không phải người thích hưởng thụ, cho nên lúc mua vé máy bay chỉ mua khoang phổ thông, nhưng bây giờ sau khi đến khoang hạng nhất, cảm thấy loại thoải mái và thả lòng không bị làm phiên này, tâm trạng Lâm Thanh Diện cũng vui vẻ hơn nhiều. Quả nhiên, có tiền có thể khiến người ta vui vẻ. Lâm Thanh Diện ngồi xuống, khẽ duỗi cơ thể mình, Tiếp Viên ở cạnh cung kính nhìn anh, giới thiệu các phục vụ ở khoang hạng nhất cho anh. Giới thiệu xong, Lâm Thanh Diện gật đầu, ý bảo Tiếp Viên có thể ra ngoài. Tiếp Viên nhìn anh một cái, không ra ngoài, do so dự một lát mới nháy mắt với anh, cười nói: "Thưa anh, thực ra tôi cũng có thể cung cấp một số phục vụ đặc thù cho anh, để anh có trải nghiệm du lịch thoải mái trên máy bay, nếu anh muốn, hoàn toàn có thể giữ tôi lại, đây là tôi tự nguyện á." nói rồi một tay tiếp viên khẽ đặt lên vai lâm thanh diện nhẹ nhàng sờ mó lâm thanh diện nghe thấy lời của cô ta khẽ sững sốt tiếp đó trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái không nghĩ tới tiếp viên trên máy bay lại còn thích làm loại chuyện này chẳng lẽ vì mình có tiền sao không cần đâu cô có thể ra ngoài rồi tôi chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát lâm thanh diện trực tiếp cự tuyệt cô ta tiếp viên nghe thấy lời của anh lập tức lộ ra thất vọng nhưng cô ta cũng không dám tiếp tục ở lì không đi, thấy Lâm Thanh Diện không muốn phục vụ của cô ta, cô ta cũng chỉ có thể rời khỏi chỗ này. Đợi tiếp viên đi rồi, Lâm Thanh Diện hạ ghế, sau đó nằm lên, mặt đây thoải mái thả lỏng. Lúc sắp tới Hồng Thành, Lâm Thanh Diện bị tiếp viên gọi dậy, tiếp viên đưa cho anh khăn lông, để anh lau mặt tỉnh táo. Thưa anh, xin hỏi tôi có thể lưu mi của anh không? Nếu sau này anh còn đi chuyến bay của công ty chúng tôi, có thể liên lạc trước với tôi, tôi sẽ sắp xếp phục vụ tốt nhất cho anh, tiếp viên có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thanh Diện. Không cần, tôi đã kết hôn rồi, Lâm Thanh Diện trực tiếp cự tuyệt thỉnh câu của cô ta, cho dù lần sau Lâm Thanh Diện còn đi máy bay của công ty hàng không này, trên chuyến bay cũng không chắc là cô tiếp viên này, cô ta sao có thể sắp xếp phục vụ tốt nhất cho mình, rõ ràng chính là muốn có mi của Lâm Thanh Diện mà thôi. Lâm Thanh Diện không muốn đụng phải quá nhiều phiền phức, từ chối là phương pháp tốt nhất. Tiếp viên nghe thấy lời của anh, ánh mắt ảm đạm. Người đàn ông tốt như vậy, sao lại kết hôn rồi chứ? Tiếp viên oán hận trong lòng. Không bao lâu sau, máy bay tới sân bay Hồng Thành. Lâm Thanh Diện bước xuống máy bay, cùng đám người đi ra ngoài. Hồ Vũ Tinh nhìn thấy bóng dáng anh trong đám người, ánh mắt lập tức lộ ra u oán. Cô ta chạy nhanh tới cạnh Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi một câu, Lâm Thanh Diện, thẻ ngân hàng của anh có phải trộm của người khác không? Tôi thấy ý của cô tiếp viên đó, thẻ ngân hàng này dường như cực kỳ lợi hại, nếu tôi đi báo cảnh sát, anh nhất định sẽ bị phán tội đi." Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười nhìn Hồ Vũ Tinh, thật không hiểu nổi đầu óc cô ta rốt cuộc hoạt động ra sao, lại còn muốn đi báo cảnh sát anh. "Thẻ ngân hàng này là của tôi." Lâm Thanh Diện nói. "Bớt giả bộ ở đây đi, sao anh có thể có thẻ ngân hàng cao cấp như vậy, nhất định là anh ăn cắp, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, anh đưa một nửa tiền trong thẻ cho tôi." Tôi sẽ không đi báo cảnh sát anh nữa, nếu không, anh đợi ngồi tù đi, Hồ Vũ Tinh thề thốt nói. Vậy cô đi báo đi, xem cảnh sát có đến bắt tôi không, Lâm Thanh Diện hời hợt nói. Hồ Vũ Tinh thấy Lâm Thanh Diện không chút sợ hãi, trong lòng phẫn hận. Lúc này, hai người đã đi tới sảnh ra sân bay, Lâm Thanh Diện vừa ra, đã chú ý thấy nơi này có chút không đúng lắm, quả nhiên, rất nhanh đã có một đám người nhìn về phía anh, ánh mắt không tốt. Lâm Thanh Diện làm như không có việc gì đi về phía trước, không tới hai phút sau, vài người mặc đồng phục bỗng nhiên bắt đầu sơ tản người trong sảnh ra ngoài. Mà lúc này cũng có một đội đàn ông mặc đồng phục màu đen đi về phía anh. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều vô cùng kỳ quái, không biết làm sao vậy, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, nhân viên sân bay tản họ ra là vì sự xuất hiện của hai người mặc đồ đen đó. Mà mục tiêu của hai người đồ đen đó, chính là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, lá gan của cậu không nhỏ nha, lại còn dám quay về Hồng Thành, chẳng lẽ cậu cho rằng ông chủ Kim sẽ bỏ qua cho cậu như vậy sao? Cậu hôm nay sẽ không thể nào bước ra khỏi sân bay này, người dẫn đầu đám người đồ đen hét một câu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trực tiếp dừng bước, hít mắt nhìn đội người đồ đen, từ lời nói của họ có thể đoán ra, những người này hẳn là do Kim Văn Ngạo phái tới. Hồ Vũ Tinh thấy đội người đồ đen đi về phía Lâm Thanh Diện, cũng bị dọa sợ, sau đó vội cách xa Lâm Thanh Diện, chạy vào trong đám người xem náo nhiệt bên cạnh. Cô ta vừa rồi nghe thấy lời của người đồ đen đó, xem ra Lâm Thanh Diện chọc phải người không nên chọc, cô ta sau đó không theo dõi chuyện thi đấu cờ vây, cho nên cũng không biết Lâm Thanh Diện thắng quán quân cuộc thi cờ vây, bây giờ nhìn thấy những người đồ đen khí thế bừng bừng này, cô ta còn cho rằng họ đến tìm Lâm Thanh Diện đòi thẻ ngân hàng. Mấy người đồ đen vừa nhìn là biết không dễ chọc, chỉ dựa vào một phế vật Lâm Thanh Diện nhất định không chống đỡ nổi. Những người đó nói sẽ không để Lâm Thanh Diện bước ra khỏi sân bay, vậy nhất định là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lâm Thanh Diện rồi. Mặt Hồ Vũ Tinh lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt vui vẻ khi người gặp họa nhìn anh, tự lẩm bẩm, thật là đáng đời, ai kêu anh trộm thẻ ngân hàng của người ta còn không nhận, người ta trực tiếp tìm tới cửa rồi, mấy người này nhìn cực kỳ lợi hại, chỉ dựa vào một phế vật ngu ngốc như anh, hôm nay nhất định chạy không thoát, hy vọng mấy người này hôm nay tốt nhất có thể đánh chết anh như vậy tức giận trong lòng tôi cũng có thể xả ra rồi. Xem ra Kim Văn Ngạo thật sự không bỏ cuộc, lại còn đặc biệt phái người tới sân bay chặn tôi lại, nhưng các người cho rằng như vậy thì có thể chặn được tôi sao? Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Đội người đồ đen nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện đều phì cười một tiếng, người dẫn đầu mặt đây khinh thường, nói tôi tự giới thiệu một chút trước, tôi tên Thái Long, là đội trưởng tiểu đội tỉnh Anh do ông chủ Kim Bí mật bồi dưỡng. Khoảng thời gian này chúng tôi luôn huấn luyện trong rừng sâu núi thẳm, chỉ mới đây thôi, mấy người chúng tôi hợp tác, đánh chết một con gấu nâu, anh nói thực lực như vậy, chúng tôi có thể cản được anh không? Lời của Thái Long vừa nói ra, những người xem náo nhiệt xung quanh cũng bắt đầu kinh hô, họ đều biết sự đáng sợ của gấu nâu, cho dù là hợp tác giết chết, cũng đã cực kỳ biến thái rồi, dù sao thì thân thể người bình thường so sánh với gấu nâu quả thực là một trời một vực, hơn nữa. Sức mạnh của gấu nâu căn bản không phải loài người có thể so sánh, nếu đám người Thái Long thật sự đã đánh chết một con gấu nâu, vậy thì thật sự cực kỳ lợi hại. Lâm Thanh Diện nghe xong, mặt không lộ ra biểu cảm quá kinh ngạc, rất rõ ràng chuyện họ hợp tác giết chết gấu nâu không thể khiến anh kích động quá lớn. Cho dù các người từng hợp tác đánh chết thứ gì, các người hôm nay tới sân bay chặn tôi, chính là một lựa chọn sai lầm, Lâm Thanh Diện nói. Những người xung quanh thấy dáng vẻ hời hợt của Lâm Thanh Diện, đều khá kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện đối mặt với những người này lại có thể mặt không đổi sắc, nghĩ hấn cũng là một nhân vật lợi hại. Chàng trai trẻ đó nhìn không chút sợ hãi, có lẽ cũng là một nhân vật lợi hại đi, lúc này, có người nói một câu. Hồ Vũ Tinh nghe thấy, lập tức chào phúng một tiếng, anh ta tính cái gì nhân vật lợi hại chứ, chẳng lẽ các người chưa từng nghe nói tới anh ta sao? Người này chính là phế vật nổi danh Toàn Hồng Thành, Lâm Thanh Diệt, chính là tên ngoại trừ ăn bám thì không biết làm gì, anh ta bây giờ nhất định đã sợ muốn chết rồi, chỉ là vì mặt mũi nên miễn cưỡng chống đỡ mà thôi mọi người xung quanh nghe xong đều mặt đầy kinh ngạc thì ra người này chính là lâm thanh diện à tôi từng nghe nói tên này nghe nói hắn ở nhà hoàn toàn không chút địa vị cả ngày làm việc nhà người như vậy quả thực không có tiền đồ gì thì ra là lâm thanh diện vậy xem ra anh ta thật sự xui xẻo rồi chỉ với phế vật như anh ta đừng nói một đội người cho dù là một người cũng nhất định không đánh lại tôi nói mà thì ra là phế vật lâm thanh diện tên này cả ngày không làm gì chỉ biết gây phiên phức mỹ nữ xinh đẹp như hứa bích hoài, sao lại gả cho loại phế vật này chứ? Hồ Vũ Tinh thấy mọi người xung quanh cùng chào phúng lâm thanh diện với cô ta, mặt đắc ý. Đội người của Thái Long nghe bàn tán của những người xung quanh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh, theo họ thấy, lâm thanh diện quả thực chỉ là một phế vật, Kim Văn ngạo phái họ tới xử lý lâm thanh diện, thực sự là có chút chuyện bé xé to. Lâm thanh diện, thật không nghĩ tới anh lại còn có tâm trạng ra vẻ ở đây với chúng tôi, anh hắn còn chưa ý thức được hôm nay mình sẽ có kết cục như thế nào đâu vậy tôi sẽ nói với anh một chút hôm nay có lẽ anh sẽ không chết nhưng nửa đời sau anh tuyệt đối không thể bước xuống giường nổ anh hiểu rõ ý của tôi chứ thái long lạnh giọng nói nhưng tôi bây giờ có thể cho anh một cơ hội nếu anh có thể đến đập đầu từng người chúng tôi và kêu chúng tôi một tiếng ba tôi sẽ chỉ đánh gãy hai chân anh để nửa đời sau anh chỉ có thể ngồi xe lăn ra ngoài phơi nắng anh thấy thế nào nói xong, người của Thái Long bèn cười to ha ha. Còn cho hắn cơ hội gì chứ? Loại phế vật này không cầu sống trên đời, các người nên đánh chết hắn ngay. Hổ vũ tinh hét lên. Thái Long hít mắt nhìn Lâm Thanh Diện, cười hỏi thế nào? Anh muốn kêu chúng tôi là ba, hay là muốn trực tiếp bị chúng tôi đánh không bỏ xuống giường nổi? Lâm Thanh Diện nhìn họ, chỉ lạnh lùng nói một chữ cút. Thái Long hít mắt nhìn Lâm Thanh Diện, cười hỏi thế nào? anh muốn kêu chúng tôi là ba, hay là muốn trực tiếp bị chúng tôi đánh không bỏ xuống giường nổi. Lâm Thanh Diện nhìn họ, chỉ lạnh lùng nói một chữ cút. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 305.